mí mắt ngăn không được thoát động, lão giả kia hung hăng cắn răng một cái, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, quát to, lão phu là linh vương đỉnh phong, coi như ngươi là linh vương cảnh, cũng không có khả năng giết đến lão phu, thiên hồn đoạt phách. Vừa dứt lời, lệ quỷ uống một chút, từng đạo âm u hôi khí, trong nháy mắt theo bốn phía không gian đột ngột đến phát lên. Đúng là hắn sử dụng chính mình không gian chi lực, đem tự thân cái kiệu oán khí lệ hồn toàn bộ phát ra. Bất quá, hắn những vật kia, vừa mới phát lên, thì toàn bộ bị ngọn lửa màu đen kia thiêu địa không còn sót lại một chút cặn, lại là không có nửa điểm chứng dùng. Thấy tình cảnh này, cái kia lão già triệt để mắt trợn tròn. Cuối cùng ra cái quỷ gì, chính mình công lực đã là linh vương cảnh tầng cao nhất, làm sao xuất ra về sau, liền cái giám đại động tĩnh đều không vang lên đâu. Lão gia hỏa, người công lực tại trên ta, đáng tiếc a, năng lượng đẳng cấp phía trên chênh lệch quá lớn. Ha ha ha, một tiếng cười khẽ, Trác Phàm trong tay nhẹ nhàng một nắm, lão giả kia bên người hắc viêm liền hô một chút, cùng nhau hướng hắn trên thân đập tới, đảo mắt đem hắn thôn phệ đi vào. A a a, từng trận hô gào vang vọng không ngừng, tê tâm liệt phế thống khổ, đem hắn thiêu mặt đất mục đích vặn vẹo. Nhưng trong mắt của hắn nhưng như cũ mê mang. Sau cùng có chút không cam lòng hét lớn, ngươi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào? 5.000 năm trước, ban đầu thánh vực tám hoàng đứng đầu, ma hoàng Trác Nhất Phàm. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, 5.000 năm về sau, hiện lạc gia đại quản gia, Trác Phàm là. Cắm trong tay lão tử, ngươi. Không oan. A, à, lại là một tiếng kinh thiên động địa ai hô vang vọng vân không, không biết là không cam lòng vẫn là hối hận. Hoặc là sợ hãi. Lão giả kia đã là tại từng đạo hắc viêm phía dưới, phút chốc bị đốt cháy hầu như không còn, một tia cặn bã cũng không có lưu lại. Hống hống hống. Từng tiếng long ngâm nổ vang bầu trời, tiểu trấn phía bắc, Đan Thanh Sinh mang theo mấy cái lạc gia linh vương cao thủ, một đường quét ngang đẩy mạnh, đầy trời đều là long khí kiếm kình vần quanh, bên trong dân trấn vừa mới chạy ra, liền nhất thời bị cái này long khí đụng tứ phân ngũ liệt. Huyết nhục văng tung tóe, chớp mắt không có sinh cơ. Phía nam, Bách Lý Ngự Vũ trong nháy mắt hóa thành tu la tại thế, đầy trời vũ kiếm liên tiếp, đem sông ra Dương Nghiệt, chém giết hầu như không còn, không chút nào lưu. Phía đông là Mộ Dung Liệt trấn thủ, một áng lửa, huy sái thiên địa. Phía tây thì là Âu Dương Lăng Thiên xuất kích, như chắn băng tường đem nơi này đường ra thủ đến nước không lọt. Đi tới nơi này như người bất quá một hơi công phu. Liền trong nháy mắt cứng ngắc, tán toái thành một chỗ vụn băng tiêu vong. Kết quả là, như thế như vậy, tại từng tiếng ai hô chu lên phía dưới, trong trấn người tất cả đều bị đổ sát hầu như không còn, không có một cái cá lọt lưới. Chờ phàm giai tất cả mọi người tiến vào cái trấn này về sau, nơi này đã là một mảnh núi thây biển máu, vô cùng thê thảm. Mộ Dung Tuyết nhìn lấy đây hết thảy, trong lòng có chút không đành lòng, vội vã tìm tới Trác Phàm bọn họ bóng người, hỏi, những người này. Thật đều theo ngươi đoán một dạng, đều là trừng phạt đúng tội sao? Ngươi hỏi nàng. Hơi hơi nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, liền hướng những người còn lại nơi đó đi tới, hét lớn lên tiếng, đem nơi này quét dọn một chút, về sau chỗ này chính là chúng ta đặt chân địa. Giống. Một tiếng kêu gọi, mọi người cao hứng bừng bừng, thì lập tức bắt đầu động thủ. Mộ Dung Tuyết không có nhìn hắn, mà chính là vừa nhìn về phía Lạc Vân Thường chỗ đó. Trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Mỉm cười, minh bạch nàng ý tứ, Lạc Vân Thường liền đem chuyện lúc trước từng cái giải thích một lần. Đến tận đây, nàng trong bụng mới không sai, nguyên lai cái này toàn bộ thôn trấn cũng là một mảnh dơ bẩn chi địa a. Bất quá, có lẽ thật nên câu kia chuyện xưa, ác nhân tự có ác nhân trị. Một đám nhỏ ma đầu, gặp phải cái này chánh thức đại ma hoàng, thì ăn quả đắng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết lại quay đầu thật sâu nhìn một chút, đang chỉ huy mọi người động thủ Trác Phàm, khóe miệng xẹt qua một tia vui vẻ nụ cười. Xem ra ma đầu kia nói đúng, hắn xuất ra tay tất cả đối tượng, đều là đối phương tự tìm. Ngay sau đó, mọi người ấn thân phận thực lực cao thấp, trực tiếp từ vào ở đến cái trấn này bên trong, lạc gia cao tầng cùng linh vương cao thủ, tự nhiên tiến vào nơi này lớn nhất phủ trạch, Liêu Phủ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, cái kia bảng hiệu cũng nên đổi, biến thành Lạc Trạch. Mà cái này toàn bộ thôn trấn cũng theo Liêu gia trấn biến thành Lạc gia trấn. Đồng thời, Trác Phàm tại cái này trong trạch viện cũng tìm tới mấy chỗ mật thất ám đạo cùng trận pháp kết giới, ngược lại là rất tiện, đều là có sẵn thiết bị,
không dùng bọn họ lại động thủ. Sau đó tại căn dặn vài câu, làm cho tất cả mọi người mỗi người quy vị về sau, hắn liền tự mình bế quan đi. Chỉ bất quá lần này, hắn không phải vì tu luyện, mà chính là vì hoàn thành chính mình cái kia cận vệ tâm nguyện a. Đinh! Một gian đen nhánh trong tầng hầm ngầm, Trác Phàm xuất thủ đem luyện khí đại trận bố trí xong, bên cạnh ma kiếm gặp này, không khỏi hưng phấn mà run rẩy một hạ thân. Còn không đợi Trác Phàm lên tiếng, liền đã là không kịp chờ đợi bay vào trong trận, kho lang một tiếng cắm vào vị trí trung tâm nhất. Bất đắc dĩ nhìn nó liếc một chút, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc lắc đầu, lại nói. Huyết linh a, người vốn là ta bản mệnh huyết anh, vì duy trì kình thiên kiếm linh tính, mới khiến cho ngươi tạm thay kiếm linh. Đem cái này năm thanh kiếm thần dung hợp một thể, nhìn có thể hay không luyện chế ra trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện đế binh, cũng là tâm nguyện ta. Cho dù không thành đế binh, cái này năm loại kiếm đạo dung hợp, ta dùng cũng vừa tay. Đến lượt gấp là ta à, làm sao ngươi xem ra so ta còn gấp đâu. Trước bốn thanh kiếm thần dung hợp, cũng không gặp ngươi được cái gì chỗ tốt ha. Đinh đinh đinh, vội vã rung động thân kiếm, phát ra tiếng leng keng, dường như thúc giục giống như, ma kiếm đã chờ không nổi. Tốt tốt tốt, ta thì nhìn ngươi có hoa chiêu gì xuất ra. Không nói chuyện trước nói trước, thụ diệt thế lôi viêm thiêu đốt, ngươi có thể được lại tiếp nhận một lần, tư vị kia cũng không tốt thụ. Bất giác khẽ cười một tiếng, Trác Phàm trêu chọc nói. Cái kia ma kiếm thì là một mực đong đưa thân kiếm, tựa hồ đã tương đương hưng phấn giống như. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ đường cong, Trác Phàm không nói hai lời, lập tức trong tay lần nữa kết động ấn quyết, kiếm linh quy vị, năm vị một thể, thánh binh ngút trời, đế binh hiện thế, quát. Hô! Vừa mới nói xong, Trác Phàm mắt trái bên trong bỗng nhiên tản mát ra màu đen liệt diễm, kịch liệt thiêu đốt, trong nháy mắt xung vào trong trận. Toàn bộ đại trận cũng là ong 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 phát ra không gian vang vọng, không ngừng rung động. Chỉ là trong nháy mắt, liền tất cả đều bị màu đen lôi viêm chỗ bao phủ, cái kia ma kiếm càng là tại lôi viêm không ngừng thiêu đốt dưới, không ngừng rung động thân kiếm, phảng phất tại co rút giống như. Cái này cần thua thiệt hắn không thể phát ra tiếng, nếu không không phải nhe răng gọi bậy, như giết heo kêu rên không thể. Cùng lúc đó, Trác Phàm cũng là trong tay bỗng dưng xuất ra cái kia thanh đã không có có kiếm linh bá thiên kiếm, nhấc phung tay lên, liền ném vào cái kia đại trận bên trong. Chỉ một thoáng, nhưng nghe cái kia xì 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 không ngừng thiêu đốt tiếng vang, ma kiếm cùng cái kia bá thiên kiếm đã là cùng nhau bắt đầu tan rã, sau đó chậm rãi dựa chung một chỗ, lẫn nhau liên tiếp. Thiên ma đại hóa quyết. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, toàn thân hắc khí cuồn cuộn toát ra. Nhất thời toàn bộ dung nhập đại trận bên trong. Một chỗ, dường như sóng biển bao phủ bãi cát, cuồn cuộn màu đen khói đặc tại đùng đùng, sao không dứt lôi viêm bên trong, một trận chìm ngập, cái cuối cùng chiều đầu bọt nước vỗ tới, trong nháy mắt liền đem cái kia hai thanh kiếm, hoàn toàn cuốn vào trong bóng tối. Toàn bộ đại trận, cũng hoàn toàn như cái kén tầm một dạng, biến thành một cái màu đen viên cầu, từng đạo hắc khí bao khỏa bên ngoài tầng, bên trong thì là lôi viêm nổ tung không ngừng. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm nhìn chăm chú vào trong trận hết thảy tiếng vọng, trong lòng cũng là một mực chăm chú băng lên. Hắn chưa từng nghe nói qua đế binh hiện thế truyền thuyết, cũng chưa từng luyện qua, đây là hắn lần thứ nhất khiêu chiến, tuy nói là kiếm người ta kiếm đế có sẵn thánh binh dung hợp, nhưng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương. Thật không biết cái này năm thanh thánh binh dung hợp về sau, sẽ xuất hiện cái tình huống như thế nào. Là còn giống như trước một dạng thành công. Chỉ bất quá thêm một cái kiếm đạo, vẫn là có mới biến hóa đâu. Dù sao, năm loại kiếm đạo dung hợp về sau, liền tương đương với kiếm đế kiếm đạo tề tụ. Ai, thật sự là chờ mong a. Mi mắt một mực run rẩy không ngừng, Trác Phàm cứ như vậy nhìn chằm chằm cái kia hắc cầu không thả, thỉnh thoảng đi qua đi lại một vòng, khẩn trương trong lòng bàn tay đều phủ đầy mồ hôi. Cứ như vậy, một canh giờ, hai canh giờ, bên trong còn đang không ngừng thiêu đốt. Tựa hồ không có thay đổi gì. Ba canh giờ, sau bốn canh giờ, bên trong thiêu đốt thanh âm tựa hồ dần dần nhạt, dần dần biến đến không có động tĩnh. Nhưng là, hỏa diễm không có động tĩnh, liền kiếm động tĩnh đều không có. Nếu không phải Trác Phàm cùng huyết anh tánh mạng tương liên, biết nó không có việc gì lời nói, không phải coi là nó thiêu chết ở bên trong. Chậm rãi vươn tay, Trác Phàm liền muốn đẩy ra bên trong nhìn xem. Nhưng là vừa nghĩ tới vạn nhất bên trong dung hợp đến thời điểm mấu chốt nhất,
chính mình lần này làm cho thất bại trong gang tấc làm sao bây giờ. Kết quả là, Trác Phàm do dự một chút, lại cố đè xuống trong lòng hiếu kỳ, ở nơi đó chờ lấy, chỉ là càng chờ càng lo lắng. Thẳng đến chỉnh một chút 3 ngày sau đó, cái kia hắc cầu vẫn như cũ không có phản ứng, Trác Phàm có chút chờ không nổi, suy nghĩ chốc lát, liền muốn đem trận pháp này tán đi, đem hắc khí kia thu hồi lại. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia hắc cầu vậy mà kịch liệt rung động động, thậm chí, dẫn tới cả vùng đều đang không ngừng rung động. Trác Phàm thân thể một ngã, kém chút ngã cái lảo đảo. Rầm rầm rầm. Không chỉ là khắp nơi mà thôi, cho dù là toàn bộ bầu trời, đều tại rừng không ngừng run rẩy lên, thậm chí, từng đạo mây ngũ sắc, cũng trên không trung như ẩn như hiện nhấp nhô, thì cùng lúc trước đồng dạng. Bịch bịch bịch. Thất Thánh Sơn, một tòa trang nhã trong tiểu lâu, một đám lão đầu râu bạc còn tại chăm chỉ không ngừng địa liếc nhìn sách cổ, thỉnh thoảng nhíu mày nhăn chán, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Bỗng nhiên, thiên địa đại rung động, toàn bộ sơn phong đều ngăn không được lay động, trên bầu trời lại có mây ngũ sắc hiển hiện. Thấy tình cảnh này, mọi người nhất thời giật mình, tại sao lại đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Trăm năm trước không phải xuất hiện qua một lần sao? Chúng ta bây giờ đều không hiểu rõ lúc trước nguyên nhân gì, hiện tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế? Không giống nhau, cùng trăm năm trước có chút khác biệt. Lúc này, một vị lão giả chợt trôi hướng không trung, nhất thời liền bình tĩnh hạ thân, nhìn về phía hắn người nói, các ngươi nhìn, trăm năm trước lần kia dị tượng, áp cho chúng ta công lực đều không xử ra được, lần này không giống nhau, chỉ có dị tượng, cũng sẽ không tác dụng đến tu giả trên thân. À, là như vậy à. Gật gật đầu, còn lại lão giả cũng cùng nhau trôi nổi lên, mới nhất thời ổn định thân hình. Chỉ là nhìn hướng lên bầu trời dị dạng, trong mắt vẫn là tràn đầy mê hoặc. Tuy nhiên không so trăm năm trước mạnh như vậy uy lực, nhưng hiện tượng này có chút tương tự a. 3. Một phương diện khác, một tòa tiểu trúc trước lầu, một quân cờ bỗng dưng rơi xuống trên bàn cờ, trắng nõn bàn tay chậm rãi cầm lại, trong bóng tối bóng người quay đầu nhìn ra phía ngoài mây ngũ sắc rực rỡ chỗ, thì thào lên tiếng, qua nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện một cái có hy vọng khiêu chiến đế cấp cao thủ người. Đó là ai? Một người khác bình tĩnh cuống họng, thản nhiên nói. Còn nhớ rõ năm đó người nào có hy vọng nhất kéo xuống nhất đế sao? Huyết Ma lão tổ. Không sai, hắn có hy vọng nhất, chỉ tiếc hắn không có chính mình đại đạo, mở không đế đạo cảnh, thực lực mạnh hơn, cũng không thể đem đế cảnh cao thủ như thế nào. Chỉ bất quá. 3. Một quân cờ hung hăng rơi xuống trên bàn cờ, người kia bình tĩnh lên tiếng, hắn sở luyện ra huyết anh, cũng khó mà nói. Một cái tinh linh. Đúng vậy a. Tinh linh chính là tự nhiên thiên địa sinh dưỡng, 10 đạo bên trong, không có một cái nào là tự nhiên đạo, cái này liền có ngưng tụ đế cảnh đại đạo khả năng. Mà một khi có đế cảnh đại đạo, thì có cùng đế cấp cao thủ đánh cược tư cách. Chỉ tiếc, cái kia huyết anh là hắn bản mệnh huyết anh, chính hắn đều thành không nói, cái kia huyết anh lại sao có thể thành đạo. Nhưng nếu là huyết anh đơn độc đi ra lời nói, cái kia làm sao có thể, chính mình bản mệnh huyết anh, người nào sẽ cam lòng để hắn bay một mình. Chậm rãi lắc đầu, sau lưng người kia từ chối cho ý kiến. Bất giác suy cười một tiếng, nắm tử người lần nữa rơi hạ một con, gật đầu nói, đúng vậy a, không bỏ từ đâu tới đến. Đây chính là lão gia hỏa kia, vĩnh viễn không phải đế cảnh đối thủ nguyên nhân. Bất quá cái kia đã là đi qua, hiện tại thiên địa dù chưa xuất hiện đế cảnh đại đạo, nhưng đã ra dị tượng, nói rõ có người có cái này tiềm chất. Chỉ là không biết, hắn là ai đây? Là cùng hắn cùng đi đám người kia sao? Ha ha ha, thú vị a thú vị, phàm giai thật sự là gia nhân tài a. Quả nhiên càng là gian khổ địa phương, cũng là càng có kỳ tích phát sinh. Rầm rầm rầm, rung động mạnh mẽ, chấn động hơn 3 canh giờ, mới miễn cưỡng dừng lại. Trác Phàm ở trong mật thất, mặc dù không thấy được bên ngoài dị tượng, trong mắt cũng hiện ra kinh dị, chỉ là chăm chú nhìn cái kia hắc cầu không thả. Lại cũng không dám động tác, sợ ra cái gì chuyện rắc rối. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng người tê 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 thanh âm không ngừng vang lên, cái kia màu đen hình cầu, vậy mà tại chậm rãi co vào, sau cùng đợi co vào đến nửa mét vuông lúc, lại là ngột đến lộ ra bên trong một cái lạ lẫm bóng người, nhất thời khiến Trác Phàm ngăn không được giật mình, song quyền không khỏi thì nắm lại tới. Ngay sau đó, cái kia hắc cầu tiếp tục co vào. Cái thân ảnh kia lộ ra bộ phận cũng càng ngày càng nhiều.
chờ cái kia hắc cầu hoàn toàn co vào hầu như không còn về sau, Trác Phàm mới song đồng bỗng nhiên nhảy một cái, thấy rõ bên trong tình huống. Nguyên lai bên trong vậy mà giấu một cái 7-8 tuổi trên dưới, thân hình gầy gò, sắc mặt ngăm đen hài tử, trên thân còn hất lên một kiện đen nhánh bảo phục, vừa mới cái kia hắc cầu, cũng là bị đứa nhỏ này từng miếng địa hút vào bụng bên trong. Mí mắt không khỏi hung hăng nhảy lên, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy tình cảnh này, đã là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Huyết linh tham kiến chủ nhân. Thế mà, hắn che kín, cái đứa bé kia lại là lộ ra tương đương thông minh. Mãnh liệt mà tiến lên một bước, chính là quỳ rạp xuống đất, cung kính ôm quyền nói. Mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm dưới mí mắt rủ xuống, chăm chú nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Huyết linh. Chủ nhân, ngươi là ta bản mệnh huyết anh. Đúng vậy a, đa tạ chủ nhân ban thưởng ta kim cương chi thân, để ta có chính mình chỗ dung thân. Nhếch miệng lên, cái đứa bé kia mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, có lẽ chủ nhân còn không biết a, năm thanh thánh binh dung hợp về sau. Đế binh liền có hóa thành nhân hình chi năng. Cho nên, ta hiện tại thân có thân thể, thì có thể làm một vị hoàn chỉnh người, đây đều là chủ nhân ban tặng. Đại ân đại đức, mà cảm quên. Nói, cái đứa bé kia lại phanh 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 hướng Trác Phàm dập đầu ba cái. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Trác Phàm trầm ngâm rất lâu, mới nghĩ ra lời này, đế binh hóa thân thành người, người thân là kiếm linh, chính là cái này nhân thân linh hồn. Thì ra là thế. Khó trách ngươi so ta còn gấp dung hợp, hóa ra đây là ngươi thành người chi pháp a. Sờ sờ đầu, cái đứa bé kia cười khan một tiếng, lộ ra có chút ngại ngùng. Thực không dám giấu giếm, chủ nhân, ngươi chính là thiên địa chí tôn sinh linh, tất cả tinh linh đều muốn hóa thân thành người, có thể cùng người đồng dạng còn sống ở thế gian, sẽ cười biết nhảy biết nói chuyện hội tạo hóa. Đáng tiếc, thế gian thành người chi pháp có chút long đong, càng chúng ta những thứ này thấp đám sinh linh. Liền đồng dạng linh thú linh trí cũng không bằng, càng thêm khó có thể thành người. May mắn được chủ nhân tập hợp năm thanh thánh binh cùng một chỗ, dung hợp đế binh, ta mới có người thành niên pháp môn, đây đều là chủ nhân ban tặng. Lời nói xong, cái đứa bé kia lần nữa quỳ xuống dập đầu, trên mặt vẻ cảm kích, lộ rõ trên mặt. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Trác Phàm suy nghĩ một chút, hơi hơi cảm thụ một chút, mới không khỏi bật cười một tiếng, thở dài nói. Rõ ràng là ta bản mệnh huyết anh, hiện tại ta theo ngươi liên hệ lại là có chút xa lánh, tựa như đoạn giống như, chân tướng mất đi cái gì một dạng a. Cũng khó trách, hiện tại ngươi có cỗ này đế binh thân hình, cũng không cần theo ta mà sinh. Chủ nhân sao lại nói vậy, ta thân thể này, chính là chủ nhân chỗ tạo, chủ nhân chính là ta sinh cha mẹ nuôi, ta chỗ nào có thể vứt bỏ chủ nhân mà đi. Tựa hồ nghe ra Trác Phàm trong lời nói bất đắc dĩ, cái đứa bé kia vội vàng ưỡn ngực một cái. Biểu trung tâm nói, từ nay về sau, ta vẫn như cũ là ngài trong tay một thanh kiếm, bảo hộ ở ngài bên người, một tấc cũng không rời, như trước kia không có gì khác biệt. Duy nhất có chút biến hóa, chỉ là ta về sau, có thể cùng chủ nhân tránh thức thổ lộ tâm tình. Nói, cái đứa bé kia một cái lắc mình, phạch một cái, lại hóa vì một thanh giống như mực đậm đen nhánh trường kiếm, đi vào Trác Phàm bên người, tản mát ra dạng rỡ ánh sáng. Chỉ bất quá cùng lúc trước cái kia tứ kiếm hợp nhất so sánh, trên thân kiếm các loại đường vân, cũng đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì ngay lúc này, năm thanh kiếm thần đã hoàn toàn hòa làm một thể, tự nhiên mà thành, lại không phải trước kia tất cả nói. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Trác Phàm nghĩ một lát, lại chợt sắc mặt nghiêm một chút, người bây giờ có chính mình thân hình, chính mình vận mệnh chính mình trưởng khống. Nhiều năm như vậy một mực bám vào trên người của ta, thật vất vả tự do. Chẳng lẽ không có một tia muốn đi bên ngoài sông sáo ý nghĩ sao? Nếu có, cứ nói đừng ngại, ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, chúng ta cũng coi như tình chân ý thiết, ta sẽ không làm khó ngươi. Chủ nhân cái này liền khách khí, ngài là không tin ta, vẫn là chưa tin chính ngươi. Bạch, một cái lắc mình, mà kiếm lại biến trở về cái kia hắc bào hài tử, trong mắt hiện ra kiên định. Trác Phàm gặp này, lại là bỗng dưng khẽ giật mình, có chút quen thuộc, ánh mắt này. Quả thực cùng hắn không có sai biệt a. Ta là chủ nhân bản mệnh huyết anh, vốn là không có tư tưởng linh hồn, cùng chủ nhân một thể tồn tại. Theo thời gian chuyển rời, mới từ trên người chủ nhân, từng bước một thành lập nhân cách của mình. Nói cách khác, ta chỗ có ý tưởng cùng hành vi chuẩn tắc, đều là từ trên người chủ nhân học, bao quát trong lòng chủ nhân chi đạo, cũng là ta trong lòng chi đạo. Ta, chính là một cái khác chủ nhân, chính ngài. Chủ nhân từ trước tới giờ không thiếu người ân tình,
chẳng lẽ ta sẽ thiếu người ân tình? Chủ nhân Cúc Cung Tấn Tụy, phụ tá Lạc Gia, ta liền Cúc Cung Tấn Tụy, hầu hạ chủ nhân hai bên, tuyệt không hai lời. Thân thể ngăn không được chấn động, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy hắn, trong lòng nhất thời không sai. Đúng vậy a, đứa nhỏ này tất cả mọi thứ đều là theo chính mình nơi này được đến, có thể nói là một chính mình khác. Chính mình không thẹn với lương tâm, không làm vong ân phụ nghĩa sự tình, hắn cũng sẽ không. Đây cũng là chính mình đạo phục chế phẩm, có gì có thể hoài nghi đâu. Hắn mặc dù không còn là ta huyết anh, lại là ta mạnh nhất bội kiếm, đem là mình lớn nhất hộ vệ trung thành. Nghĩ tới đây, Trác Phàm mỉm cười, gật đầu một cái, bình tĩnh nói tốt, về sau ngươi chính là ta thiếp thân kiếm đồng, hộ vệ ở bên đi. Đúng, chủ nhân, nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng mặt mũi tràn đầy ánh sáng mặt trời. Hài lòng gật đầu, Trác Phàm liền muốn quay người rời đi, thế nhưng là còn đi chưa được mấy bước, lại là chợt lại nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ nói, đúng, kiếm đồng, nếu là ta ngày bình thường cướp bóc đốt giết, bội bạc lời nói, người vẫn sẽ hay không trung thành với ta. Há, như thế à, ta đã nói, ta cái gì đều là theo ngươi học đến, theo ngươi là một dạng một dạng. Ngươi bội bạc, ta cũng liền bội bạc, có lẽ ngươi coi như không muốn để cho ta đi, ta xử lý ngươi, cũng sẽ rời đi ngươi. Sau đó ta lại cùng ngươi một dạng, đi cướp bóc đốt giết, được đến tất cả muốn có được đồ vật, chỉ đơn giản như vậy. T. Ngăn không được hít sâu một hơi, Trác Phàm trong lòng kinh hãi, sau đó lại thật dài phun ra một ngụm chọc khí, vỗ ngực một cái, còn tốt, ta vẫn là cái có nguyên tắc người, không có làm nhiều như vậy chuyện xấu xa, không phải vậy hiện tại, chẳng những ném thần kiếm, còn nhiều cái cường địch a. Nói như thế, Trác Phàm chậm chậm đi ra ngoài, chỉ là vừa đi, một bên trong đầu còn đang không ngừng suy tư, trước kia đã có làm hay không cái gì trái lương tâm sự tình, khác mẹ hắn tiểu tử này học theo, toàn trả thù đến lão tử trên đầu đến, đây mới gọi là báo ứng xác đáng a. Kiếm đồng đi tại hắn sau lưng, đầy mặt rực rỡ ánh sáng mặt trời, lại là để hắn cảm giác có chút thận đến hoảng. Ách, kiếm đồng a, thực lực ngươi như thế nào a? Ta tại luyện chế thân thể trước, thực lực theo ngươi vững bước tăng lên, ngươi thực lực gì, ta thì thực lực gì, cũng là linh vương trung kỳ đi. Há, vậy ngươi có tuyệt học gì thần thông a? Đừng nói ta có tuyệt học, ngươi đều có a. Cái kia không thể, ngươi không minh thần đồng cùng diệt thế lôi viêm, ta liền không có. Chỉ bất quá, năm loại kiếm đạo, ta theo chỗ ngươi kế thừa, mà lại dung hợp vì loại thứ 6 đến. Loại thứ 6? Đúng vậy a, diệt thế kiếm. Trác Phàm vừa đi, một bên nghe ngóng, để cho mình trong lòng có số lượng. Mặc kệ là đúng địch cũng tốt, vẫn là cho mình lưu cái dự phòng châm, đều là man có cần phải. Rất nhanh, hai người liền một trước một sau đi ra cái kia trong mật thất, thế nhưng là ở bên ngoài, lại sớm đã có không ít người chờ lấy, đều là Lạc Gia cao tầng cùng linh vương cao thủ. Bất quá, khi bọn hắn nhìn đến, Trác Phàm đi theo phía sau một cái choai choai tiểu tử lúc, lại là bỗng dưng tất cả đều ngơ ngẩn. Uy, hắn đi vào ba ngày, làm sao lại làm ra một cái hoa hoa đến? Chính hắn sinh. Đừng nói giỡn, ba ngày làm sao có thời giờ sinh hoa hoa, tối thiểu 10 tháng đi. Đánh rắm, vấn đề mấu chốt ở chỗ này sao? Mấu chốt là, một người nam nhân làm sao sinh hoa hoa, mà lại một hơi lẻn đến lớn như vậy? Không phải là còn có cái kia thầm nghĩ, từ bên trong ra đi. Không có khả năng, Trác quản gia bế quan, nơi này bốn phương tám hướng do ta trông coi, một con ruồi cũng bay không đi vào, sao có thể tùy tiện vào đi một cái hoa hoa đâu? Trong lúc nhất thời, mọi người tất tất dẫn dẫn, châu đầu ghé tai thảo luận, trong mắt đều là kỳ sắc. Trác Phàm gặp này, bất giác suy cười một tiếng, hỏi các ngươi đều chờ ở chỗ này làm gì, có chuyện gì sao? Trác quản gia, vừa mới thiên địa đại biến, chấn động không ngừng, cho nên chúng ta đến xem ngài có chuyện gì. Trầm ngâm một chút, Lệ Kinh Thiên khom người cúi đầu nói. Thờ ơ khoát khoát tay, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, không có việc gì. Các ngươi trở về đi, gần nhất tu dưỡng sinh tức, đợi trầm ổn căn cơ về sau, chúng ta còn có hắn sự tình muốn làm. Há, biết. Ngơ ngác gật đầu, mọi người lại là cũng không có muốn đi dự định, mà chính là từng đôi kỳ dị ánh mắt, ào ào nhìn hướng kiếm đồng chỗ đó. Minh bạch bọn họ ý tứ, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, giới thiệu nói, ta cận vệ, diệt thế kiếm đồng. Cận vệ. Không khỏi giật mình, mọi người liếc nhìn nhau. Đều là rất là kỳ lạ, Trác quản gia, lấy ngài thực lực,
còn dùng cận vệ. Cái kia hộ vệ này thực lực, vượt qua ngài là không thể nào, nhưng tối thiểu cũng không thể so ngài quá kém a, một cái thằng nhóc con. Đúng vậy a, lão cha, người để hắn làm, còn không bằng ta tới làm đâu. Lúc này, Cổ Tam Thông cũng là một mặt kỳ quái đi vào Trác Phàm trước mặt, khinh thường bĩu môi. Thế nhưng là, hắn vừa dứt lời, Trác Phàm đã là hung hăng gõ hắn một chút đầu, cười mắng lên tiếng, ngươi còn có tư cách nói người khác. Trước kia ngươi một cái 6 tuổi đại hoa hoa, còn không phải tại Thiên Vũ xưng vương xưng bá. Ta cái kia có thể giống nhau sao? Ta thế nhưng là Kỳ Lân, cao ngạo ngẩng lên nhấc đầu, Cổ Tam Thông vẻ mặt đắc thắng. Ba. Thế mà, đúng lúc này, một đạo đen gầy bàn tay lại là chợt đập vào trên bả vai hắn, như vậy, Tam thiếu gia, chúng ta tỉ thí một phen, chẳng phải rõ ràng. Ha ha ha, thân thể ngăn không được lắc một cái, Cổ Tam Thông quay đầu nhìn qua, lại là chỉnh chỉnh đối lên một đôi đen nhánh đến giống như mực đậm song đồng, khóe miệng thỉnh thoảng đến, còn nhếch lên một cái tà dị đường cong tới. Mẹ ta nha, cái này bị ổi ánh mắt làm sao cùng lão cha giống như đúc. Sẽ không phải là thất lạc nhiều năm con ruột đi. Trong lòng bất giác run lên, Cổ Tam Thông lúc này giật mình. Mùa bình tĩnh rời tay, mùa bình tĩnh rời tay a. Đi qua một phen huyết tẩy hoan hỉ trấn, lần nữa nghênh đón đã lâu huyên náo, chỉ bất quá lần này, không phải tại trong trấn, mà là tại bên ngoài trấn trăm dặm địa một mảnh thung lũng bên trong. Cửu Viêm Hải chi cái sạp hàng, liền bắt đầu khàn giọng ai nha nha la ầm lên, tất cả mọi người là chính mình người. Có cái gì áp cái gì, không có hạn chế, chỉ cầu cái náo nhiệt. Bên này là Tam thiếu gia, một bồi ba, bên này là Trác quản gia bên người thần bí hộ vệ, diệt thế kiếm đồng, một bồi năm, đặt cược a. Vừa dứt lời, một đám người liền đinh linh cây báng tiến lên, đem chính mình ẩn giấu bảo vật toàn bộ lấy ra, ném tới đánh bạc trên đài. Có đan dược, có linh binh, còn có tuyệt thế dược tài. Thế nhưng là đúng lúc này, đụng một tiếng vang thật lớn. Một cái đỏ thẫm đại vò rượu hung hăng ném tới trên mặt bàn. Nhìn lấy cái đồ chơi này, mọi người không cần nghĩ, liền biết cái này kỳ hoa là ai. Da mặt ngăn không được rút rút, Cửu Viêm Hải bất đắc dĩ dương mắt, nhìn về phía Tử Kiếm Tiên cái kia bệnh rosacea tử khuôn mặt, bật cười nói, lão tiền bối, tuy nói tại hạ vừa mới nói, không có hạn chế, chỉ cầu náo nhiệt, tùy ý đặt cược, ngài cũng không thể phía dưới một vò rượu a, cái này tính là gì? 10 khối linh thạch đều không đến a. Cái gì 10 khối linh thạch không đến? Đây chính là Mộ Dung gia lâu năm rượu ngon, lão phu gần đến trước, cố ý đến Mộ Dung gia thuận đến, có tiền mà không mua được. Nếu không phải xem các ngươi nơi này náo nhiệt như vậy, cho các ngươi cổ động lời nói, cái này rượu ngon ta còn không bỏ được đây, hừ. Khinh thường bĩu môi, Tử Kiếm Tiên vênh váo tự đắc. Cười khổ lắc lắc đầu, Cửu Viêm Hải cũng không cách nào tốt. Xem ở ngài lão tiền bối phân thượng, tính ngươi 10 khối thánh linh thạch tốt, ngươi muốn áp ai vậy? Đó còn cần phải nói, Trác quản gia Tam thiếu gia a. Nhếch miệng lên, Tử Kiếm Tiên hì hì nói, hiện tại đoàn người quen như vậy, người nào không biết cái này Cổ Tam Thông thực lực, cùng chúng ta cũng tương xứng a. Càng tại cái này thánh vực, tất cả mọi người đến linh vương cấp, hắn thực lực thì lại càng không cần phải nói còn cái kia kiếm đồng a, lão phu khả nhìn không ra đến, lý do an toàn. Vẫn là Tam thiếu gia đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khẽ gật đầu, có chút tán đồng. So với một cái hoàn toàn không biết ngọn ngành người mà nói, áp tại Cổ Tam Thông trên thân, vẫn tương đối bảo hiểm. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, lại là đụng một tiếng vang nhỏ, một thanh cổ cầm chỉnh chỉnh ném ở cái kia đánh bạc giữa đài. Đồng thời, một đạo khoan thai thanh âm, cũng là đột nhiên mà vang vọng bên tai, ta áp kiếm kia đồng. Liễu Mộ Bạch. Không khỏi sững sờ, Tử Kiếm Tiên thật sâu liếc hắn một cái, kỳ quái nói, người biết kiếm kia đồng thực lực gì à, thì áp hắn trên thân. Ta cười một tiếng, Liễu Mộ Bạch chậm rãi lắc lắc đầu, không biết, bất quá có thể bị Trác Phàm chọn lựa lên làm cận vệ người, thực lực có thể kém đi đến nơi nào. Chỉ sợ vị Tam thiếu gia này, dễ dàng như vậy liền đáp ứng người ta khiêu chiến, thật sự là quá lỗ mãng chút. Dù sao, biết người biết ta, vừa rồi trăm trận trăm thắng. Hiện tại hắn ở ngoài sáng, người ta ở trong tối, thắng bại số lượng, tựa hồ tại kiếm này đồng trong tay nắm giữ được càng nhiều hơn một chút ha. Có đạo lý, không hổ là vì báo gia cừu, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cầm sắt kiếm vương, suy nghĩ cũng là so mình kín đáo a. Trước mắt không khỏi sáng lên, mọi người nhất thời hiểu ra,
ào ào lại đem áp tại cổ Tam Thông một phương thẻ đánh bạc, tất cả đều chuyển đến kiếm đồng danh nghĩa. Tửu kiếm tiên không khỏi liếm liếm hơi khô chát bờ môi, cũng là nhịn không được đem cái kia bình rượu tới đây, ây. Liễu Mộ Bạch, lão già ta lần này liền tin ngươi một lần, muốn là thua, ngươi có thể được bồi ta cái này vào rượu. Không có vấn đề, lại nói ta cầm còn áp ở nơi đó đây, ha ha ha. Bật cười lớn, Liễu Mộ Bạch không chút phật lòng, chỉ là mặt mũi tràn đầy thoải mái mà nhìn về phía hai người kia chỗ cao điểm, trong mắt đều là ý cười. Từ khi kiếm tinh diệt quốc, chính mình nhiều năm tâm nguyện về sau, cả người hắn cũng nhẹ nhàng không ít. Một phương diện khác, nơi này ầm ĩ khắp trốn tiếng quát không ngừng, Trác Phàm, Lạc Vân Hải bọn người lại là đứng bình tĩnh đứng ở đỉnh núi trước, thẳng tắp nhìn lấy hai người kia ngàn dặm đối mặt, trong mắt tản mát ra cuồn cuộn chiến ý. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải nhìn về phía Trác Phàm, nghi nói, Trác đại ca, kiếm kia đồng đến tột cùng thần thánh phương nào, chân năng cùng tiểu tam tử so sánh hơn thua sao? Chắc là có thể chứ. Đạm mạc gật gật đầu, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, tuy nhiên tiểu tam tử tại thánh vực đột phá đến linh vương sơ kỳ, nhưng kiếm đồng là ta thanh ma kiếm kia biến thành, có ta một nửa bản sự, hoặc là nói, trừ ta cái này một đôi tròng mắt, hắn có ta còn thừa tất cả lực lượng. Cùng tiểu tam tử đánh, hẳn là sẽ không rơi vào hạ phong. Cái gì? Thân thể nhịn không được lắc một cái, mọi người cùng nhau hét to lớn tiếng, hắn cũng là cái kia thần kiếm bản tôn. Đúng vậy a, có lẽ chính vì vậy, hắn không phải người, càng không phải bình thường sinh linh, mà là một thanh kiếm quan hệ, chúng ta thấy không rõ hắn tu vi. Hơi hơi gật gật đầu, Trác Phàm tiếp tục nói, ấn chính hắn chỗ nói, hắn cùng ta linh vương trung kỳ, nhưng thực lực như thế nào, ta còn muốn nhìn nhìn lại, tiểu tam tử cùng nhất chiến, chính hợp ý ta. Nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng mọi người rõ ràng. Tước Nhi lại là có chút đắng chát địa xa xa nhìn cổ Tam Thông liếc một chút, trong lòng thở dài. Ai, Tam ca, người cẩn thận một chút a, tiểu tử kia là phụ thân bội kiếm, cũng không phải người a. Kể từ đó, thần kiếm đối thánh thú, thắng bại nhưng là hai chuyện a. Hoàn toàn không biết đối phương thân phận, cũng không biết Tước Nhi trong lòng lo lắng, cổ Tam Thông thấy đối phương một cái không đến 10 tuổi hoa hoa, coi như cũng là thánh thú, cũng còn không có phát dục mở đây, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là nhân loại lời nói, hừ hừ, càng thêm một bữa ăn sáng, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết, sau đó 10 phần đĩnh đạc nói, tiểu tử, dù nói thế nào mình cũng là người một nhà, người bây giờ nếu là lui ra, còn kịp, ta không làm khó dễ ngươi, cũng sẽ không để ngươi xuống đài không được, coi như cho ta cha một bộ mặt. Tiểu tam tử, ngươi vẫn là như thế tự đại a. Thản nhiên cười, kiếm đồng khinh thường bĩu môi, trong mắt tinh mang lóe lên nói, coi như ngươi là thánh thú, nhưng bây giờ nơi này là thánh vực, ngươi lại chỉ là thanh niên kỳ, còn chưa tới trưởng thành, rất nhiều người đều có thể đòi mạng ngươi. Hôm nay ta thì thay chủ người cho ngươi đánh cái dự phòng châm, về sau đi ra ngoài thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ đến ném mạng nhỏ, mới hối hận đừng vội. Hả? Thân thể bất giác run lên, cổ Tam Thông một mặt kỳ quái nhìn về phía hắn. Tiểu tử này thật sự là lão cha con ruột sao? Làm sao nói ngữ khí, tác phong làm việc, ngông cuồng trình độ, đều như thế giống nhau đâu. Mọi người gặp này, cũng là một mặt kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm. Trác quản gia, đây là cái thứ hai ngươi, vẫn là thời kỳ thiếu niên ngươi a, quả thực một cái khuôn đúc đi ra. Không nói gì, Trác Phàm chỉ là mỉm cười. Xem ra kiếm này đồng chân là đem toàn thân hắn phong phạm đều kế thừa hạ xuống, quả thực là con ruột đều không giống như vậy. Đảo mắt nhìn Trác Phàm liếc một chút, gặp hắn không có gì biểu thị, cổ Tam Thông mới lại hít một hơi thật sâu, sau khi ổn định tâm thần. Xem ra tiểu tử này cùng lão cha quan hệ không có thân cận như vậy, có thể buông tay giáo huấn, sau đó liền sắc mặt trầm xuống, cười lạnh thành tiếng, câu nói này lão cha giáo huấn ta cũng coi như, người thằng danh con này cái nào dễ hành cái nào căn tỏi, cũng xứng cho tiểu gia trích. Người nào cho ai đánh, còn không nhất định đây, hừ. Vừa mới nói xong, cổ Tam Thông bỗng nhiên một bước bước chân, lúc này động, đỏ thẫm ánh quyền không có không chỉ trệ địa hung hăng hướng kiếm đồng đập tới. Không khỏi hiển nhiên, một quyền này lưu phân tấc, đập ra 7 phần, còn lưu 3 phần. Nhưng dù vậy, cổ Tam Thông vẫn cảm thấy nện nặng, gần lại rút về 2 phần tới. Tam thiếu gia, cứ việc phóng ngựa tới liền tốt, không cần sợ đầu sợ đuôi, người một quyền ta còn trải qua ở. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, kiếm đồng hai ngón khép lại, trong mắt nhất định,
một đạo hồng mang tại đầu ngón tay chợt lóe lên, liền bỗng dưng hướng cổ Tam Thông một quyền kia đánh tới. Bạch! Kiếm mang lóe qua, nhất phi trùng thiên. Nhưng gặp một đạo đỏ thẫm ánh sáng trong chớp mắt, liền đụng một tiếng, hung hăng cùng cổ Tam Thông đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc vang động. Cổ Tam Thông cũng là không khỏi rung động thân thể về sau, đột ngột đến bị đánh lui trở về, thẳng tắp hướng về sau vạch ra 100 mét có hơn, mới miễn cưỡng dừng lại thân thể, nhưng nhìn về phía kiếm kia đồng ánh mắt, đã tràn đầy chấn kinh chi sắc, trùng thiên kiếm nói. Hơn nữa còn là lớn nhất cực hạn trùng thiên kiếm nói. Ngươi tại sao có thể có dạng này thực lực, mạnh như thế trùng thiên kiếm kính, chỉ có lão cha. Không hổ là Trác quản gia bội kiếm biến thành, thật kế thừa Trác quản gia kiếm đạo chân tủy a. Trong mắt ngăn không được run run, thượng quan Phi Hùng cũng là một mặt tán thán nói. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm khóe môi nhếch lên nụ cười, hắn trước kia cùng ta thể xác tinh thần một thể, từ trên người ta thu hoạch được 5 loại kiếm đạo, hợp tình lý. Chỉ là nghe hắn nói, hắn tựa hồ đã lĩnh ngộ loại thứ 6 kiếm đạo, đó mới là ta muốn thấy đến. Loại thứ 6. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, thượng quan Phi Hùng bọn người liếc nhìn nhau, suy nghĩ một chút, cũng là khẽ gật đầu, không tệ, Trác quản gia có thể đem 5 loại kiếm đạo luyện đến cực hạn, hắn với tư cách là thần kiếm kiếm linh, đối kiếm đạo lĩnh hội tất nhiên càng sâu một cái cấp độ, cho dù ngũ kiếm hợp nhất, cũng có khả năng. Nói như vậy, lão phu cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái này loại thứ 6 kiếm đạo, ha ha ha. Bọn người nghe đến, cũng là cười lớn một tiếng. Hai mắt tinh quang lấp lánh mà nhìn xem cái kia quyết chiến trường phía trên, tràn đầy vẻ chờ mong. Cùng lúc đó, đánh bạc đài bên kia, lại có không ít người đã là chuẩn bị đem lúc trước chống đỡ cổ Tam Thông thẻ đánh bạc, hướng bên cạnh rời. Cửu Viêm Hải nhìn đến, lúc này mặc kệ, mắng to lên tiếng, các ngươi những người này làm cái gì, có hay không điểm quy củ. Nói tốt mua bình tĩnh rời tay, bây giờ nhìn Tam thiếu gia không được, liền muốn chuyển cái cọc. Không dễ dàng như vậy. Hừ. Mẹ hắn, tiểu gia vừa mất một tay, đám người này thì đối tiểu gia mất đi lòng tin. Quá mất mặt, nhất định phải lấy lại danh dự mới được. Da mặt ngăn không được co lại, cổ Tam Thông nghe đến cái kia thủ lão đại uống, nhất thời trong lòng trì trệ, sắc mặt càng giận, nhìn về phía đối diện kiếm đồng, chính là hung hăng một bước chân, lại xông về phía trước, xú tiểu tử, vừa mới là tiểu gia để ngươi tới, hiện tại tiểu gia muốn làm thật, ngươi cẩn thận một chút a. Ha ha ha. Nói, cổ Tam Thông đã là song quyền chấn động, hung hăng hướng không gian vung lên. Oanh! Giống như núi kêu biển gầm, trời đất vỡ nát, cuồn cuộn sóng chấn động đem trọn cái không gian chấn động đến tứ phân ngũ liệt, từng đạo đen nhánh vết nứt không gian, tựa như giống như mạng nhện, bỗng dưng hướng kiếm đồng chỗ đó lan tràn đi qua, răng rắc thanh âm, cũng là tiếng vọng bên tai không dứt. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau kinh hãi. Liền không gian đều đánh rách tả tơi, nếu là không gian trên người bị lan đến gần, há không phải cũng một dạng sẽ bị kéo thành phấn vụn. Cái này có thể không phải a. Trước kia cổ Tam Thông hư không chấn, nhiều lắm là chịu qua sóng chấn động là đủ. Nhưng bây giờ, đã linh vương cảnh cổ Tam Thông, lại là liền không gian đều có thể đánh rách tả tơi. Mà không gian là cái gì, sở hữu sinh vật dựa vào sinh tồn địa phương, nếu là không gian vỡ vụn. Vậy cái này sinh vật cũng nhất định sẽ cùng theo một lúc vỡ vụn. Trác quản gia, đây là muốn náo chết người a. Trong lúc nhất thời, mọi người vừa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, nhìn hắn xử trí như thế nào. Chỉ là, Trác Phàm gặp này nhưng như cũ từ chối cho ý kiến, bất quá nhạt cười một tiếng thôi, tiểu tử kia cũng không phải là người, coi như bầu trời vỡ vụn cũng không có quan hệ gì với hắn. Vừa nghĩ đến đây, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a. Hắn là thần kiếm thân kiếm, coi như không gian tê liệt, đều kéo không vỡ hắn. Ngưng không. Bầu trời tầng tầng vỡ vụn, dẫn tới từng cái đen nhánh xiềng xích, không có không đình trệ hướng kiếm đồng trước người uốn lượn đi qua, giống như điều con rắn độc, muốn đem hắn thôn phệ tại cái kia hắc ám trong cái khe giống như. Bất quá, kiếm đồng đối với cái này lại là không chút phật lòng, khóe miệng xẹt qua không hiểu đường cong, khẽ quát một tiếng, vung vung tay lên. Xoạt. Một đạo gió lạnh quét, đông lạnh hoàn toàn nội tâm, những cái kia màu đen vết nứt cấp tốc lui nhích người, một đến chỉ trệ, lại là nhất thời chậm lại. Bất quá một hơi công phu, liền dừng lại bất động, xì 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 địa dính vào đạm mạc băng xương. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, cổ Tam Thông không khỏi kinh hãi, phong thiên kiếm nói. Ha ha ha,
Không tệ, ta là chủ nhân bội kiếm, chủ nhân kiếm đạo, ta tự nhiên cũng là thông hiểu đạo lý. Cho nên Tam thiếu gia, ngươi ra tay nhưng là tuyệt đối đừng khách khí a. Nhếch miệng cười một tiếng, kiếm đồng đạp chân xuống, cuối cùng động, trong nháy mắt hướng cổ Tam thông phóng đi, nhất chỉ huy động, liệt diễm thao thiên, đốt thiên nấu biển. Những cái kia vừa mới bị chấn nát không gian, tại cái này đầy trời biển lửa đốt cháy dưới, cuối cùng bắt đầu vặn vẹo dung hợp, những cái kia màu đen khe hở, cũng dần dần đền bù. Nằm ngang ở giữa hai người vạn cái rãnh trời, lần nữa dựng lên từng đạo cầu nối, kiếm đồng 10 phần dễ dàng liền vượt qua, nhất chỉ hung hăng đâm về cổ Tam thông mặt, lại là đùng đùng sao không dứt nổ vang không ngừng. Da mặt ngăn không được co lại, cổ Tam thông trong lòng run lên, một bên cấp tốc lui lại, một bên xuất quyền ngăn cản, nhưng trong mắt chỗ sâu lại đã tràn đầy ngưng trọng, phần thiên kiếm nói bá thiên kiếm nói. Vì sao cha ta năm loại kiếm đạo, người tất cả đều có thể vận dụng đến cực hạn. Liền xem như con ruột cũng không có cái này khả năng a. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta đã nói, ta là chủ nhân bội kiếm. Đụng. Một tiếng vang thật lớn, cổ Tam thông cuối cùng xuất ra toàn bộ công lực, đỏ thẫm ánh quyền bay thẳng ngút trời, hung hăng đánh vào cái kia sấm sét lấp lóe kiếm khí màu tím phía trên, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Cường đại trùng kích sóng, làm cho bốn phía 450 ngọn núi, nhất thời vỡ vụn một mảnh, hóa thành bột mịn. Liền cổ Tam thông chính mình, cũng tại cái này chấn động dư âm dưới, càng không ngừng lui về phía sau mấy bước. Thế nhưng là, kiếm kia đồng, lại là mạnh đỉnh lấy cái kia dư âm chi uy, cười lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, nhất chỉ hướng cổ Tam thông phóng đi, ta chính là thần kiếm thân kiếm, không phải thân thể máu thịt, không có tạng phủ chi tệ, không sợ lực phản chấn. Điểm này, cho dù là ngươi cái này thánh thú thân thể, chỉ sợ cũng là theo không kịp a, kình thiên kiếm, long đằng. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên, kiếm đồng thừa cơ truy kích, nhất chỉ không gì sánh kịp kiếm cương, lần nữa nện đến cổ Tam thông trước người. Thế nhưng là giờ này khắc này, cổ Tam thông mới vừa vặn đứng vững thân hình, không kịp chuẩn bị. Bất quá cũng không có thời gian, vội vàng phía dưới, hắn đành phải lần nữa xách kình hướng về phía trước, một quyền đập ra. Đụng. Lại là một tiếng vang thật lớn, cổ Tam thông vội vàng quyền kế tiếp. Uy lực hiển nhiên không đạt được 100%, thậm chí ngay cả 7 thành đều khó mà đạt đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị kiếm kia đồng đánh lui về. Nhưng là, lúc này, kiếm đồng lại là mỉm cười, không còn truy, bình thường tu giả giao thủ, đều muốn thích hợp làm dịu lực phản chấn, nếu không thì sẽ làm bị thương đáy lòng, không có khả năng liên tục ra chiêu. Nhưng ta không giống nhau, ta không có phương diện này cố kỵ. Cho nên... Nếu là ta một mực liên tục truy sát ngươi lời nói, 10 chiêu về sau, ngươi bình tĩnh không tái chiến khả năng. Hôm nay thắng bại đã phân, chúng ta đã không cần thiết lại đánh, ha ha ha. Đáng sợ kiếm nhân. Trong mắt bất giác hung hăng lắc một cái, vây xem mọi người không khỏi lúc này hít sâu một hơi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, Trác quản gia, cái này thần kiếm hóa thành nhân hình, cũng thực sự thật đáng sợ a, căn bản chính là không có chút nào sơ hở có thể tìm ra a. So thánh thú còn mạnh hơn thể phách, quả thực đạo trời không tha. Thật sâu nhìn chiến trường kia liếc một chút, Trác Phàm cũng là khẽ gật đầu, thì thào lên tiếng, đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới tiểu tam tử nhanh như vậy liền sẽ bị kiếm kia đồng áp chế, khó trách hắn một hóa thành nhân hình, thì cảm tạ ta ban thưởng hắn kim cương chi thân. Xác thực, cái này thần kiếm vì thể, thực sự quá nghịch thiên, thật không biết có biện pháp nào, có thể hạn chế tiểu tử này. Ánh mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm trong lòng suy nghĩ, hắn trừ ta thần nhãn bên ngoài, cái gì cũng biết, như vậy. Bọn người người, cũng là dần dần trầm mặt, bắt đầu biến đến ngưng trọng lên. Kiếm đồng thực lực quá mức đáng sợ, chưa chắc là chuyện tốt, vạn nhất hắn phản đâu. Tuy nói chính hắn thừa nhận là Trác Phàm bội kiếm, nhưng bội kiếm là vũ khí, hết thảy đều lấy chủ nhân ý nguyện làm việc, không có chính mình chủ ý, nhưng bây giờ, tiểu tử này hiển nhiên. Trác quản gia. Hắn bộ kia đắc chí bộ dáng, theo ngươi không khác nhau chút nào a. Nhìn chằm chằm hắn không thả, Lãnh Vô Thường quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, tựa như chỉ dẫn nói chỉ là. Hắn dường như ngài lúc tuổi còn trẻ, người trẻ tuổi a, kiệt ngao là khẳng định. Trong lòng thoát động, Trác Phàm khẽ gật đầu, không sai, hắn rất giống ta, chỉ là ta lúc tuổi còn trẻ có trói buộc tại thân, cho nên kiệt ngao mà không ngông cuồng. Hắn hiện tại vô câu vô thúc, lại tiếp tục như thế lời nói. Tuy là cái thứ hai ta, nhưng cũng có thể đi đến hai cái đường đi,
cần phải có người quản quản mới là. Trác quản gia anh minh, khẽ gật đầu, Lãnh Vô Thường gật đầu cười một tiếng. Trác Phàm thì là nhìn lấy chiến trường kia ánh mắt, càng ngày càng lạnh. Một phương diện khác, liên tiếp gặp khó, Cổ Tam Thông đầy mình oán khí, rất hiển nhiên không phục, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hồng mang đại phóng, một đạo 100 trượng chiều cao kỳ lân hư ảnh, liền nhất thời xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, ngửa mặt lên trời gào rít giận dữ một tiếng, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng rung động. Cho dù là những cái kia linh vương cao thủ tâm, cũng là ngăn không được siết chặt, mặt hiện hoảng hốt. Ai nha, cái này Tam thiếu gia muốn xuất toàn lực, quả thực kinh thiên động địa a, không biết kiếm kia đồng có thể ngăn trở hay không. Lão phu vẫn là đem cái này vào rượu, bắt giữ lấy Tam thiếu gia bên kia đi. Tửu kiếm tiên nhìn đến cảnh tượng như vậy, cũng là trong lòng kinh dị, không khỏi lại đổi tiền đặt cược, người khác thì cũng có đi theo hắn cùng một chỗ chuyển di trận doanh. Chỉ có Liễu Mộ Bạch cùng số ít người, chăm chú nhìn phía trước không thả, lại là không chút hoang mang, Tửu kiếm tiên, chỉ sợ ngươi phải hối hận, ngươi nhìn kiếm kia đồng ánh mắt. Không khỏi sững sờ, Tửu kiếm tiên xa xa hướng nơi xa nhìn lại, lại là nhất thời nhìn thấy mặt đối Cổ Tam Thông như vậy bật hết hỏa lực khí thế mãnh liệt, kiếm kia đồng trong mắt, lại tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt, dường như hoàn toàn không có đem đối phương nhìn ở trong mắt một phân một hào qua. Tam thiếu gia. Đã ngươi như thế như vậy còn không biết điều lời nói, tại hạ cũng chỉ đành xin lỗi. Trong mắt lóe lên một đạo chế nhạo tinh mang, kiếm đồng chậm rãi giơ ngón tay lên, cuồn cuộn khủng bố năng lượng màu đen ở phía trên quay quanh, ngươi đã xuất ra lực lượng toàn thân, vậy ngươi cũng nhìn xem ta cái này loại thứ 6 kiếm đạo, diệt thế kiếm uy lực a, hừ hừ. Song đồng hung hăng run rẩy hai lần, luôn luôn cao ngạo Cổ Tam Thông, khi nào chịu đựng qua người khác như thế trần trụi khiêu khích. Nổi giận gầm lên một tiếng, liền toàn thân khí thế bỗng nhiên phóng đại, thân thể lắc một cái, song quyền như sao băng cấp tốc hướng về phía trước đẩy, số tiểu tử, vậy ngươi nếm thử tiểu gia chiêu này, long trời lở đất, kỳ lân hướng uy lực đi. Giống, vang vọng bầu trời tê minh, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người màng nhĩ nổ tung, như muốn mất nghe được, cái kia kỳ lân huyễn ảnh nhất thời một cái gào thét, hung hăng hướng kiếm đồng phóng đi, trong mắt lửa giận. Phảng phất muốn đem chọn cái bầu trời thiêu ra một cái hố tới. Đến được tốt. Tà cười một tiếng, kiếm đồng không sợ chút nào, trong tay sớm đã chuẩn bị tốt màu đen kiếm cương, cũng là bỗng nhiên hướng về phía trước bỗng nhiên đánh xuống. Hô! Tính, 10 phần tính, không có một tia tiếng vang phát ra. Mọi người chỉ thấy một đạo cực kỳ tinh tế màu đen lưỡi kiếm, từ không trung lóe lên liền biến mất, dường như gió nhẹ phất động tung bay mà qua. Giống như không có chút nào uy lực giống như. Thế nhưng là, kiếm kia lưỡi đao những nơi đi qua, lại là đều không ngoại lệ chỗ, tất cả sự vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liền một điểm bụi bặm đều không lọt, liền như là cho tới bây giờ không có ở thế giới này xuất hiện qua đồng dạng. Một kiếm này, mặc dù không có bất luận cái gì khí thế, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức khủng bố chảy ra, nhưng là tại chỗ tất cả mọi người, lại là đánh đáy lòng sinh ra một cỗ làm người sợ hãi run rẩy tới. Hủy thiên diệt địa khí thế, không phải đáng sợ nhất, cái này vô thanh vô tức đem người xóa sạch tràng cảnh, mới là lớn nhất làm cho người kinh hãi chỗ. Ngốc 2 giây bên trong, Trác Phàm mới cuối cùng kịp phản ứng, minh bạch song phương chênh lệch, vội vàng hét lớn một tiếng, kiếm đồng, dừng tay, dừng lại. Thế nhưng là đã muộn, cái kia đạo màu đen lưỡi kiếm đã cùng tiểu tam tử kỳ lân huyễn ảnh hung hăng đụng vào nhau, lại là không có bất kỳ cái gì mãnh liệt khí thế tuôn ra. Chỉ là bóng đen kia chợt lóe lên, theo ảo ảnh kia bên trong nhẹ nhàng vạch một cái kia to lớn kỳ lân thân thể liền bỗng dưng trì trệ, sau đó bá một tiếng, hoàn toàn tiêu tán không thấy, dường như đã là bị một kiếm này, từ thiên địa ở giữa xóa sạch một dạng. Phốc, một miệng đỏ tươi nhịn không được phun ra, tiểu tam tử thể xác tinh thần bị thương, lúc này sắc mặt rất trắng lên. Thế nhưng là cái kia hắc nhận vẫn như cũ hướng Cổ Tam Thông bay đi, tản ra tử vong khí tức. Một đường lên vẫn là đem tất cả tiếp xúc hết thảy toàn diện xóa sạch, dường như năng lượng vĩnh viễn không kiệt giống như. Thấy tình cảnh này, tiểu tam tử bất giác hoảng hốt, bọn người người cũng là ào ào quá sợ hãi. Lần này, thật muốn chết người. Kiếm đồng, dừng tay cho ta, nghe đến không có. Trác Phàm lại kêu to một tiếng, trong mắt đã là phủ đầy nộ khí. Mí mắt nhẹ nhàng run run, kiếm đồng chăm chú nhìn phía trước cái kia thất kinh sắc mặt. Khóe miệng xẹt qua tà dị, lại là cũng không có muốn dừng lại ý tứ. Ông! Bỗng nhiên, ngay tại lúc này,
một trận không gian ba động vang lên, toàn bộ không gian một đến bắt đầu co vào. Mà co vào trung tâm, cũng là kiếm đồng vị trí. Bất giác sợ hãi cả kinh, kiếm đồng mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, lại chỉ thấy Trác Phàm cái kia lạnh lùng trên khuôn mặt, phải đồng tử bên trong, thất nói vầng sáng màu vàng óng chính phát ra rạng rỡ tinh quang. Chủ nhân, không muốn. Không minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn. Quát khẽ một tiếng, Trác Phàm thì thào lên tiếng. Bạch. Không gian bỗng nhiên co rụt lại, kiếm đồng thân thể chợt lắc một cái, liền trong nháy mắt hai mắt vô thần, ngã xuống. Sau đó kho lang một tiếng, ngã trên mặt đất lúc, đã là hóa thành cái kia thanh đen nhánh trường kiếm, phát ra thâm thúy ánh sáng. Chỉ bất quá giờ này khắc này, thanh kiếm này, lại không còn chút nào nữa linh tính có thể nói. Soạt. Cùng lúc đó, bắn về phía cổ Tam Thông cái kia thanh màu đen lưỡi kiếm, cũng là chợt một chút, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lấy cái kia ven đường xẹt qua hư vô chi địa, cổ Tam Thông bất giác thở dài một hơi, chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, cảm giác mình thật sự là không duyên cớ kiếm một cái mạng trở về giống như. Một kiếm này, coi là thật quá kinh khủng, quả thực không tại lão cha diệt thế lôi viêm phía dưới a. Đạp đạp đạp, chậm chậm đi vào cái kia diệt thế thân kiếm trước, Trác Phàm chậm rãi cúi người, đem cái kia đen nhánh trường kiếm nhặt lên, thật sâu nhìn một chút, thở dài, ngươi a. Xác thực cùng ta rất giống, chỉ bất quá giống lúc tuổi còn trẻ ta, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, tâm cơ khó lường. Ha ha ha, tiểu tử ngốc, cho là có đế binh chi thân về sau, ta thì không trị được ngươi sao. Đừng quên, cái này năm thanh kiếm thần, đều thụ không minh thần đồng phản chế, cho dù dung hợp sau cũng giống vậy, thật tốt tự kiểm điểm đi. Nói, Trác Phàm đã là ấn quyết trong tay vừa bấm, lúc này đem cái kia ma kiếm thu nhập thể nội. Còn có ngươi tiểu tam tử, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lần này ngươi được đến giáo huấn đi. Ngay sau đó, Trác Phàm lại đi tới cổ Tam Thông trước mặt, quở trách một trận. Hơi hơi xẹp xẹp miệng, cổ Tam Thông thật sâu cúi thấp đầu, có chút thất ý gật đầu, biết, lão cha, ta về sau sẽ không tự cao tự đại. Ngươi câu nói này đều nói 100 lần, ta còn có thể tin tưởng ngươi. Ha ha ha, về sau ăn nhiều mấy lần đau khổ. Chính mình trải nghiệm đi. Mỉm cười lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Mọi người đi tới trước người hắn, cũng là cung kính cúi đầu, sau đó lại sâu sắc nhìn một thanh cái kia ma kiếm, có chút kiêng kỵ nói, Trác quản gia, ngươi làm xử trí như thế nào kiếm này đồng. Đối với mình người đều có thể đi xuống độc thủ, không khỏi quá nguy hiểm đi. Cái này ta tự mình tới dạy bảo, các ngươi yên tâm đi. Mỉm cười. Trác Phàm tạm thời an ủi mọi người một cái hồi hộp tâm, tiếp lấy trầm ngâm một chút, lại nói, đi qua mấy ngày nay dàn xếp, mọi người xem như tạm thời tại thánh vực đặt chân, bất quá muốn có sự phát triển càng lớn mạnh, không đem thánh vực tám hoàng bên trong một cái kéo xuống lời nói, là tuyệt không có khả năng. Cho nên, ta muốn đi trước hỏi thăm một chút thánh vực trước mắt thế lực phân bố, biết người biết ta, vừa rồi trăm trận trăm thắng a. Các ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tức, tùy thời nghe ta điều khiển. Ngươi đi một mình, quá nguy hiểm a. Đúng vậy a, ta cùng ngươi đi một chuyến đi. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường không khỏi lập tức mở miệng, Bách Lý Ngự Vũ cũng là tiếp theo lời nói gốc dạ, vội vã lên tiếng. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến địa khoát khoát tay, không sao, cái này thánh vực là ta địa bàn, ta ở chỗ này so với các ngươi quen thuộc được nhiều, mà lại lấy thực lực của ta, tại thánh vực cho dù gặp phải hoàng giai cao thủ, cũng không quan trọng. Yên tâm đi, không có việc gì. Sương Nhi, người đi theo ta một chút. Tạm thời trấn an mọi người vài câu, Trác Phàm lại đem một bên Vân Sương gọi vào một bên, cách ly tất cả mọi người về sau, thấp giọng nói, đúng, ta để ngươi làm việc, làm tốt sao? Mấy ngày nay, có hay không xem ra nàng hạ lạc? Mi mắt chăm chú nhíu lại, Vân Sương chậm rãi dao động cái đầu, chẳng biết tại sao, khuynh thành tỉ mệnh vận quỹ tích dường như thoáng cái biến mất, thì giống như ngươi. Nghe lão tổ nói người đem một dạng đồ vật ném, có phải hay không cho khuynh thành tỷ? Vật kia có thể che lấp người vận mệnh tuyến. Đế cảnh đại đạo. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thì thào lên tiếng, sau đó lại chặn lại nói, cái kia còn có biện pháp nào tìm tới nàng đâu? Thánh vực lớn như vậy, có hay không manh mối? Nhẹ nhàng cắn cắn môi son, Sương Nhi trầm ngâm nửa ngày, lắc lắc đầu, xin lỗi, ta bất lực, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi có thể tìm được nàng a? Ta. Đúng vậy a.
ta lại không hiểu huyền thiên chiêm tinh, làm sao? Lão tổ không phải cho ngươi cái bảo vật sao? Vật kia có thể chỉ dẫn ngươi, tìm tới muốn tìm được bất kỳ vật gì hoặc nhân. Mỉm cười, Vân Sương giải thích nói, mà lại lão tổ còn nói, vật kia là ngươi đồ vật, ngươi cùng hắn thiên nhiên có loại lo lắng. Ngươi dùng cái kia bảo vật, tìm tới vật kia, tự nhiên là tìm tới Khuynh Thành tỷ, không phải sao? Mi mắt hơi hơi run run, Trác Phàm suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thì ra là thế, Vân Đế cho ta cái kia hắc cầu, là cái này tác dụng a. Chỉ là, làm như thế nào dùng? Ngươi tự mình tìm tòi a, dù sao ta cũng sẽ không. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Vân Sương bật cười lớn, lực bất tòng tâm. Trầm ngâm nửa ngày, Trác Phàm thở dài một hơi, gật gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo kiên định ánh sáng, tốt a, ta trên đường lại cẩn thận suy nghĩ đi. Tóm lại hiện tại ta phải đi trước một bước, kiếm này đồng gây nên khủng hoảng, đến làm cho tất cả mọi người đều bình yên tĩnh một chút mới được, mà lại ta cũng phải dành thời gian thật tốt điều giáo một phen tiểu tử này. Nói, Trác Phàm đã là hướng Vân Sương chính trọng liền ôm quyền, lại hướng còn lại người ôm một cái quyền, liền muốn rời khỏi. Bọn người người, cũng là 10 phần cung kính nhìn về phía Trác Phàm ôm quyền tiễn đưa, chỉ có một cái bệnh rosacea tử lão già, chết ôm lấy chính mình cái kia bình rượu. Hai mắt đẫm lệ, kêu cha gọi mẹ, lại là hoàn toàn không có có tâm tư cùng Trác Phàm chào hỏi. Ai nha, ta lâu năm rượu ngon a, ta không nỡ bỏ ngươi a, ta lão đầu tử cả đời mắt sáng như đuốc, vì cái gì sau cùng thì áp cổ tam thông đâu. Tử kiếm tiên tiền bối, sòng bạc không cha con, chính ngươi áp sai bảo bối, ta cũng giúp không ngươi, mau đưa tay vung ra. Tử kiếm tiên khóc bù lu bù loa, chọc người đồng tình, Cửu Viêm Hải thì là hung hăng vạch lên hắn ngón tay. Nhe răng trợn mắt, nhưng là người ta công lực cao hơn hắn, hắn lại là phí sức chín châu hai hổ, đều không đem cái kia tiền đặt cược cướp về, còn chính mình mệt mỏi gần chết. Da mặt ngăn không được hung ác run rẩy, Trác Phàm xa xa nhìn hai cái này lão đầu liếc một chút, trong lòng một trận bất đắc dĩ ai thán. Chính mình lúc trước, tại sao muốn đem cái này hai hàng mang đến? Ai? Ngay sau đó, Trác Phàm liền một thân một mình, tại tất cả mọi người ánh mắt tiễn biệt hạ lên đường. Chờ cách mọi người xa, hắn mới nhìn chung quanh một chút không có người, vội vàng tìm không có người sơn động, bố trí xuống trận pháp, ẩn tàng thân hình, xuất ra Vân Đế cho cái kia hắc cầu. Hắn lần này khởi hành, tìm hiểu thánh vực động tĩnh, chỉ là thuận tiện sự tình thôi, tìm tới Sở Khuynh Thành hạ lạc, mới là mấu chốt trong mấu chốt. Bất quá, lý do này, hắn lại không thể cùng những người kia nói. Dù sao, người ta là đến đánh với ngươi thiên hạ. Không phải cùng ngươi tìm đến nữ nhân, hắn thân thể vì tất cả người dẫn đầu đại ca, trụ cột tinh thần, há có thể làm loại này để lộ người lực lượng sự tình. Vạn nhất người ta cảm thấy ngươi không làm việc đàng hoàng, khác mưu thăng chức làm sao bây giờ? Làm một cái xuất sắc người lãnh đạo, liền muốn thời thời khắc khắc, tại tất cả mọi người trước mặt, biểu hiện ra một bộ công chính liêm minh hình tượng, đến mức nhi nữ tư tình A, tự nhiên là bí mật làm, hắc hắc. Lạch cạch. Theo trong giới chỉ xuất ra cái kia hắc cầu, thả trên mặt đất, Trác Phàm chăm chú nhìn không thả, thở dài một hơi, Khuynh Thành, người đến tột cùng ở đâu? Còn có, cái đồ chơi này đến tột cùng như thế nào dùng a? Vân Đế cái kia lão già, thật sự là không tử tế, cho bảo vật, cũng không nói cách dùng, người để ta từ đâu ra tay? Nhìn chằm chặp vật kia không thả, Trác Phàm một mặt do dự. Thế nhưng là, theo hắn dõi sát ánh mắt không nhúc nhích. Hắn ánh mắt cũng là dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ, mà cái kia hắc cầu bên trong hắc khí, tựa hồ cũng đang không ngừng lưu chuyển, phảng phất có loại to lớn sức hấp dẫn, muốn đem hắn hoàn toàn hút đi vào giống như. Hô! Đột nhiên, Trác Phàm thân thể lắc một cái, mắt tối sầm lại, liền triệt để ngất đi, thân thể bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Đợi hắn mở ra hai con ngươi, khôi phục thần trí lúc, đã là nhất thời rơi vào đen kịt một màu bên dưới vòng trời, tinh la kỳ bố. Từng đạo sao băng không ngừng mà theo bên cạnh hắn xẹt qua, tựa như đưa tay liền có thể đến một dạng. Cái này, đây là nơi nào, ta làm sao lại tại cái này địa phương? Không khỏi sững sờ, Trác Phàm trong mắt tràn ngập nghi hoặc, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, lại là lập tức nghĩ thông suốt hết thảy, đúng, tại Vân Đế chỗ đó cũng là như thế, đem tâm thần xuyên vào bóng bên trong, liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Chẳng lẽ nói, đây chính là bảo vật này cách dùng? Chỉ bất quá, dù vậy, ta nên như thế nào tìm tới nàng hạ lạc? Mi mắt chăm chú vận thành một cái vấn đề,
Trác Phàm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời viên kia khỏa sáng chói ngôi sao, trong mắt tràn đầy mê vẻ nghi hoặc, hai cái chân cũng càng không ngừng đi qua đi lại, suy nghĩ lấy vận dụng chi pháp. Vân gia thánh nữ thấy rõ thiên cơ, chủ yếu nhìn chiêm tinh, cái này vân đế thăm dò bình thường người vận mệnh, từ cũng là theo tinh không được đến. Chẳng lẽ nói, muốn tìm khuynh thành hạ lạc, trước muốn hiểu rõ cái này ngôi sao thâm thúy. Thế nhưng là, ta cũng không biết cái này xem sao chi pháp, làm sao có thể vận dụng loại bảo vật này. Nếu không, đem Sương Nhi tìm đến, dạy ta hai chiêu. Thế nhưng là cái này tựa như là thiên phú a, vân gia trừ tộc trưởng, người khác cũng không nhiều tinh thông a, vậy phải như thế nào? Trác Phàm nhíu mày nhăn chán, chỉ là chăm chú nhìn bầu trời dị tượng, không biết như thế nào cho phải. Bỗng nhiên, hắn một cái hoảng hốt, sắc mặt biến đến bất giác có chút ngốc trệ giống như, nhìn về phía ngôi sao đầy trời ánh sáng trong mắt, cũng là phát ra đạo đạo quỷ dị ánh sáng. Tiểu tử, người chính là thiên địa tinh hoa, vạn vật gốc rễ. Trong thân thể, có 360 chu thiên tiểu vũ trụ, cùng toàn bộ thiên địa, hô ứng lẫn nhau. Mỗi người xuất hiện, tất có một khỏa ngôi sao thủ hộ, người xem hiểu ngôi sao, liền tương đương xem hiểu người chi mệnh vận. Hôm nay trong mắt ngươi, không còn là bầu trời đầy sao, mà chính là chu thiên vũ trụ luân hồi. Ngươi muốn tìm người nào vật gì, tại đầy sao bên trong, dùng tâm cảm ngộ, tự sẽ đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua đột ngột địa truyền vào hắn trong tai, lệnh hắn nhất thời trong lòng thoát động, nhìn về phía cái này ngôi sao vận chuyển, cũng càng thêm chuyên chú. Như thế như vậy, Trác Phàm ở chỗ này ngẩn ngơ, liền không biết là năm nào tháng nào, sớm đã quên canh giờ. Hắn chỉ là như thế yên tĩnh nhìn lấy, ngôi sao vận động quỹ tích, sau đó trong thân thể cũng theo một trận nguyên lực vận chuyển, cùng cái này ngôi sao tới lui chạy trốn, thần bí khó lường. Bỗng dưng, không biết qua bao lâu, hắn đúng là cảm giác, ngôi sao dường như dung nhập trong cơ thể hắn, nhìn lấy ngôi sao, liền như là quan sát bên trong bản thân trong thân thể ngũ tạng lục phủ mỗi từng giọt máu lưu động, hoặc là mỗi một lần hô hấp gây nên các tạng phủ ở giữa chấn động, hắn đều vừa nhìn thấy ngay. Rõ ràng không gì so sánh được. Ta, muốn tìm Khuynh Thành. Lúc này, hắn dường như đã nắm giữ tất cả, trong lòng hơi động, từng đạo ngôi sao liền cũng theo hắn ý thức động, sau cùng tại hắn cảm giác dưới, một cỗ vô hình ba động, làm đến 9 khỏa rực rỡ nhất ngôi sao hợp thành một đường, thẳng tắp hướng phía đông bắn tới. Cửu tinh liên châu, đổi trắng thay đen, đế cảnh cất giấu. Thì ra là thế, nàng tại phía đông. Trước mắt không khỏi sáng lên. Trác Phàm nhất thời một thân hình run run, một đến tỉnh táo lại, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, bên cạnh hắn, thì là để đó cái kia hắc cầu. Ngay lập tức đem bảo vật thu hồi, Trác Phàm cao hứng bừng bừng, liền hướng ra phía ngoài chạy đi, thế nhưng là vừa tới ngoài động, đã thấy trời đã tối, bất quá cái kia ngôi sao đầy trời, lại dường như hắn tại hắc cầu bên trong chỗ chứng kiến một dạng, 9 khỏa lộng lẫy nhất ngôi sao, hợp thành một đường, chính là cửu tinh liên châu chi thế. Chỉ là không biết. Là hắc cầu ảnh hưởng ngôi sao, vẫn là ngôi sao chiếu rọi tại hắc cầu phía trên, hoặc là nói. Là Trác Phàm trưởng khống ngôi sao. Trong mắt mang theo mê mang, Trác Phàm cảm thụ một chút, nhưng lại là giật mình. Đậu phộng, linh vương hậu kỳ, ta con mẹ nó lại đột phá. Mà lại trọng yếu nhất là, mặt ngoài tu vi, cũng đến đoán cốt cảnh nhất trọng. Tâm cảnh ta, cũng lại tăng lên. Siêu, sáng sủa vân không dưới. Một đạo lưu quang xẹt qua bầu trời, Trác Phàm trong mắt chớp động lên dị dạng ánh sáng, căn cứ tinh thần chi lực chỉ dẫn, một đường hướng đông bay đi. Dương mắt hướng trên 9 tầng trời nhìn xem, Trác Phàm ánh mắt khẽ híp một cái, khóe miệng bất giác xẹt qua một đạo vui vẻ đường cong. Cái kia cửu tinh liên châu, sau cùng một khỏa ngôi sao vị trí, lập tức liền muốn tới. Mà chỗ đó, chắc là khoảng cách trong lòng người kia không xa đi. Nghĩ như vậy. Trác Phàm trong lòng cũng là càng phát ra mong đợi. Chẳng biết tại sao, từ khi tại cái kia hắc cầu bên trong xem sao về sau, hắn thì có loại không hiểu cảm giác, tựa hồ cùng thiên hạ vạn vật đều có thiên ti vạn lũ liên hệ giống như, thậm chí giữa ban ngày đều có thể nhìn đến bầu trời phần cuối tinh la kỳ bố, cũng thật sự là gặp quỷ. Sư tỷ, lần này sư phụ để cho chúng ta mấy người mang theo tử kim lưu ly chản đi Vân Lam Thành cùng sư thúc các nàng tụ hợp, tiến hành cạnh tranh bảo bối tranh đoạt. Vụ muốn đem phần kia Minh Hải địa đồ đoạt tới tay. Chúng ta cứ như vậy chính mình tiến đến, bỏ xuống tiểu sư muội mặc kệ, tựa hồ không ổn đâu. Có gì không ổn, cái kia nha đầu ngốc luận thực lực, luận tư chất, đều bình thường cực kỳ,
đừng nói là bản sư tỷ, liền xem như các ngươi cũng mạnh hơn nàng được nhiều, mang như thế một cái vướng víu đi qua làm gì. Đúng vậy a, nàng cũng là ỷ vào sư phụ sủng nàng, muốn cùng đi dính một phần công lao mà thôi, có hay không nàng cũng không đáng kể đi. Thế nhưng là, đây là sư phụ ý tứ. Im miệng, sư phụ cũng là bị nàng những cái kia a dô chi ngôn che đậy, nhà đầu này bản lãnh gì không có, liền sẽ vuốt mông ngựa mà thôi. Phần này bản tông khó được đầu công, sao có thể làm cho nàng kiếm một chén canh. Đại không quay về sau, liền nói nàng tốc độ quá chậm, theo không kịp đến, có gì to tát. Bỗng nhiên, từng tiếng bén nhọn ồn ào theo cái kia xanh tươi tốt giữa rừng núi vang lên, Trác Phàm hơi hơi động động lỗ tai, mi mắt không khỏi nhẹ nhàng nhăn lại. Minh Hải, đây không phải là trong truyền thuyết Minh Đế đạo tràng sao? Tuy nhiên tại Phàm Giai, chính mình ngăn cách thiên địa phong huyệt gặp một lần, nhưng là như thế nào tiến vào, lại không được biết, thật chẳng lẽ có như thế một tấm bản đồ hiện thế. Trong lòng suy nghĩ một chút, Trác Phàm kít một tiếng, bỗng dưng dừng thân, ngược lại một cái gấp rơi, đi vào dưới thân núi rừng bên trong, tiếp lấy chỉnh một chút quần áo, liền cùng người không việc gì gẩy đẩy lấy cái kia tùm bụi cỏ, hướng thanh âm truyền đến chỗ đi đến. Tốc tốc tốc, người nào, một tiếng khẽ kêu mãnh liệt vang lên. Lục Song giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, bỗng nhiên hướng trong bụi cỏ phóng tới. Trác Phàm còn chưa nhìn thấy đối phương bóng người, liền đã là cảm thấy cuồn cuộn giết khí vờn quanh quanh người, buồn bực không rời. Tà dị cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nhưng vẫn là giả bộ thất kinh địa hét lớn, chớ khẩn trương, ta chính là cái qua đường, nhất thời lạc đường mà thôi, không có cái gì ác ý. Nói, Trác Phàm đã là vội vàng đẩy ra bụi cỏ. Nơm nớp lo sợ đi ra tới. Mà thu vào hắn tầm mắt, thì là lục đạo thiếu nữ xinh đẹp bóng người, thiên tư quốc sắc, nhưng là đôi mắt chỗ sâu lại là hiện ra băng lãnh. Thật sâu dò xét Trác Phàm rất lâu, mọi người gặp hắn bất quá một đoán cốt cảnh thôi, nhất thời liền thở dài một hơi, trầm tĩnh lại. Một người cầm đầu, tựa hồ là đám người này sư tỷ, càng là khinh thường bĩu môi, tại thánh vực, lớn như vậy số tuổi vẫn là đoán cốt cảnh, cũng thật là lần đầu tiên gặp a. Hừ hừ, chỉ thực lực này, còn tại trong núi rừng mù đi dạo cái gì? Coi chừng gặp phải linh thú, một miệng đem ngươi ăn, liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn, hừ. Vâng vâng vâng, ta cũng biết làm như vậy có chút nguy hiểm, nhưng là không có cách, sống tạm a. Trừ lên núi hái ít thuốc bên ngoài, ta cũng không có gì có thể làm, ha ha ha. Cười khan một tiếng, Trác Phàm một mặt chất phác dạng, nhưng là hai con mắt bên trong, lại là tinh quang rạng rỡ. Đánh giá cái này chúng nữ tu vi. Ân, ba cái linh vương cảnh, một cái trung kỳ, hai cái sơ kỳ, còn lại ba cái đều là quy nguyên cảnh, ngược lại tất cả đều là đỉnh phong tồn tại, tốt đối phó rất. Khóe miệng xẹt qua một tia tà dị, Trác Phàm lần nữa khom người cúi đầu, giả bộ hồ đồ địa chỉ phía trước nói, các vị cô nương, xin hỏi phía trước là địa phương nào a? Ta tại cái này trong núi rừng chuyển 3 tháng, một mực không có chuyển ra ngoài. Chỉ là một cái đoán cốt cảnh, liền lăng không phi hành cũng sẽ không, đáng đời ngươi chuyển không đi ra, hừ hừ. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia sư tỷ có chút nhìn có chút hả hê trêu chọc một phen, chúng nữ cũng là che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy xem thường. Đón lấy, người kia mới lại đưa mũi lên trời nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là lập tức quay đầu trở về đi, thà rằng tại cái này núi rừng bên trong chuyển chết, cũng tốt nhất khác đi lên phía trước. Nếu không... người chết càng khó coi hơn. Vì cái gì a? Bởi vì phía trước chính là Đan Hà Tông, khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh lẽo, cái kia sư tỷ tà cười một tiếng. Thân thể ngăn không được chấn động, Trác Phàm nhất thời kịp phản ứng, sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống. Ta nói con đường này làm sao quen như vậy đây, thì ra là tiến về Đan Hà Tông a. Hừ hừ, lão tử mấy tháng nay một mực theo Cửu Tinh Liên Châu đi, liền thánh vực khu vực đều không biết rõ. Như thế rất tốt, đi vào cái kia lão cô bà địa phương, hừ hừ. Tựa hồ còn không có phát giác được Trác Phàm sắc mặt không tốt, hoặc là nói căn bản không có đem Trác Phàm để vào mắt, cái kia sư tỷ hơi hơi nhíu nhíu liễu diệp giống như lông mi cong, tiếp tục điều cười ra tiếng, người hẳn nghe nói qua a, ta Đan Hà Tông quy củ, nam tử không có được mời, tự tiện xông vào, thế nhưng là lăng chỉ đến chết, đây chính là so cho ăn linh thú thống khổ nhiều. Người muốn là thức thời lời nói. Thì cút nhanh lên a, hừ hừ hừ. Ha ha, lão tử làm sao có thể không biết cái này. Lão thái bà kia thời mãn kinh, thánh vực ai chẳng biết hiểu a.
trong lòng một trận cười lạnh, Trác Phàm nhẹ nhàng liếc các nàng liếc một chút, khóe miệng cũng là lộ ra một nụ cười quỷ dị, vậy nói như thế, các vị cô nương đều là Đan Hà Tông đệ tử. Đúng vậy a, làm sao, sợ. Xùy cười một tiếng, sáu người cùng nhau nhấc nhấc ngạo nhân ngực, nhưng trong mắt xem thường, nhưng cũng là làm cho người chán ghét cực kỳ, bất quá chúng ta có nhiệm vụ tại thân, không rảnh cũng không tiếc trị ngươi cái này vô danh tiểu bối, đây là ngươi vận khí, cũng là chúng ta đại ân, biết không? Muốn là gặp phải chúng ta sư phụ, hắc hắc. Giác. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, Trác Phàm khóe miệng tà dị cũng là càng liệt càng mở, song quyền chăm chú nắm nắm, lại là bật cười tiếng nói, đúng vậy a, muốn là gặp phải các ngươi sư phụ, thật có chút khó làm, bất quá các ngươi. Nói, Trác Phàm kỳ lân tí phía trên, đã là dần dần nổi lên băng lãnh ánh quyền. Sư tỷ, các ngươi chờ ta một chút a. Bỗng nhiên, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo đáng yêu hô hoán lại là chợt vang vọng tại tràng tất cả mọi người bên tai. Ngay sau đó, một bóng người tập kích qua, nhìn qua chỉ có 20 trên dưới, một bộ áo trắng tiểu cô nương, nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người, thở hồng hộc, nhưng trên mặt lại là hiện ra ánh sáng mặt trời giống như ý cười. Lại tới một cái chịu chết. Trong lòng thầm hừ một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Người khác cũng là bất đắc dĩ, khẽ vỗ cái trán, ngăn không được dao động cái đầu, ai, nhà đầu này tại sao lại đuổi theo, thật sự là âm hồn bất tàn a. Sư tỷ, một cái lắc mình, đi vào đầu lĩnh kia nữ tử bên người, tiểu cô nương kia một mặt vui cười, các ngươi làm sao không vân vân ta, thì chính mình đi. Ta thật vất vả mới đuổi theo. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái kia sư tỷ không khỏi xùy cười một tiếng, tiểu sư muội, lộ trình gian nguy. Chúng ta sợ ngươi mệt mỏi, vạn nhất gặp phải nguy hiểm lại như thế nào cho phải. Ngươi vẫn là trở về đi. Sư phụ đau như vậy ngươi, không lại bởi vì ngươi tự tiện hồi tông, thì trách phạt ngươi. Nếu không, ngươi liền nói sư tỷ để ngươi trở về cũng có thể a. Sư tỷ, ngươi cái này sao lại nói vậy, tỷ muội chúng ta tình thâm, vạn nhất các ngươi gặp phải phiền toái gì, ta cũng tốt giúp đỡ a. Mà lại, đây là ta lần thứ nhất ra tông làm nhiệm vụ. Sao có thể bỏ dở nửa chừng? Tiểu cô nương biểu hiện được rất tích cực, thậm chí không có chút nào nghe ra những sư tỷ này nhóm đối nàng ghét bỏ chi ý, quả thực cũng là trong tông môn nuôi nhốt đơn thuần cừu non, chưa thấy qua núi rừng bên trong xài lang hung ác. Trác Phàm tà dị cười một tiếng, thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thăm thẳm lên tiếng, thực ngươi những sư tỷ này đưa ngươi lưu tại tông môn, mới là thật vì muốn tốt cho ngươi, dù sao cái thế giới này, thực sự quá nguy hiểm, ha ha ha. Từng đạo cười khẽ phát ra, Trác Phàm sau lưng quyền đầu ngay tại chăm chú nắm lại, trong mắt chỗ sâu lạnh lẽo, lại là càng ngày càng rõ ràng. A, à, ngươi là ai a, à, ngươi cũng nhìn ra các sư tỷ tốt với ta. Trong mắt tản ra hồn nhiên nụ cười, tiểu cô nương kia quay đầu hướng Trác Phàm chỗ đó nhìn qua. Quỷ dị đường cong vẫn tại trên mặt, Trác Phàm khẽ gật đầu, thì muốn động thủ. Đúng vậy a, à, sư tỷ của ngươi nhóm đối ngươi là thật tốt. Rõ ràng có thể đem ngươi đẩy ra quỷ môn quan, ai ngờ chính ngươi chạy vào chịu chết, thì nên trách khó lường. Ách, thế mà, đúng lúc này, Trác Phàm thân thể bỗng nhiên lắc một cái, lại là chợt trệ ở. Thật sâu nhìn lấy tiểu cô nương kia trong mắt, tràn đầy giật mình lo lắng chi sắc. Nhà đầu này mọc ra một trương có chút phổ thông khuôn mặt, cũng không phải là tuyệt thế, nhưng lại được xưng tụng thanh tú cùng sạch sẽ. Riêng là cặp con mắt kia. Càng làm cho Trác Phàm có loại dị thường cảm giác quen thuộc cảm giác. Chỉ một cái liếc mắt mà thôi, trong mắt chỗ sâu liền không khỏi nổi lên cuồn cuộn nhiệt lưu. Đồng thời, tiểu cô nương kia nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, cũng hơi hơi ngốc trệ một lát, có chút mông lung cảm giác trước kia. Chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Ngươi, tên gọi là gì? Trong lòng thoát động, Trác Phàm đạm mạc mở miệng. Khuynh Thành, không chút do dự, tiểu cô nương kia gọn gàng làm. Lại là hoàn toàn không có đem Trác Phàm làm một người ngoại nhân giống như, thốt ra, Sở Khuynh Thành. Thân thể hung hăng chấn động, Trác Phàm cứ như vậy thật sâu nhìn lấy nàng, lúc này ngơ ngẩn, chỉ có trong miệng như là như nói mê, đang không ngừng lầm bầm, Khuynh Thành, Sở Khuynh Thành. Vẫn là cái tên này. Cứng ngắc đầu chậm rãi quay đầu nhìn xem nơi xa, tiếp lấy lại quay lại đến, chăm chú nhìn tiểu cô nương kia mê mang ánh mắt, Trác Phàm sau lưng quyền đầu, chậm rãi buông ra. Khóe miệng xẹt qua vui vẻ nụ cười, nhẹ nhàng cất bước, hướng nàng đi đến. Khuynh Thành, ta rốt cục lại tìm đến ngươi. Có chút thô ráp hai tay,
nhẹ nhàng xoa Sở Khuynh Thành non mềm hai gò má, đem nàng nâng trong tay, Trác Phàm cứ như vậy thẳng tắp nhìn lấy, giống như đang thưởng thức một khối mỹ ngọc, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Sở Khuynh Thành cũng không có cự tuyệt, đối mặt cái này nam tử xa lạ bàn tay, nàng đúng là cảm thấy cuồn cuộn chưa từng có an tâm cảm giác tới. Dường như người trước mặt nàng rất hiểu biết, nhưng là lại hoàn toàn không biết mà thôi. Đụng! Một tiếng vang thật lớn, Trác Phàm tay thuận nâng khuôn mặt, khẽ mở nhỏ môi, vừa muốn mở miệng, một đạo mãnh liệt trưởng phong đã là đột nhiên tập cận, trong khoảnh khắc liền đem hắn nhất trưởng đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất. Sở Khuynh Thành cũng là một cái hoảng hốt, lấy lại tinh thần, nghĩ đến vừa mới tràng cảnh, hai gò má nhất thời bò lên trên ngượng ngùng ửng đỏ. Số tiểu tử, ngươi là ăn tim gấu gan báo, ngay cả chúng ta Đan Hà Tông đệ tử cũng dám đùa giỡn, sống không kiên nhẫn đi. Cái kia cầm đầu sư tỷ, chỉ lòng đất Trác Phàm mở miệng mắng to, thậm chí còn phải lại tiến lên hai bước, dẫm hắn mấy cước. May mắn Sở Khuynh Thành ngăn đón, mới không thể biến thành hành động. Đáng chết bà tám. Mi mắt ngăn không được hung hăng nhảy lên, Trác Phàm cũng là tức giận đến nổi trận lôi đình, song quyền chăm chú nắm lại, trong mắt sát ý cũng là trần trụi phát ra. Vợ chồng bọn họ hôm nay thật vất vả đoàn tụ, còn chưa kịp vuốt ve an ủi một phen, liền bị cái này bà tám quét nhã hứng, Trác Phàm hiện tại thật sự là có loại đem các nàng nghiền thành cặn bã xúc động. Bất quá, vừa nghĩ tới Sở Khuynh Thành thế mà cũng là Đan Hà Tông người, Trác Phàm thở sâu, liền tạm thời đem cái này khẩu khí nhịn xuống. Hắn tổng không thể ngay trước lão bà mặt, đem lão bà bạn thân từng cái làm thịt đi. Chỉ là, hắn thực sự không nghĩ ra, Sở Khuynh Thành vì sao thì chuyển thế đến Đan Hà Tông đâu. Vừa nghĩ tới cái kia cửu tinh liên châu phương hướng chỉ, lại nhất niệm cùng tiểu cô nương kia cảm giác quen thuộc cảm giác, Trác Phàm đã là có thể khẳng định, nàng cũng là Khuynh Thành không thể nghi ngờ, không ngừng tên giống nhau thôi. Để cho mình tâm miễn cưỡng chấn định lại, Trác Phàm giả bộ toàn thân đau nhức địa bàn sắp nổi đến, quay đầu nhìn về phía những cái kia phẫn nộ nữ nhân, lại là vội vã khoát tay trưởng, cuống quýt giải thích nói, đại tỷ, các ngươi đừng hiểu lầm, thật sự là vị cô nương này quá giống ta chết đi muội tử, cho nên vừa mới nhất thời xúc động, mới có thể kìm lòng không được. Ai, lần sau ta sẽ không bao giờ lại. Ngươi còn muốn có lần sau, cô nương mặt là để ngươi tùy tiện trắng mỏ sao? Nghe xong lời ấy, cái kia sư tỷ lửa giận lại nổi lên, liền muốn tiến lên nữa giáo huấn Trác Phàm một trận, cũng là bị Sở Khuynh Thành ngăn trở, khuyên giải nói, sư tỷ bớt giận, nghĩ đến hắn cũng là huynh muội tình thâm, nhất thời quên hết tất cả, mới sẽ làm ra như thế không ổn tiến hành, cũng không phải là có chủ tâm, ngươi cũng đừng lại trách cứ hắn. Hừ, ta trách cứ hắn, ta có gì có thể trách cứ, bị chiếm tiện nghi cũng không phải là ta, hiện tại ngươi đều không ngại. Ta còn có cái gì dễ nói? Giận hừ một tiếng, cái kia sư tỷ hận hận vẫy vẫy tay áo, vẫy tay một cái, liền mang theo còn lại người cùng nhau bay về phía không trung, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, chúng ta đi, không để ý tới cái này nha đầu ngốc, thối nam nhân nói chuyện cũng làm thật, phải bị người ta đùa giỡn. Sư tỷ, không khỏi quính lên, Sở Khuynh Thành nhìn đến cái kia một đám đi xa bóng người, lúc này giống to lên tiếng. Lại là rốt cuộc truyền không đến những người kia trong tai, không khỏi có chút buồn bực cúi thấp đầu, mặt ủ mày trao, sau đó lại nháy hồn nhiên mắt to, nhìn về phía Trác Phàm, lần nữa xác nhận nói, ngươi vừa mới xác thực là bởi vì đem ta coi như là ngươi muội muội mới. Không phải cố ý, đúng hay không? Nhìn chằm chằm nàng cái kia hy vọng ánh mắt, Trác Phàm biết, nàng chỉ là muốn an tâm mà thôi, vì chính mình thiện tâm tìm một cái lý do chính đáng. Thực chính mình chỉ cần gật gật đầu. Xưng nàng tâm nguyện, cũng liền tốt, rất dễ dàng. Thế nhưng là, đối mặt hắn người vẫn không có gì quan trọng, đối mặt Khuynh Thành, hắn lại như thế nào có thể lừa gạt. Lại nói, những cái kia bóng đèn đều đi, là thời điểm lõa lổ nội tâm. Không, ta thật là kìm lòng không được, nhưng không phải đem ngươi coi như muội muội, ta cũng không có muội muội, mà chính là... người yêu. Cái gì? Hai gò má bỗng dưng một đỏ, Sở Khuynh Thành đại xấu hổ. Sau đó liền đầy mặt nộ khí hung hăng nguyết hắn một cái, quay người liền muốn rời khỏi, ta nhìn lầm ngươi, còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Kết quả còn thật cùng sư tỷ các nàng sở thuyết ngươi chính là cố ý chiếm ta tiện nghi, cái này các nàng lại cái kia cười ta nha đầu ngốc. Trên mặt tràn đầy ủy khuất, Sở Khuynh Thành cũng không có muốn đem Trác Phàm như thế nào, chỉ là muốn lập tức lên đường rời đi. Trác Phàm thấy một lần, vội vàng kêu to, chờ một chút. Ngươi còn muốn làm gì? Muốn là ngươi còn dám làm ẩu,
ta nhưng là đối ngươi không khách khí. Thân thể hơi hơi lắc một cái, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy do dự, uy hiếp nói. Bất quá, nàng loại này uy hiếp, lại là để Trác Phàm nhìn không được cười lên, bất đắc dĩ dao động cái đầu. Nàng một cái quy nguyên cảnh tu giả, mặt đối chính mình cái này đoán cốt cảnh, ngược lại trong lời nói còn có chút khiếp đảm, cái này đúng sao? Sau đó, Trác Phàm chậm rãi lắc lắc đầu, nhìn lấy nàng thâm tình đưa tình nói, cô nương ngươi đừng hiểu lầm, vừa mới ta không phải trêu đùa ngươi, cũng không phải cố ý muốn khinh bạc ngươi, thật là bởi vì ta đem ngươi trở thành người yêu. Ta thê tử chết, nàng giống như ngươi, cho nên ta gặp ngươi lần đầu tiên nhìn thấy, cũng có chút kìm lòng không được. Không khỏi khẽ giật mình, Sở Khuynh Thành nhìn lấy Trác Phàm cái kia tinh khiết không chứa một tia tạp chất ánh mắt, giật mình lo lắng một chút về sau, hai gò má một đỏ, hơi hơi gật gật đầu, lại là không còn khí. Xem ra ngươi đối thê tử ngươi xác thực thâm tình, đã như vậy, ta thì tha thứ ngươi. Cúi đầu, Sở Khuynh Thành cái này ngây ngô tiểu cô nương, chậm rãi quay người, trong lòng lại không tức giận, liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, lại thế nào? Đúng lúc này, Trác Phàm lần nữa hét lớn, vừa muốn rời khỏi Sở Khuynh Thành, bỗng dưng thân thể trì trệ, chuyển qua đầu, kỳ dị phải xem hướng hắn. Mỉm cười, Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, Sở cô nương, ta nhìn ra được ngươi là người tốt, có thể hay không lại giúp ta một chuyện. Ta tại núi này lâm lạc đường, ngươi có thể mang ta bay ra ngoài sao? À, ta mang ngươi. Làm sao, không được sao? Ây, có thể. Trên mặt xem ra có chút khó khăn, nhưng là đối mặt Trác Phàm thỉnh cầu, chẳng biết tại sao, nàng lại là rất khó cự tuyệt, đành phải níu níu xoa bóp địa đi vào Trác Phàm bên người. Nhìn chung quanh một chút không có người, mới ngượng ngùng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, ôm phía trên Trác Phàm vòng eo, lẩm bẩm nói, ta mang ngươi bay ra ngoài, ngươi đừng nhúc nhích a. Nói, Sở Khuynh Thành đã là đạp chân xuống, nhất thời mang theo Trác Phàm hướng lên bầu trời bay đi. Ba. Thế nhưng là đúng lúc này, Trác Phàm cũng thuận thế khẽ vươn tay, ôm phía trên Sở Khuynh Thành vòng eo. Không khỏi giật mình, Sở Khuynh Thành bỗng dưng hoảng hốt, đỏ bừng cả khuôn mặt, ngươi làm gì, mau buông ra tay ngươi. Cô nương, ta đoán cốt cảnh, bình sinh lần thứ nhất phi hành, ta sợ hãi a. Khóe miệng xẹt qua một đạo tà dị, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, cứ như vậy quang minh chính đại lao lên dầu. Sở Khuynh Thành nghe xong có lý, không có cách nào, thì mặc cho hắn ôm lấy chính mình tinh tế vòng eo, dù sao rất nhanh liền có thể bay ra ngoài, nhẫn một hồi đi. Ba. Thế mà, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên, không biết sao, Trác Phàm cái kia mất trọng lượng tâm não túi, đúng là lại tựa ở tiểu cô nương một màn kia trên vai thơm. Sở Khuynh Thành lần nữa kinh hãi, không khỏi vội vàng kêu to, người đang làm gì đó, làm gì dựa vào trên người của ta. Ta lần thứ nhất bay, sợ hãi a. Rất không biết xấu hổ, Trác Phàm khóe miệng xẹt qua khe khẽ ý cười. Sở Khuynh Thành thì là đầy mặt đại quính, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, nhưng đối Trác Phàm lưu manh hành động, lại là đánh trong đáy lòng không có biện pháp nào, tựa hồ cho dù hắn như thế vô sỉ, cũng hoàn toàn chán ghét không đứng dậy, đành phải thở sâu, cứng rắn cảnh cáo một tiếng, uy, ngươi đừng quá mức, ngươi muốn là còn dám động một cái lời nói, ta không mang theo ngươi. Soạt. Thế nhưng là, nàng câu nói này không nói còn tốt, vừa nói ra, Trác Phàm đúng là càng thêm làm trầm trọng thêm, một cái tay khác cũng lúc trước chính diện vị trí, ôm trước đó nàng đầu vai, quả thực cũng là đem nàng hoàn toàn ôm cùng một chỗ. Lần này, thế nhưng là đem Sở Khuynh Thành làm cho trong lòng đại loạn, xấu hổ mặt đều nóng lên, một trái tim phanh phanh trực nhảy, cũng nhanh muốn nhảy ra giống như. Ngươi làm gì, ngươi cho ta buông tay. Không, ta sợ hãi rơi xuống, thì không buông tay. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, trăm năm qua, rốt cục lại ôm chặt trong lòng người ngọc, Trác Phàm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, chỗ nào sẽ còn lại lỏng một ngón tay. Bất quá Sở Khuynh Thành gặp này, cũng là gấp địa đầu đầy mồ hôi, bốn phía ngó ngó không có người, tranh thủ thời gian hướng phía dưới bay đi. Tình cảnh này cũng không thể để sư tỷ các nàng xem đến, không phải vậy ném chết người. Bạch, một cái lao xuống, hai người trong nháy mắt rơi xuống đất. Trác Phàm như bạch tuộc chăm chú quấn lấy Sở Khuynh Thành không thả, Sở Khuynh Thành lại là ra mặt co lại, oán hận lên tiếng, uy, đã xuống đến trên đất bằng, ngươi còn không buông tay. Không có khả năng, ngươi nhất định gạt ta, chúng ta còn trên không trung, ta sẽ không mắc lừa, hắc hắc hắc.
đây thật là tiểu cô nương gặp phải lão lưu manh, Trác Phàm đây coi như là kẹo da trâu dính giày phía trên, triệt để quấn lên nàng, vô luận như thế nào cũng sẽ không lại buông tha nàng. Ánh mắt hơi hơi suýt híp mắt một chút, Sở Khuynh Thành hung hăng theo trong lỗ mũi phun ra hai ống khí thô, sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đụng một tiếng, trong nháy mắt đem Trác Phàm tránh thoát. Trác Phàm thân thể, cũng là ầm ầm một chút, rơi trên mặt đất. Sở Khuynh Thành hung hăng nguýt hắn một cái, phẫn nộ nói, ngươi chính là tại chiếm ta tiện nghi, cái này sẽ không sai, ngươi còn không thừa nhận. Sở cô nương, chậm rãi đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bụi đất, Trác Phàm không chút phật lòng, mỉm cười, nhìn về phía nàng nói, tại ta trả lời ngươi vấn đề trước, ngươi trả lời trước ta hai vấn đề được không? Có ý chung nhân sao? Sở Khuynh Thành sững sờ, còn không có đáp ứng, Trác Phàm đã là không kịp chờ đợi mở miệng nói. Mi mắt lắc một cái, Sở Khuynh Thành chậm rãi lắc đầu. Mỉm cười, Trác Phàm tiếp tục nói, có bình tĩnh qua thân sao? Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành vẫn là dao động cái đầu, trong lòng một trận mê võng, hắn hỏi cái này chút có ý tứ gì? Cái kia tốt. Được đến hài lòng đáp án, Trác Phàm không khỏi cười lớn một tiếng, lúc này đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt, khẽ vươn tay, ngay tại nàng mềm mại trong tiếng hô, đem nàng nắm vào trong lồng ngực của mình. Đầy mắt thâm tình nhìn lấy nàng, cái kia ta hiện tại liền trả lời ngươi vấn đề, vừa mới ta chính là cố ý, bởi vì ta thích ngươi, ngươi thì sẽ. Cũng nhất định phải là ta nữ nhân. Con, dường như một miệng đồng thau cự chung trong đầu gõ vang, Sở Khuynh Thành lúc này thì mơ hồ, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Cái này, đến tột cùng làm sao làm? Làm sao bỗng nhiên thì có người đối với ta? Qua thật lâu, nàng mới bỗng dưng kịp phản ứng. Sau đó liền hung hăng đẩy Trác Phàm thân thể, mắng to, người bệnh thần kinh a, chúng ta mới quen chưa tới một canh giờ, ta liền ngươi là ai cũng không biết. Ta gọi Trác Phàm, hiện tại chúng ta nhận biết, Khuynh Thành, đi theo ta đi. Đi em gái ngươi a, ta là Đan Hà Tông đệ tử, hôn nhân đại sự, muốn báo cáo sư trưởng. Cái kia lão cô bà, cũng xứng can thiệp lão tử sự tình. Khuynh Thành, ngươi theo ta đi, ai cũng trở ngại không chúng ta. Ánh mắt nhất định, Trác Phàm hét lớn một tiếng, bá khí lộ ra ngoài. Thật sâu theo dõi hắn không thả, Sở Khuynh Thành mí mắt khẽ run, lại là nhẹ hừ một tiếng, lắc lắc đầu, gương mặt lạnh lùng thì quay đầu rời đi. Người điên, người biết sư tôn ta là ai a? Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng. Ta biết, thánh vực tám hoàng một trong, đã từng diễm hoàng, nhưng là trải qua cửu u địa cung nhất chiến về sau, thụ ma khí ảnh hưởng, niên lão sắc suy. Chúng ta liền ở sau lưng trêu chọc nàng vì lão cô hoàng. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm bình tĩnh lên tiếng, Khuynh Thành, ngươi theo ta đi, ta cam đoan cái kia lão cô bà không làm gì được ngươi. Chăm chú bịt lấy lỗ tai, Sở Khuynh Thành hung hăng dao động cái đầu, im ngay, không cho phép nói xấu sư phụ ta, mà lại ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sư phụ ta không dùng tự thân xuất mã, chỉ là ta những sư tỷ kia nhóm động động ngón tay đều có thể đòi mạng ngươi. Ngươi muốn là không nghĩ chết, cũng không cần lại khẩu suất cuồng ngôn, miễn cho chọc họa sát thân, ta cũng bảo vệ không ngươi. Bảo vệ ta. Trong lòng nóng lên, Trác Phàm lộ ra vui vẻ nụ cười, Khuynh Thành, ngươi nói ngươi muốn tại cái kia lão cô bà trước mặt bảo vệ ta. Như vậy thì chứng minh, trong lòng ngươi có ta, vì sao không theo ta đi. Trong lòng trì trệ, Sở Khuynh Thành nhất thời đầy mặt do dự, hận không thể hung ác quất miệng mình hai lần. Nàng hôm nay là làm sao, tại sao lại thốt ra, muốn bảo vệ tiểu tử này đâu? Rõ ràng mới cùng hắn nhận biết không lâu, liền tên chữ đều là vừa biết. Trong nội tâm nàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng là trên mặt lại tràn đầy băng lãnh, hung hăng chừng Trác Phàm một cái nói, không cần phải nói, người bất quá coi ta là thê tử ngươi vật thay thế mà thôi, đây không phải thật ưa thích. Chúng ta vừa mới gặp mặt, không thể nào ưa thích, ngươi đi đi. Dù sao hiện tại ta đã đem ngươi mang ra núi rừng, ngươi an toàn. Khuynh Thành, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ta thê tử cũng là ngươi. Không phải vật thay thế, mà là cùng một người. Trong mắt hiện ra kiên định, Trác Phàm cực kỳ chân thành nói. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Sở Khuynh Thành khó thở ngược lại cười, tốt, vậy ngươi thì truy ta à, chờ đuổi kịp ta rồi nói sau. Vừa dứt lời, Sở Khuynh Thành nhất thời hướng Trác Phàm làm cái mặt quỷ. Sau đó một bước chân, trong nháy mắt bay lên không trung, nháy mắt không thấy bóng người. Chỉ để lại Trác Phàm một người, nhìn lấy nàng biến mất phương hướng, khóe miệng xẹt qua mỉm cười cho. Ai,
ngươi không mang theo ta bay, chính ta bay đi. Chỉ là mọi người thường nói bị rực song phi, một người bay, thật nhàm chán a, ha ha ha. Từng đạo cười khẽ phát ra, Trác Phàm nhẹ nhàng bước ra một bước, chợt biến mất bóng người. Nửa canh giờ về sau, Sở Khuynh Thành ngay tại cấp tốc hướng các sư tỷ biến mất phương hướng truy đuổi, lại là chậm chạp không nhìn thấy các nàng bóng người, không khỏi nhất thời khẩn trương. Ai nha, vốn là ta công lực thì không kịp các nàng. Hiện tại lại chậm trễ thời gian dài như vậy, này làm sao chạy tới a, bọn họ làm sao không vân vân ta à? Phương Mẫn, với tư cách Đan Hà Tông đại sư tỷ, ngươi sẽ không phải hoàn toàn không để ý tình nghĩa đồng môn, nhìn lấy các nàng chết thảm ở trước mặt ngươi đi. Thức thời, liền đem Tử Kim Lưu Ly Chản giao ra, nếu không mà nói, hừ hừ. Bỗng nhiên, một đạo thô kịch tiếng giống to, đột một địa xông thẳng tới chân trời, Sở Khuynh Thành giật mình, hướng thanh âm kia truyền đến chỗ nhìn qua, lại là nhất thời nhìn thấy phía trước cách đó không xa, chính mình đồng môn các sư tỷ, đã là tất cả đều bị một đám nam tử áo đen đoàn đoàn bao vây, đại khái hơn 20 người, bên trong lại có 5 cái linh vương cao thủ, mạnh nhất càng là linh vương hậu kỳ. Mà những cái kia đồng môn, càng đã là 6 cái toàn thương tổn, 5 cái bị bắt, thì đại sư tỷ một người, còn tại động viên chống đỡ lấy. Thấy tình cảnh này, Sở Khuynh Thành không nói hai lời, đã là trong nháy mắt hướng phía dưới lao xuống mà đi, hiện ra xương lạnh nhất trường, hung hăng hướng một đầu người vỗ tới, lớn mật cuồng đồ, đừng tổn thương sư tỷ của ta. Đụng, liếc mắt liếc một cái nàng, người áo đen kia khinh thường cười một tiếng, hai ngón tay khép lại, hướng về sau nhất chỉ, một tiếng vang thật lớn liền đột nhiên vang lên. Cái kia giữa ngón tay lực đạo, nhất thời xuyên qua nàng tầng tầng hàn khí, đột một địa bắn vào trong cơ thể nàng. Phốc, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra, Sở Khuynh Thành một chiêu phía dưới, lúc này ngã tới mặt đất, lại là đã trọng thương. Ha ha ha, Đan Hà Tông đàn bà thật đúng là hung ác, quy nguyên thất trọng thì dám cùng ta quy nguyên đỉnh phong tu giả trọi cứng, thật sự là không biết sâu cạn đồ vật a. Người kia nhẹ hừ một tiếng, cười ha hả, còn lại người áo đen nhìn đến, cũng là ngăn không được lên tiếng cười như điên. Phương Mẫn gặp này, bất giác bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hung hăng chừng Sở Khuynh Thành liếc một chút, cả giận nói, nhà đầu ngốc, đã ngươi đã thấy chúng ta bị vây, còn không tranh thủ thời gian hồi tông cầu cứu, chính mình chạy tới làm gì? Lại nói, ngươi điểm này cân lượng, có thể làm gì a? Sư tỷ, ta, trên mặt tràn đầy ủy khuất, Sở Khuynh Thành mất mát cúi thấp đầu. Giận hừ một tiếng, không nhìn tới nàng, Phương Mẫn lại chăm chú nhìn chăm chú về phía những người áo đen kia, kêu gào nói, lớn mật cuồng đồ. Nếu biết chúng ta là Đan Hà Tông đệ tử, còn dám xuống tay với chúng ta, không muốn sống sao? Hắc hắc hắc, cũng là bởi vì muốn sống, chúng ta mới che mặt hành sự. Nhếch miệng cười một tiếng, cái kia dẫn đầu linh vương hậu kỳ, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, hét lớn liên tục, dù sao, chúng ta còn không muốn bị cái kia lão cô hoàng truy sát đến chân trời góc biển. Các ngươi thức thời lời nói, liền đem bảo vật giao ra, chúng ta cũng liền không làm khó dễ các ngươi. Nếu không mà nói, muốn là chúng ta một khi đánh, các vị cô nương mọi nhà, chúng ta lại là một đám đại lão gia, hậu quả khó mà lường được a, ha ha ha. Lời vừa nói ra, bọn người người cũng theo không ngớt lời cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy dâm tà thanh âm. Phương Mẫn gặp này, tức giận đến một miệng răng ngà đều nhanh cắn nát, chúng nữ, cũng là đầy mặt phẫn nộ, nhưng nhìn lấy những người áo đen kia trong mắt dâm uế ánh sáng, lại là bất giác có chút khiếp đảm. Đám gia hỏa này, vô pháp vô thiên, nhưng là tuyệt đối đừng. Trong lòng có chút do dự, Phương Mẫn nhất thời khó có thể lựa chọn. Nếu là cứ như vậy đem đồ vật giao ra lời nói, cái này bảo hộ bất lực chi trách, rất hiển nhiên sẽ rơi xuống trên đầu nàng. Nhưng là nếu không giao lời nói, càng hiển nhiên là, hôm nay các nàng là không qua được cái này khảm. Vừa nghĩ đến đây, Phương Mẫn tiến thối lưỡng nan, không biết như thế nào cho phải. Cái này nhưng là quan hệ đến nàng tại trong tông địa vị cùng tiền đồ a. Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một bên chính sầu não uất ức Sở Khuynh Thành, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kế chạy lên não. Một cái lắc mình, liền tới đến trước mặt nàng, trong tay ánh sáng lóe lên, liền đem một cái hiện ra thất thải hào quang lưu ly chản lấy ra, vội vã đưa cho nàng. Sư muội, người mang theo bảo vật đi mau, để ta chặn lại bọn họ, người nhưng là tuyệt đối đừng để sư tỷ thất vọng a. Sư tỷ, đi mau, lần nữa hét lớn một tiếng, Phương Mẫn trong mắt tràn ngập kiên định, thậm chí còn có chút khẳng khái hy sinh cảm giác.
Sở Khuynh Thành cái mũi chua chua, bình tĩnh gật gật đầu, liền bỗng nhiên cầm qua bảo vật, hướng về sau chạy tới, trong mắt tràn đầy cảm động. Đây là sư tỷ cùng mọi người đối nàng tín nhiệm, nàng nhất định muốn liều mạng bảo vệ tốt, mới có thể xứng đáng mọi người phó thác a. Mà những người áo đen kia thấy một lần, có người cầm lấy bảo vật chạy, không khỏi lúc này quát to một tiếng, cùng nhau hướng Sở Khuynh Thành đuổi theo, nhà đầu, giữ đồ vật lại, không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn. Bá bá bá, từng đạo thân ảnh màu đen, không lưu luyến nữa những cái kia bị bắt được đàn bà, cùng nhau lướt qua các nàng, hướng Sở Khuynh Thành đuổi theo, Phương Mẫn tượng trưng địa ngăn cản một chút, liền không lại động thủ. Nhìn lấy cái kia sắp bị cái này hắc triều phun trào chìm ngập bóng người, khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo không vì người điều tra quỷ dị đường cong. Nhà đầu, chạy đi đâu? Oanh! Hét lớn một tiếng, nương theo lấy một đạo mãnh liệt trưởng phong, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Sở Khuynh Thành. Sở Khuynh Thành không khỏi giật mình, quay đầu xem xét, lại là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Người này không là người khác, chính là mới vừa rồi cái kia một chiêu đem nàng đánh bại Quy Nguyên đỉnh phong cao thủ, trong lòng cũng là nhất thời chìm đến đáy cốc. Thế nhưng là, bất luận như thế nào, các sư tỷ phó thác, tuyệt không thể tùy tiện vứt xuống. Kết quả là, hung hăng khẽ cắn môi, Sở Khuynh Thành cầm lấy cái kia lưu ly chản tay hơi hơi chăm chú, một cái tay khác, nâng lên nhất trường, cũng là hung hăng hướng đối phương đánh tới, đã là làm ra toàn thân lực đạo. Thế nhưng là thấy tình cảnh này, người áo đen kia lại là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra khinh thường ánh mắt, ha ha ha. Tiểu cô nương, bại tướng dưới tay, nào dám lời dũng. Để mạng lại đi. Đụng. Thế mà, ngay tại lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Tại chỗ tất cả mọi người, bất kể thế nào nhìn, rõ ràng đều là người áo đen kia công lực càng hơn một bậc, thế nhưng là làm hai người kia tránh thức tương giao thời điểm. Người áo đen kia lại là còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã là trong nháy mắt bị hòa mình xương máu, tan đi trong trời đất, liền cái toàn thây đều không có. Ách! Thân thể bỗng nhiên trì trệ, ngay tại truy kích các người áo đen, bỗng nhiên dừng lại, ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Không thể nào, một cái quy nguyên thất trọng tu giả làm sao có thể so một cái quy nguyên đỉnh phong cao thủ, mạnh nhiều như vậy. Nhất trưởng đem hắn miểu sát. Cái kia vừa mới làm sao còn thụ thương đâu, chẳng lẽ là cố ý ẩn giấu thực lực. Còn lại những cái kia đan hà tông các sư tỷ nhìn lấy đây hết thảy, cũng là không khỏi hơi hơi giật mình chứng, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Các nàng tiểu sư muội thực lực gì, các nàng lại không biết. Làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này. Vừa mới người áo đen kia thực lực cũng không yếu a, quy nguyên đỉnh phong. Trừ linh vương cảnh bên ngoài, ai có thể là đối thủ. Các nàng những sư tỷ này nhóm, lúc trước thế nhưng là ăn cái kia không ít người thua thiệt, nhưng là bây giờ làm sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc ở, bao quát Sở Khuynh Thành chính mình, cũng hoàn toàn ngốc trệ giống như, bất khả tư nghị nhìn xem bàn tay của mình, nhìn nhìn lại lòng đất một mảnh dòng máu, tràn đầy vẻ không thể tin được. Chính mình một trưởng này, có lợi hại như vậy sao? Trước kia làm sao không có phát hiện? Thế nhưng là, bọn họ ai cũng không có chú ý tới là, ngay tại cách đó không xa trong bụi cây, một cái bí ẩn bóng người, chính yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy động tĩnh, bên phải trong con mắt, chớp động lên tám nói vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ 8, thuấn không. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non, Trác Phàm chậm rãi thu hồi chính mình kiếm chỉ, ta cười một tiếng, đem bất luận cái gì chiêu số nhảy vọt không gian, chớp mắt là tới trước người đối phương, để không kịp phản ứng. Chiêu số này phối hợp linh vương cảnh không trung chi lực. Coi là thật có thể làm đến ra bất ngờ a, ha ha ha. Ngay sau đó, Trác Phàm lại quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ chấn kinh Phương Mẫn chỗ đó, sắc mặt bỗng dưng một chút thì trầm xuống, nữ nhân này, biết rõ Khuynh Thành không có khả năng tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt mang đi bảo vật, lại vẫn cứ yểm hộ nàng đi, thật sự là tâm nhưng là chu, rõ ràng cũng là muốn đem thất trách chi tội cùng chỗ gặp nguy hiểm tất cả đều chuyển đến Khuynh Thành trên thân. Nữ nhân này, dám tính kế ta lão bà. Thật đáng chết a. Tuy nhiên Khuynh Thành hiện tại đơn thuần giống tờ giấy trắng, nhưng nàng nam nhân cũng không phải dễ dàng như vậy ứng phó, hừ hừ. Tiểu nha đầu, nghĩ không ra ngươi còn có chút tài năng a. Tại ngốc hồi lâu sau, mọi người cuối cùng lấy lại tinh thần mà đến. Một cái tiếng như lão ngưu nam tử áo đen, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, tản mát ra khí thế cường đại, hung tợn nói, lão tử nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới,
đối phó các ngươi bọn này tiểu nha đầu, thế mà còn có thể tổn thất nhân thủ. Bất quá, hừ hừ, dừng ở đây, ngươi cho ta huynh đệ chôn cùng đi thôi. Nói, người kia đã là nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, đối hướng Sở Khuynh Thành chỗ đó, bốn phía không gian cũng tại ngăn không được rung động động. Song đồng hung hăng co rụt lại, Sở Khuynh Thành quá sợ hãi, linh vương cao thủ. Không tệ, lão tử mặc dù chỉ là linh vương sơ kỳ, nhưng đối phó với ngươi cái quy nguyên thất trọng, lại là dư xài. Coi như ngươi ẩn tàng lại nhiều thực lực, linh vương cùng quy nguyên cảnh ở giữa khoảng cách, lại là không thể vượt qua, ha ha ha. Cười to một tiếng, người áo đen kia trong mắt tràn đầy tốt sắc cùng tự ngạo. Sở Khuynh Thành thì là sắc mặt trầm xuống, một trái tim trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một thanh 12 phẩm linh kiếm về sau, liền nơm nớp lo sợ địa ngó nhìn chung quanh động tĩnh, nhưng thân thể cũng đã dọa đến run run rẩy rẩy lên. Trong nội tâm nàng minh bạch, linh vương cao thủ có thể khống chế không gian xung quanh, đối phương công kích khả năng theo bốn phương tám hướng bất kỳ ngóc ngách nào đánh tới, lại không phải nàng có thể ứng phó. Giờ khắc này, nàng nên làm thế nào cho phải a? Trong lúc nhất thời, nàng dường như trên lò lửa con kiến, gấp rậm chân. Những cái kia áo đen mọi người gặp này, lại là từng cái cười tà lên, trong mắt tràn đầy trêu chọc chi sắc. Sốt cục, cái kia linh vương cao thủ tại lại một lần cười to về sau, bỗng nhiên một chảo quyền đầu, phát ra thanh âm lạnh như băng tốt, nhà đầu, đi chết đi. Hiu hiu hiu. Bỗng nhiên, thì ở trong nháy mắt này ở giữa, không gian xung quanh nhất thời một trận lưu động, bắn ra sắc bén mưa tên, giống như muốn vạn tiễn xuyên tâm giống như, cùng nhau hướng Sở Khuynh Thành đánh tới. Trong lòng bất giác thoát động, Sở Khuynh Thành một trái tim nhất thời lạnh một nửa, một mặt vẻ tuyệt vọng. Cái này linh vương cảnh thần thông, như thế không chê vào đâu được công kích, nàng căn bản là không có cách ứng phó a. Không khỏi, nàng nắm thật chặt linh kiếm tay, cũng hơi hơi buông lỏng, có loại muốn rơi cảm giác. Khuynh Thành, còn lại những nữ đệ tử kia, cũng là đầy mặt vội vàng, đại uống. Đáng tiếc không có dùng, trọng thương tại thân các nàng, hoàn toàn không thể giúp bất luận cái gì bận bịu, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cái này đồng môn tiểu sư muội mệnh tang tại trước mắt mình, mà bất lực. Bạch! Thế mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầy mặt ngốc trệ Sở Khuynh Thành, một cái lắc mình, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia sắc bén mũi tên, cũng là một đến đánh cái hư không, liền người ta nửa cái lông đều không đụng phải. Thân thể ngăn không được lắc một cái kia linh vương cao thủ không khỏi hoảng hốt, người đâu? Tại trên đầu ngươi, bí ẩn trong bụi cây, Trác Phàm khóe môi nhếch lên một vệt tà dị, phải đồng tử bên trong chớp động lên một đạo vầng sáng màu vàng óng, tự lẩm bẩm không minh thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Ông, một đạo vô hình không gian ba động, bỗng dừng ở trên đỉnh đầu hắn mới nửa mét chỗ phát ra, Sở Khuynh Thành thân ảnh nhất thời lóe lên một cái, ra hiện ra tại đó, nhưng trong mắt nhưng như cũ là ngốc trệ, thật lâu không bình tĩnh nổi mà đến. Ách, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cứng ngắc đầu chuyển đi qua, người áo đen kia cũng là đầy mặt kinh khủng, tràn tại hai con ngươi, trong mắt càng là tràn ngập vô số nghi vấn. Cuối cùng phát sinh cái gì? Vì sao mảnh không gian này bị ta khống chế, tiểu nha đầu này còn có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ta, ta lại không có nửa phần phát giác, lão tử đây là gặp phải cái quỷ gì? Kết quả là, người kia cùng Sở Khuynh Thành cứ làm như vậy chừng trong mắt đều là mê mang, dường như quên chính mình muốn làm gì giống như, hoàn toàn sửng sốt. Bọn người người cũng là ngốc ngơ ngác nhìn hai người, trên mặt tràn ngập không hiểu hai chữ. Riêng là Sở Khuynh Thành những cái kia đồng môn các sư tỷ, càng là kinh ngạc đến ngây người, trong lòng hiện ra nói thầm. Cái này Khuynh Thành đến tột cùng dùng cái gì tuyệt kỹ, tại sao có thể có quỷ dị như vậy thân pháp, liền linh vương cao thủ đều không thể phỏng đoán. Có điều rất nhanh, một vị sư tỷ cuối cùng dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng lớn tiếng hô quát, Khuynh Thành, cơ hội tốt, mau ra tay. Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Sở Khuynh Thành lúc này mới phát hiện, đúng a, nàng hiện tại cái này góc độ, thật sự là quá tốt, vừa vặn một kiếm đánh xuống cái kia đầu người. Coi như hắn là linh vương cảnh, thân thể cũng không có khả năng cùng 12 phẩm linh binh chọi cứng đi. Nghĩ như vậy, Sở Khuynh Thành bất giác vui vẻ, lúc này huy động lưỡi kiếm, hung hăng đánh xuống, trực chỉ hắn não trong cửa. Trong mắt bất giác hung hăng co lại, người kia cũng là rất nhanh kịp phản ứng. Không khỏi ngay sau đó giận dữ, hất lên ống tay áo, hoa trưởng vì chảo,
hung hăng hướng Sở Khuynh Thành cổ tay chộp tới, đúng là phát sau mà đến trước. Cái này muốn là bắt được, trong nháy mắt là có thể đem nàng liên thủ mang kiếm toàn diện bẻ xuống. Thấy tình cảnh này, chúng nữ bất giác trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, không hổ là linh vương cao thủ, cho dù là cận thân vật lộn, Khuynh Thành đối lên cường giả như vậy, vẫn là kinh nghiệm quá nhỏ bé a. Sở Khuynh Thành chính mình cũng minh bạch điểm này, một trái tim ngăn không được chìm xuống phía dưới đi. Phốc, thế nhưng là, thì tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dị biến lại sinh. Người kia hung hăng chộp tới cái tay kia chảo, chẳng biết tại sao, đúng là chợt một chút, phun ra lấy đầy trời huyết hoa, liền bay về phía không trung, chỉnh cánh tay, cũng là tận gốc chặt đứt. Bỗng dưng, cái kia người ngây ngốc, khóe miệng tà tiếu còn không rơi xuống, nhưng trong mắt mê mang đã là phát lên, trong lòng nhất thời bước qua 100.000 đầu thảo nê mã. Cái này mẹ hắn lại ra cái gì yêu thiêu thân, con mẹ nó ai giải thích cho ta một phen a? Đáng tiếc, không có ai biết trong này huyền diệu, cho dù biết, cũng không có cơ hội này, để hắn minh minh bạch bạch đi chết. Thừa dịp cái này khó được cơ hội tốt, Sở Khuynh Thành một kiếm, siêu một tiếng, từ hắn đỉnh đầu thẳng tắp lấy xuống. Sau một khắc, nhưng nghe soạt một tiếng vỡ vang lên, cái kia không ai bì nổi linh vương cao thủ, đã là trong nháy mắt từ bên trong một phân thành hai, ngã trên mặt đất, trong bụng nội tạng, càng là như lưu sa giống như trơn đến đại địa phía trên, trở thành đất màu mỡ phân bón. Chỉ có cái kia như vậy ngăn cách hai địa phương ánh mắt, còn tại cứng nở mở to, trong mắt mê hoặc không chút nào tán, lại là chết không nhắm mắt chi tướng. Chấn kinh, khó có thể tin chấn kinh. Nếu như nói Sở Khuynh Thành ngay từ đầu nhất trưởng đánh giết một tên quy nguyên đỉnh phong cao thủ, khiến người kinh dị lời nói, như vậy hiện tại, lại là để tại chỗ tất cả mọi người hoảng sợ tồn tại. Dù sao, đây không phải là bình thường người, mà chính là siêu phàm nhập thánh linh vương cao thủ. Liền hắn đều có thể một kiếm chém giết, loại chuyện này, cho dù là linh vương đỉnh phong cao thủ, cũng không thể nào làm được a, nhưng là tiểu cô nương này lại. Mí mắt ngăn không được run run, tất cả mọi người nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt, đều là kinh khủng cùng ngưng trọng. Cho dù là những cái kia đồng môn các sư tỷ, cũng là bị tình cảnh này cả kinh trợn mắt hốc mồm, mở ra miệng rộng đều có thể nhét vào hai quả trứng vịt. Đạp đạp đạp, sốt cục, theo từng đạo nặng nề tốc độ vang lên, cái kia linh vương hậu kỳ cao thủ, tất cả người áo đen đầu lĩnh, cuối cùng đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt. Tuy nhiên thấy không rõ hắn sắc mặt, nhưng lại có thể nhìn đến hắn trong mắt chỗ sâu cái kia trần trụi sát ý cùng kiêng kỵ. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài, không nghĩ tới người tiểu nha đầu này nhìn qua người vô hại và vật vô hại, lại thì ra là chân chính cao thủ a. Ánh mắt hơi hơi suỵt suỵt, người áo đen kia hướng Sở Khuynh Thành trịnh trọng ôm một cái quyền, hét lớn lên tiếng, như vậy, liền để lão phu đến lãnh giáo một chút, cô nương cao chiêu đi. Vừa dứt lời, oanh một tiếng, người áo đen kia đã là đột ngột đến phát ra toàn thân mình khí thế, tính cả toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động, phảng phất muốn tùy thời vỡ vụn đồng dạng. Chúng người áo đen thấy một lần, lúc này hét lớn một tiếng, gọi tốt không ngừng, khí thế lần nữa mãnh liệt lên. Sở Khuynh Thành thì là trong mắt hiện ra hãi nhiên, miễn mạnh đỉnh lấy cái kia làm nàng hô hấp đều khó khăn khí thế cường đại, tuy nhiên thân thể phát run, nhưng vẫn là nỗ lực chống đỡ, trên mặt đều là vẻ kiên định. Chăm chú nhìn nàng không thả, người áo đen kia sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, thế nào, cô nương còn không nguyện ý xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Lấy ngươi vừa mới liền giết hai ta nguyên đại đem thực lực, không có khả năng chịu không được lão phu cái này không quan trọng mấy đạo khí thế uy áp đi. Nói như thế, người áo đen kia lần nữa lắc một cái thân thể, khí thế lại tăng ba phần. Sở Khuynh Thành thân thể nhất trọng, nhịn không được phốc một tiếng, thì quỳ ngã xuống, cảm giác toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị đập vụn. Mọi người gặp này, bất giác cùng nhau mỉa mai cười ra tiếng, trong mắt cũng nổi lên hy vọng ánh sáng. Xem ra này nương môn tuy nhiên khó đối phó, nhưng còn không phải lão đại đối thủ, quả nhiên lão đại uy vũ a, ha ha ha. Chỉ có cái kia áo đen đầu lĩnh, chăm chú nhìn Sở Khuynh Thành không thả, lại là cũng không có lộ ra mảy may thư giãn chi tâm, dù sao vừa mới cái kia hai người thủ hạ đều chết quá mức kỳ quặc, hắn cũng không muốn dẫm vào bọn họ vết xe đổ. Em gái ngươi, khi dễ ta lão bà, coi là trong nhà không người sao? Hừ hừ. Trong bụi cây, Trác Phàm mắt lạnh nhìn đây hết thảy, lại là cười lạnh một tiếng, đã ngươi như thế không biết tốt xấu, muốn lão tử xuất ra bản sự lời nói. Vậy thì tốt, cũng đừng hối hận a.
trong miệng phát ra cười nhạo âm thanh đến, Trác Phàm phải đồng tử bên trong, bỗng dưng chớp động lên 8 nói vầng sáng màu vàng óng. Không minh thần đồng tầng thứ 8, thuấn không. Hô! Dường như một nói gió nhẹ thổi qua, Sở Khuynh Thành nặng mang thai bỗng dưng buông lỏng, lại là nhất thời theo cái kia khủng bố uy áp phía dưới giải phóng ra ngoài, chậm rãi đứng lên. Không khỏi sững sờ, tiểu cô nương trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ người kia thu tay lại. Thế nhưng là, khi nàng nhìn bốn phía vây lúc, mới thình lình phát hiện. Bên người nàng không gian vẫn tại không ngừng chấn động, dưới chân bãi cỏ cũng bị áp thành phấn vụn, hòn đá bị nghiền thành bụi phấn. Chỉ có nàng quanh thân ba trượng bên trong, phảng phất là một không gian khác giống như, không nhận một tia quấy nhiễu, an tĩnh an lành. Trong mắt hiện ra mê hoặc, Sở Khuynh Thành mặt mũi tràn đầy không hiểu, đối phương đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Lại là chợt nghe người kia cười lớn một tiếng, trong mắt chợt dâng lên nồng đậm chiến ý, thế nào, rốt cục muốn xuất ra bản lĩnh thật sự sao? Vậy thì tới đi, tiểu cô nương. Nhìn đến à, nàng thế mà tại lão đại uy áp phía dưới đứng lên. Đây chính là trừ linh vương cao thủ bên ngoài, đồng dạng tu giả đều làm không được a. Đúng vậy a, khó trách nàng có thể giết hai đại cao thủ, nhìn đến không phải hạng người bình thường. Vừa mới chúng ta thực sự quá lớn ý, một cái bình thường tiểu cô nương, làm sao có thể sẽ bỗng nhiên hướng linh vương xuất thủ, như thế không biết tự lượng sức mình. Xem ra người ta là xâm nhập hang hổ, thừa cơ đem bảo vật đoạt lại đi. Còn lại người áo đen cũng là dừng gật đầu không ngừng. Nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt, dần dần nghiêm túc lên, nguyên lai. Đây mới là Đan Hà Tông trên thực lực đại sư tỷ mới đúng, hộ bảo người cầm đầu. Nghe được lời này, Phương Mẫn không khỏi ra mặt co lại, một miệng răng ngà đều nhanh cắn nát, trong lòng chửi mắng không ngừng. Cái tiểu nha đầu này, thật sự là buồn cười, lão nương mới là danh chính ngôn thuận đại sư tỷ a. Không có để ý những người kia tỉ mỉ nói nhỏ. Sở Khuynh Thành nhìn thấy đối phương cao thủ khiêu chiến, trong lòng khẩn trương vạn phần, nhưng vẫn là nỗ lực nâng lên kiếm đến, nhìn chằm chằm đối phương bất động, dáng chống đỡ lòng tin, hét lớn, tới đi, ta tuyệt sẽ không đem Tử Kim Lưu Ly Trản giao cho ngươi. Tốt, ta cũng không muốn cho ngươi giao, nhưng chúng ta sau khi chiến đấu, vật này tự nhiên sẽ về người thắng, hừ. Nhẹ hừ một tiếng, cái kia áo đen đầu lĩnh cuối cùng động, trong tay bốc lên từng đạo dòng khí màu xám, che lấp quỷ quyệt. Trong mắt sát ý càng là như hai thanh lợi kiếm giống như, trực thấu tiểu cô nương đáy lòng, làm nàng ngăn không được khiếp đảm lên. Hưu. Thế mà, đúng lúc này, kỳ quái sự tình phát sinh, cái kia áo đen thống lĩnh còn chưa động mảy may, Sở Khuynh Thành thanh kiếm kia lại là dẫn đầu động. Một đạo sắc bén kiếm khí, thẳng tắp theo áo đen đầu lĩnh bên người xẹt qua, trong nháy mắt đánh vào một vị khác linh vương cao thủ trên thân. Phốc. Một đạo xương máu lóe sáng. Mọi người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, cái kia linh vương đã là trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn, biến mất không thấy gì nữa. Ách, trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại, cái kia áo đen đầu lĩnh thân thể một địa cứng ngắc ở nơi đó, hoàn toàn không động đậy, nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt, cũng giống như nhìn quái dị, thậm chí ngay cả quái vật đều không như thế khiến đáy lòng của hắn run rẩy. Vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không có kịp phản ứng, sau lưng huynh đệ thì chết. Cái này nếu là lúc trước một chiêu kia, không phải nhắm ngay phía sau hắn người, mà là chính hắn lời nói. Ừng ực. Vừa nghĩ đến đây, áo đen đầu lĩnh nhịn không được nuốt một hớp không lưu loát nước bọt, trên đầu đã phủ đầy mồ hôi lạnh, chăm chú nhìn chăm chú về phía Sở Khuynh Thành chỗ đó, lại chính gặp tiểu cô nương này tựa hồ cũng là một mặt vẻ mờ mịt, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Vừa mới nàng kiếm, tựa như là chính mình động một dạng, cùng với nàng căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Hưu. Đúng lúc này, Sở Khuynh Thành kiếm lần nữa động, lại là một đạo kiếm mang bay qua, theo cái kia áo đen đầu lĩnh gương mặt chỗ vạch một cái mà qua, sau lưng liền lần nữa nổ lên từng đạo xương máu đến, lại một vị linh vương cao thủ, mất đi sinh sống, chết không toàn thây. Thân thể hung hăng rung động, mọi người bất giác hoảng hốt, ào ào lui về phía sau lấy, nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt, giống như đang nhìn giống như ma quỷ. Như thế giơ tay chém xuống, gọn gàng. Người này giết lên người đến, còn thật không phải tân thủ a. Mà lại, cái này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ là, nàng vậy mà làm lấy lão đại mặt, liền giết hai người bọn họ, đây rõ ràng cũng là khinh miệt a. Liền linh vương hậu kỳ cao thủ đều có thể không phóng tầm mắt bên trong, tiểu cô nương này thực lực, đến tột cùng đến hạng gì không thể tưởng tượng chi cảnh, không biết hoàng giai cao thủ đi.
hai gò má bên cạnh xẹt qua một đạo rõ ràng huyết sắc, máu tươi, ngăn không được hướng bên ngoài chảy ra, cái kia áo đen đầu lĩnh nhìn lấy Sở Khuynh Thành ánh mắt, đã xuất hiện e ngại. Nhanh như vậy kiếm, hắn suốt đời không thấy, mà lại cái này tiểu cô nương, cũng không phải mặt ngoài đơn thuần như vậy. Vừa mới cái kia lưỡng kiếm thủ pháp, căn bản là cùng sát nhân cuồng ma, hung ác ngược con mồi, không có gì khác nhau. Cô nương, người đến tột cùng thần thánh phương nào? Lời nói đều nói không lưu loát, cái kia áo đen đầu lĩnh nhìn về phía Sở Khuynh Thành ánh mắt, tràn đầy kinh dị, liền thân thể đều có chút phát run. Thật sâu liếc hắn một cái, Sở Khuynh Thành trầm ngâm một chút, lúc này ấn giang hồ quy củ, trịnh trọng ôm một cái quyền, tiểu nữ tử Đan Hà Tông thứ 362 đại đệ tử, Sở Khuynh Thành, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. 362, đó là nhỏ nhất nhất đại đệ tử, tại sao có thể có thực lực như vậy cùng thủ đoạn? Hoàn toàn không để ý đến nàng vấn đề, cái kia áo đen đầu lĩnh chỉ là nhíu chặt song mi, tỉ mỉ suy nghĩ, sau đó đợi hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở Khuynh Thành chỗ đó lúc, lại là chợt thân thể run lên, mặt hiện hoảng hốt, cái kia. Đó là, Sở Khuynh Thành sau lưng, không hiểu xuất hiện một cái hư ảnh, thâm thúy mà bí hiểm, người khác thấy không rõ, nhưng hắn cái này linh vương cao thủ, lại là có thể hơi cảm giác một số. Cảm thụ lấy cái kia hư ảnh thân thể bên trên tán phát cường đại áp bách lực, áo đen đầu lĩnh không khỏi hai chân run run, nhịn không được lui về phía sau, một trái tim cũng lo sợ càng không ngừng nhảy. Trầm ngâm một chút, người kia vội vàng bỗng dưng liền ôm quyền, vội vàng nói, cô nương thực lực cao cường, tại hạ bội phục. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, chúng ta ngày khác gặp lại. Đi! Vừa dứt lời, người kia liền hung hăng vẫy tay một cái. Dẫn đầu hướng về sau chạy tới, như đào mệnh trên sống lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, thậm chí thân thể đều tại run lẩy bẩy. Còn lại người áo đen gặp này, trong lòng cũng là không sai, vội vàng đuổi theo. Xem ra cái này tiểu cô nương thật không thể coi thường, lão đại còn chưa xuất thủ, liền đã biết trêu chọc không nổi, lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Sở Khuynh Thành nhìn lấy đây hết thảy, lại là có chút mê mang, chỉ là lễ nghi giống như địa đẩy đẩy quyền. Thì thào lên tiếng ây. Sau này còn gặp lại. Hừ, con mẹ nó ai theo ngươi sau này còn gặp lại. Chạy đến kiếm chuyện, thì đừng muốn sống trở về. Sở Khuynh Thành đối với những người này, là không có gì truy cứu, Trác Phàm ẩn vào trong rừng cây, lại là nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên kiếm chỉ lần nữa vạch một cái. Cùng lúc đó, Sở Khuynh Thành sau lưng cái hư ảnh này, cũng là theo chân vạch một cái. Sở Khuynh Thành trong tay thanh kiếm kia, liền cũng không bị khống chế hướng về phía trước vạch một cái. Hiu! Một đạo kiếm khí, trong nháy mắt bay lượn hướng những người áo đen kia chúng, chỉ là trong nháy mắt, tựa như sâu mứt quả giống như, theo ba người ở ngực, vọt tới mà qua. Phốc phốc phốc! Ba đạo xương máu, liên tiếp nổ tung, ba vị quy nguyên cao thủ, trong nháy mắt không có sinh cơ. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, cái kia áo đen đầu lĩnh đột ngột quay đầu nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Cả giận nói, cô nương, chúng ta cũng không có động các ngươi một người, hiện tại chúng ta cũng đã muốn rút lui, ngươi thì nhất định phải làm như thế tuyệt, đuổi tận giết tuyệt sao? Không, không phải ta, là kiếm. Trên mặt tràn đầy ủy khuất, Sở Khuynh Thành một mặt lo lắng nhìn trong tay kiếm, khóc lóc kể lể lên. Thế nhưng là còn không đợi nàng nói xong, thanh kiếm kia lại là lần nữa động. Kết quả là, hiu 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 kiếm khí bay lượn giữa trời, phóng lên tận trời. Những người áo đen kia thì là tại từng tiếng rú thảm dưới, dần dần mất mạng, quy thiên thiên, không có chút nào lực phản kích. Cái kia áo đen đầu lĩnh, nhìn lấy thủ hạ thương vong một mảnh, không khỏi khẩn trương, nộ hống lên tiếng, nãi nãi, bé con này có gì đó quái lạ, vẫn là cái thích giết chóc thành thói nữ ma đầu, chúng ta chạy mau, hết lại cùng với nàng tính sổ sách. Muốn chạy, ha ha, không dễ dàng như vậy, tính sổ sách đúng không? Hừ hừ. Các ngươi có cơ hội kia sao? Bá bá bá. Trác Phàm tại trong bụi cây không ngừng huy động kiếm chỉ, mặt mũi tràn đầy tà tiếu không ngừng, Sở Khuynh Thành sau lưng cái hư ảnh này, cũng là khống chế Sở Khuynh Thành cánh tay, không ngừng huy động chém lung tung, kiếm khí bay tứ tung, dường như thật sự là từ Sở Khuynh Thành chém ra đến giống như. Chỉ một thoáng, tại đầy trời trong kiếm quang, toàn bộ mặt cỏ biến đến thi hài khắp nơi, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, từng đạo kêu rên, liên tiếp. Những cái kia Đan Hà Tông các sư tỷ thấy tình cảnh này, cũng đã hoàn toàn nhìn ngốc. Làm sao, Khuynh Thành sư muội cư nhiên như thế hung mãnh à,
trước kia làm sao không có phát hiện đâu. Mà Sở Khuynh Thành nhìn lấy nhiều người như vậy đầu một nơi thân một nẻo, cũng đã nhanh muốn khóc lên, vội vã la hét nói, nhanh dừng tay a. Không thể ngừng, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi tới lại tái sinh, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, Khuynh Thành. Trác Phàm tại trong bụi cỏ, cũng là tự lẩm bẩm, phất tay không ngừng. Sở Khuynh Thành hai tay cầm kiếm, cũng không có cách nào đem cái kia linh kiếm dừng lại vung chạm, rơi vào đường cùng, nàng đành phải hung hăng cắn răng một cái, hét lớn, người muốn là lại không ngừng, ta tình nguyện từ đoạn gân mạch. Ta cũng không tin, không có ta nguyên lực chống đỡ, người còn có thể bốn phía dương oai. Kít, chợt, Trác Phàm dừng lại động tác, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tốt a, đã ngươi đều nói như vậy, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Đồng thời, Sở Khuynh Thành sau lưng cái hư ảnh này cũng chậm rãi biến mất đi, Sở Khuynh Thành huy động cái kia cường hãn kiếm khí, tự nhiên dừng lại. Thế nhưng là giờ này khắc này, bao quát cái kia áo đen đầu lĩnh ở bên trong, chỉ có hai, ba người tồn tại. Nhìn đến cái này nữ ma đầu rốt cục thu tay lại, mấy cái lẻ loi trơ trọi kẻ cướp, liền chuyển bài liếc nhìn nàng một cái dũng khí đều không có, liền liên tục không ngừng vội vã hướng nơi xa thoát đi, chuyển mắt không thấy bóng người, trong lòng cái kia hối hận a. Nguyên lai tưởng rằng là bắt mấy con cừu nhỏ, kết quả là xông vào hang sói. Hắn nãi nãi, kém chút liền mệnh đều ném, thật sự là đen đủi. Xem ra cần phải đi tìm kiếm tiếp viện, không phải vậy thật không làm gì được nữ ma đầu này a. Mà những thứ này kẻ cướp chạy, còn lại Đan Hà Tông chúng nữ, nhìn lấy cái kia khí lực hao hết, co quắp ngã xuống đất Sở Khuynh Thành, lại là hoàn toàn mắt trợn tròn. Dường như không biết người tiểu sư muội này giống như, trong mắt cũng là nổi lên tia vẻ hoảng sợ tới. Sư tỷ, các ngươi không có sao chứ, Tử Kim Lưu Ly chản ta bảo trụ. Qua một chút, Sở Khuynh Thành mới khôi phục một số khí lực, đứng dậy, đi đến chúng nữ bên người, quan tâm nói, các ngươi bị thương nặng, có muốn hay không ta cho các ngươi liệu thương. Ba, một tiếng vang nhỏ, Sở Khuynh Thành trong tay Lưu Ly chản bị đoạt lấy, Phương Mẫn lạnh lùng chằm chằm nàng liếc một chút, lại là suy cười ra tiếng, thật sự là không nghĩ tới a, tiểu sư muội còn ẩn giấu như thế một tay, coi là thật làm chúng ta những sư tỷ này mở rộng tầm mắt. Hôm nay nếu không phải sư muội xuất thủ tương trợ, chúng ta những người này cũng đều phải mệnh tang xấu nhân thủ, muốn nghĩ tới chúng ta những thứ này làm sư tỷ, còn thật vô dụng a, muốn sư muội ngươi xuất thủ bảo hộ. Sư tỷ, người cái này sao lại nói vậy, đây không phải ta phải làm sao? Thật sâu liếc nhìn nàng một cái, Sở Khuynh Thành trong lòng lo sợ, trong mắt tràn đầy không hiểu, chỉ là chúng ta bây giờ thoát hiểm, sư tỷ ngươi xem ra có vẻ giống như có chút không cao hứng a. Bất giác bật cười một tiếng, Phương Mẫn một mặt châm chọc nhìn về phía nàng, cao hứng, chỗ nào không cao hứng a, sư muội thật sự là tiền đồ. Một thân một mình thì có thể đối phó hai mươi mấy cái cao thủ, bên trong còn có không ít linh vương cao thủ, đây thật là làm chúng ta những thứ này làm sư tỷ xấu hổ a. Chỉ là không biết sư muội ngươi khi nào biến đến ác độc như vậy, giết người như ngoé, người ta đều biết khó mà lui, còn một tên cũng không để lại đâu. Cái này biết, còn coi ngươi là Đan Hà Tông, không biết, còn tưởng rằng ngươi là Thiên Ma Sơn đâu. Không phải, sư tỷ, lúc đó ta không muốn giết bọn họ, là thanh kiếm này chính mình. Chính nó động, hù ai đây? Trên mặt đều là chanh chua, Phương Mẫn cười lạnh, vẫy tay nói, bọn tỷ muội, chúng ta tiếp tục lên đường a. Không cần lại lo lắng tiểu sư muội an toàn. Người ta có một thanh có thể tự động giết địch thần kiếm, thế nhưng là rất uy phong, không cần đến chúng ta bảo hộ, hừ hừ. Nói, Phương này Mẫn đã là dẫn đầu một bước chân, toàn lực gia tốc, biến mất trong nháy mắt không thấy. Chúng nữ đang ăn một khỏa liệu thương đan về sau, cũng là thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, cảm thấy có chút lạ lẫm cùng sợ hãi, sau cùng lắc lắc đầu, cũng là cùng theo một lúc rời đi. Chỉ để lại Sở Khuynh Thành một người, đầy mặt ủy khuất, cúi đầu, đồng thời nhìn về phía trong tay cái kia rất là kỳ lạ phát huy linh kiếm, là vừa yêu vừa hận. Thích tự nhiên là kiếm này, ở lúc mấu chốt, cứu các nàng sư tỷ muội nhất mệnh, hận lại là kiếm này chẳng biết tại sao bạo tẩu, khiến các sư tỷ đều rời xa nàng. Thế nhưng là nàng lại làm sao biết, nàng cái kia thích cái kia hận, không phải kiếm, mà chính là người, một cái tại trong bụi cây yên lặng chú ý nàng nam nhân. Đầy bụng ủy khuất địa đi dạo, tản bộ, Sở Khuynh Thành cúi đầu, mặt mũi tràn đầy phiền muộn chi sắc, thỉnh thoảng nhìn xem trong tay linh kiếm, lại là thở dài một tiếng, ai,
sư tỷ các nàng đều hiểu lầm ta thật không phải thích giết chóc thành thói. À, đúng, sư tỷ các nàng người mang cự bảo bối, muốn là lại đụng đến kẻ xấu nên làm cái gì? Chợt, Sở Khuynh Thành dường như nhớ tới cái gì, nhìn xem trong tay linh kiếm, chặn lại nói, Thanh Minh, chúng ta lần này đi bảo hộ sư tỷ các nàng, nhưng ngươi phải ngoan á, không thể lại tùy tiện lạm sát, nhất định muốn nghe ta lời nói, không phải vậy lời nói. Nói đến đây, Sở Khuynh Thành nhất thời không có từ, không biết nên như thế nào uy hiếp cái này đã từng phát cuồng linh kiếm, sau cùng mới hung hăng cắn răng một cái, oán hận nói, không phải vậy lời nói, ta liền đem ngươi đổi, hừ. Đinh! Không khỏi, cái kia linh kiếm thân kiếm hơi hơi động một cái, dường như liền thanh kiếm này đều đang cười nhạo, nàng đây coi là cái gì uy hiếp. Huống hồ, vừa mới vung ra cái kia cuồng mãnh kiếm khí cũng không phải là ta, người uy hiếp ta có tác dụng quái gì. Hừ! Bất quá, đây hết thảy Sở Khuynh Thành tự nhiên không biết, gặp đã cùng mình linh kiếm câu thông qua, liền yên lòng, một bước bước, hướng các vị sư tỷ phương hướng rời đi đuổi theo. Thế nhưng là còn không đợi nàng bay ra bao xa, một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, đã là đột ngột địa truyền vào trong tai nàng, cứu mạng a. Cứu mạng. Tức. Đồng thời, một đạo chói tai phong minh, cũng là bên tai trước vang lên. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn qua, lại là chợt tròng mắt co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Chỉ thấy giờ này khắc này, một cái toàn thân đốt lam nhạt liệt diễm, dài mười mấy trượng cự điểu, chính hướng nàng nơi này bay tới. Trong miệng còn ngậm một cái mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ nam nhân, lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Cấp 8 linh thú, Biển Viêm Trấn Không Điêu. Mi mắt bất giác hung hăng run run, Sở Khuynh Thành ngăn không được hét to lớn tiếng, gia hỏa này tại sao lại bị cái này cấp 8 linh thú bắt lấy, Thanh Minh, cùng ta cùng đi đem hắn cứu được. Nói, Sở Khuynh Thành đã là không nói hai lời, nâng kiếm bay đi, làm lấy cái kia cấp 8 linh thú mặt chính là lúc này một chạm. Đụng, thương kiếm mang màu trắng, hung hăng bổ vào cái kia lam viêm phía trên, nhất thời phụ thượng tầng tầng băng xương. Liền cái kia cuồn cuộn thiêu đốt lam viêm, cũng uể oải rất nhiều. Tức, một tiếng kêu sợ hãi, con linh thú này lúc này buông ra miệng lớn, Trác Phàm thân thể thuận thế rơi xuống. Con linh thú này cũng không cùng nữ tử kia chiến đấu, đúng là quay đầu liền trốn cũng giống như bay đi, nháy mắt không thấy tăm hơi. Sở Khuynh Thành nhìn đến cái này linh thú trốn. Khóe miệng xẹt qua một đạo đắc ý đường cong, sau đó mới dường như Trác Phàm bóng người, vội vàng hướng phía dưới đuổi theo, lại chỉ thấy Trác Phàm toàn bộ thân thể, đã là ngã lộn nhào địa đâm xuống lòng đất. Không khỏi giật mình, Sở Khuynh Thành đuổi bước lên phía trước, nắm lấy chân hắn, đem hắn nhấc lên, nói liên tục xin lỗi, thật xin lỗi, vừa mới vào xem cùng xúc sinh kia chiến đấu, đem ngươi quên, ngươi không sao chứ. Ha ha ha, không có việc gì. Ta dù nói thế nào cũng là đoán cốt cảnh, từ trên cao té xuống, quăng không chết ta. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm vung tay áo chà chà tràn đầy bụi đất mặt mũi, lộ ra vui vẻ nụ cười, Khuynh Thành, cảm ơn ngươi lại cứu ta nhất mệnh, chúng ta thật sự là hữu duyên a, xem ra chúng ta đã định trước cùng một chỗ. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Sở Khuynh Thành lúc này vung tay lên, đem hắn ném trên mặt đất, hừ nhẹ nói, hừ, đang đổ lãng tử, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Thiệt thòi ta vừa mới cứu ngươi, ngươi còn tại mở miệng đùa bỡn ta. Sớm biết như thế, thì không cứu ngươi, để ngươi chết tại xúc sinh kia trong miệng tốt. Ngươi không biết, bởi vì ngươi không nỡ ta. Mỉm cười, Trác Phàm chẳng biết xấu hổ nói. Bất quá, hắn thật đúng là nói đúng, nghe xong câu nói này, Sở Khuynh Thành chẳng biết tại sao, có thể là kiếp trước tâm ràng buộc a, đúng là hai gò má một đỏ, thật có chút hươu con sông loạn cảm giác. Nhưng rất nhanh. Nàng liền hung hăng lắc lắc đầu, đem loại này cảm giác khác thường đè xuống, làm cái mặt quỷ nói, xú Mỹ, ngươi là ta người nào, ta làm gì không nỡ bỏ ngươi. Hừ, hiện tại chính ngươi đi thôi, bản cô nương không phụng bồi, ta còn muốn đi tìm sư tỷ của ta nhóm đây, cáo từ. Nói, Sở Khuynh Thành đã là quay đầu bước đi. Ai nha? Thế nhưng là đúng lúc này, một tiếng kêu rên đột nhiên phát ra, Trác Phàm tê tê rút lấy khí lạnh. Trên trán đều chảy ra như thác nước mồ hôi lạnh, không lưu loát lên tiếng, Khuynh Thành, ngươi nếu là có việc gấp liền đi đi thôi, không cần quản ta. Liền để ta tại cái này dã ngoại hoang vu, giống vừa mới một mực truy ngươi lúc một dạng, vô duyên vô cớ đụng phải một cái cao giai linh thú, bị ăn liền tốt. Ta không sẽ ảnh hưởng ngươi, dù sao ta lại không là gì của ngươi, ngươi nhanh đi làm ngươi sự tình đi.
không khỏi giật mình, Sở Khuynh Thành quay đầu nhìn qua, lại là chính gặp Trác Phàm nhe răng trợn mắt, đầy mặt trắng xám, một cái chân còn cuồn cuộn chảy đỏ thẫm máu tươi. Vội vàng đi vào trước người, Sở Khuynh Thành vội vã xuất ra một cuốn băng gạc, cho hắn băng bó, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi không phải đoán cốt cảnh à, làm sao lại té gãy chân đâu. Đây không phải ngã đoạn, là bị con linh thú này cắn đứt. Trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười khổ, Trác Phàm thở dài một tiếng, đoán cốt cảnh, cũng chống cự không nổi những cái kia cao giai linh thú tiêm nha lợi trụy a. Cho, đây là bản tông liệu thương đan, người trước ăn vào một khỏa. Liên tục không ngừng xuất ra một cái bình sứ, đổ ra một viên thuốc, nhét vào Trác Phàm trong miệng, Sở Khuynh Thành chẳng biết tại sao, tâm lý đúng là có loại không hiểu chua xót, chỉ là. Chúng ta những thứ này đã đạt đến quy nguyên tu giả, chuẩn bị liệu thương đan đại thể là liệu nội thương, ngoại thương đan dược lại không chuẩn bị thêm. Chỉ sợ ngươi chân này thương tổn muốn tốt, tối thiểu đến một tuần. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Trác Phàm trong mắt lóe lên vẻ đau thương đến, ai, đúng vậy a, một tuần không thể động, vừa vặn một tuần này nội kinh qua linh thú, đều có thể thêm đồ ăn. Chớ nói nhảm, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Hung hăng nguyết hắn một cái, Sở Khuynh Thành khiển trách, nhưng là rất nhanh, vừa nhìn về phía nơi xa chúng nữ biến mất phương hướng, không khỏi có chút lo lắng. Minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm mỉm cười, sâu xa nói, Khuynh Thành, ngươi còn không đuổi kịp sư tỷ của ngươi các nàng sao? Vậy ngươi liền đi nhanh a, đừng quản ta. Chân ngươi đều như vậy, ta làm sao có thể đem một mình ngươi bỏ ở nơi này? Hơi hơi đính đính bộ ngực nhỏ, Sở Khuynh Thành nghĩa chính ngôn từ mà nói, nhưng là rất nhanh, suy nghĩ một chút, lại là lập tức bắt lấy Trác Phàm cánh tay, đem hắn đỡ dậy, sau đó lại ngược lại khung đến trên lưng mình. Cười nói, dạng này không liền có thể lấy. Ta lưng có người đi tìm sư tỷ các nàng, chờ an toàn địa phương, ta lại đem ngươi để xuống liền tốt. A, ngươi thật thông minh a. Trước mắt không khỏi sáng lên, Trác Phàm tán dương gật đầu. Mỉm cười, Sở Khuynh Thành đắc ý nhíu nhíu mày, đó là đương nhiên, chúng ta đi thôi. Nói, liền đã một bước bước chân, lăng không bay lên bầu trời, hai người nháy mắt không thấy tăm hơi. Chỉ là nữ oa kia không có chú ý tới là, liền tại bọn hắn sau lưng, vừa mới bị nàng bổ một kiếm cái kia con chim to, lại là xa nghiêng nhìn bọn họ đi xa bóng người, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Ai ra, tiểu tử này cuối cùng đi. Lão huynh, trên lưng ngươi làm sao có một đạo kiếm ngân a? Lúc này, lại là một tiếng ưng gáy vang lên, một cái dài chừng 10 trượng cự ưng đi vào cái kia con chim to bên người, trêu chọc nói là không là bị nhân loại khi dễ. Đi đi đi, ca ca cho ngươi lấy lại danh dự. Phốc tháp phốc tháp phốc tháp. Liên tục không ngừng vội vàng hấp tấp địa phiến hai lần cánh, cái kia con chim to ngửa mặt lên trời thét dài, dường như 10 phần gấp gáp bộ dáng, không không không, ngươi tuyệt đối đừng đi, ta nhưng là lại không muốn trêu chọc người kia. Thế nào, chặt ngươi một kiếm người kia rất lợi hại phải không? Ta nhìn cũng không có gì a, nhàn nhạt một cái dấu vết mà thôi, liền ngươi nửa mảnh lông vũ đều không làm bị thương. Ngươi biết cái đếch gì a? À, lợi hại không phải cái kia sử kiếm, mà là cố ý bị ta ngậm lên miệng cái kia nam nhân. Trong mắt tản ra thật sâu kiêng kỵ, vừa nghĩ tới Trác Phàm cái kia phủ đầy hắc viêm trong mắt, cái này cự điêu trên thân hỏa diễm, đều tại rừng không ngừng run rẩy lấy, tựa hồ lập tức muốn dập tắt giống như. Cái kia cự ưng thấy một lần, bất giác lúc này mộng, tên này đến tột cùng gặp phải cái gì, thế mà hoảng sợ thành bộ này sợ dạng. Một phương diện khác. Những cái kia đào tẩu người áo đen rất mau tới đến một cái hói đầu đỉnh núi, ở nơi đó, một cái thân mặc hoa phục lão nhân, chính khoan thai tự đắc ngồi tại một trương trên ghế dài, thưởng thức trong chén trà thơm. Xoạt một tiếng, cái kia ba bốn cái trên thân bị thương người áo đen bất lực ngã xuống tại lão giả kia bên người, lại là đuổi bận rộn khom người bái phục, gia chủ. Thế nào, đồ vật chặn đến sao? Khởi bẩm gia chủ, thuộc hạ vô năng, không thể cầm tới đồ vật, còn tổn thất nặng nề. Liếc nhìn nhau, cái kia áo đen đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói. Răng rắc, chén trà trong tay lúc này bị tan thành phấn vụn, lão giả kia trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hung ác mang, lạnh lùng nói, thất bại. Hết thảy đi hơn 20 cao thủ, còn có linh vương hậu kỳ cao thủ xung phong, thế mà còn có thể thất bại. Đối phương chỉ là thất tiểu cô nương mà thôi, các ngươi thế mà đều không làm gì được các nàng. Các ngươi đến tột cùng là phế vật vẫn là thùng cơm. Gia chủ bất giận, đuổi vội cúi đầu,
mọi người run run rẩy rẩy, cuối cùng vẫn là từ đầu lĩnh kia chặn lại nói, gia chủ minh giám, cái kia thất tiểu cô nương hắn 6 cái không đáng giá nhắc tới, nhưng có một cái nữ oa thực sự quá kinh khủng. Giết người không chớp mắt không nói, mà lại thực lực còn khá quỷ dị. Chúng ta những người này căn bản không phải nàng địch a. Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, liền muốn toàn quân bị diệt. Mí mắt nhẹ nhàng lắc một cái, lão giả kia liếc xéo bọn họ liếc một chút, xem bọn hắn chật vật như thế bộ dáng, không khỏi chậm rãi đứng lên, trong mắt tản ra sắc bén tinh mang, liền ngươi cái này linh vương hậu kỳ cường giả đều không làm gì được tồn tại, xem ra đối phương không phải hạng người bình thường. Cái kia như thế lời nói, lão phu ra tay đi. Cái gì, gia chủ, ngài muốn đích thân xuất thủ? Đương nhiên, chuyện này là ma hoàng đại nhân tự mình phân phó, há có thể làm hư hại. Hung hăng chừng bọn họ liếc một chút, lão giả kiệu oán hận nói, như là mấy tên phế vật các ngươi phàm là có chút dùng, lão phu cần gì phải như thế tự hạ thấp địa vị, làm cái này trộm đạo sự tình. Nói, lão giả kia đã là xuất ra một mảnh vải đen, đắp lên gương mặt, sự kiện này ma hoàng đại nhân sớm có phân phó, tốt nhất đừng đả thương người, miễn cho lão thái bà kia giơ chân. Chỉ cần có thể ngăn trở nàng tại Vân Lam thành giao dịch, hết thảy thì mã đáo thành công, dẫn đường. Vâng. Bỗng nhiên một chút đầu, những người áo đen kia đều là một mặt hưng phấn. Lần này từ gia chủ tự mình xuất thủ, tất nhiên dễ như trở bàn tay, sẽ không đi để tiểu nha đầu kia quát tháo. Dù sao, gia chủ lão nhân gia ông ta, nhưng là chân chính đứng ở thánh vực cường giả hàng ngũ bên trong, hoàng giai cao thủ a. Hiu hiu hiu. Sáng sủa không mây trên 9 tầng trời, từng đạo uyển chuyển bóng người, lướt qua giữa trời. Lại chính là Đan Hà Tông cái kia 6 tên nữ đệ tử. Hàng bài vị thứ nhất, tuy nhiên khuôn mặt diễm lệ, nhưng sắc mặt lại là một mực âm trầm, chính là tông môn đại sư tỷ Phương Mẫn không thể nghi ngờ. Dường như vẫn như cũ có chút giận giống như, 3 ngày đi qua, nàng đều không có lộ ra sắc mặt tốt nhìn. Một tên nữ đệ tử, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn xem, có chút lo lắng nói, sư tỷ, chúng ta cước trình có phải hay không quá nhanh, nhiều ngày như vậy đi qua. Đều không có gặp sư muội cùng lên đến, nàng có phải hay không rơi xuống. Hừ, người ta liền linh vương cao thủ đều không phóng tầm mắt bên trong, như thế điểm lộ trình có thể không đuổi kịp tới sao? Đại khái là lần đầu tiên rời tông, du sơn ngoạn thủy đi, người quan tâm nàng làm gì? Khinh thường bĩu môi, Phương Mẫn thâm trầm nói. Trong lòng hơi hơi run lên, tên nữ đệ tử kia vẫn là không khỏi lo lắng nói, đúng vậy a, sư muội nàng lần thứ nhất rời tông xa như vậy. Không biết đường nên như thế nào. Nếu không chúng ta ven đường cho nàng lưu chút dấu hiệu. Lắm miệng. Thế mà, nàng lời còn chưa dứt, Phương Mẫn đã là hét lớn một tiếng, ngắt lời nói, nhà đầu kia lớn như vậy năng lực, còn cần ngươi đi cho nàng quan tâm. Còn lưu dấu hiệu, khác đến lúc đó không có đem nhà đầu kia tìm đến, ngược lại đem địch nhân dẫn tới nên làm cái gì. Cổ hơi hơi co rụt lại, nữ tử kia nhìn đại sư tỷ đầy mặt sắc mặt giận dữ. Lúc này dọa đến run một cái, không dám lắm miệng. Phương Mẫn thì là hung hăng chừng nàng liếc một chút, lại đầy bụng nộ khí địa quay đầu đi, tiếp tục lên đường, chỉ là dưới chân tốc độ càng nhanh rất nhiều. Oanh! Thế nhưng là bỗng nhiên, ngay tại lúc này, không biết sao, trên 9 tầng trời một cỗ cường đại uy áp đúng là đột ngột đến hung hăng hướng trên người các nàng đè xuống. Các nàng thân thể trầm xuống, liền không tự chủ được cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống dưới. Phanh 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 địa ngã chó gặm bùn. Cùng lúc đó, một đạo già nua cười to, cũng là đột nhiên vang vọng đất trời ở giữa, các ngõ ngách, ha ha ha. Thì coi như các ngươi không lưu dấu hiệu, chẳng lẽ lão phu còn tìm không thấy các ngươi hành tung sao? Bá bá bá. Từng đạo hắc ảnh hạ xuống, trong nháy mắt, liền có 50 cái áo đen cao thủ rơi tại trước mặt bọn hắn, bên trong quang linh vương cảnh, thì có 20 cái trở lên. Người cầm đầu, được khăn đen. Càng là khủng bố, chỉ là lấy ánh mắt hơi chừng lấy các nàng, liền làm cho các nàng đáy lòng không lý do địa dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi, thân thể mềm nhũn, cũng đứng lên không nổi nữa. Hoàng uy trên trời rơi xuống, hoàng giai cao thủ. Mí mắt ngăn không được rung động, Phương Mẫn không khỏi nhất thời hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia thân ảnh già nua, trong mắt tràn đầy kinh hãi, liền cái trán đều bị mồ hôi lạnh xối thấu, lại là một trái tim đều khẩn trương sắp lóe ra đến giống như. Đến mức còn lại ngũ nữ, càng là run run rẩy rẩy, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Lạnh lùng nhìn các nàng liếc một chút,
lão giả kia không khỏi suy cười một tiếng, các vị Đan Hà Tông bọn tiểu bối, lão phu không muốn cùng cái kia lão cô bà kết xuống quá đòn dông tử, chỉ muốn các ngươi đem cái kia tử kim lưu ly chản giao ra, lão phu tự sẽ thả các ngươi yên ổn rời đi, tuyệt không động các ngươi nửa sợi lông, như thế nào? Tiền bối nếu là hoàng giai cao thủ, như vậy tại thánh vực cũng tất nhiên là tai to mặt lớn nhân vật, sao sẽ làm ra như thế trộm đạo hành động, không sợ người khác chế nhạo à? À, trong lòng trầm ngâm một chút, Phương Mẫn nơm nớp lo sợ địa thăm thẳm lên tiếng, muốn dùng ngôn ngữ đem đối phương đánh lui. Thế nhưng là nàng lời nói còn chưa nói xong, một tiếng ầm vang, một đạo càng khủng bố hơn uy áp đột ngột đến hung hăng áp ở trên người nàng, cho nên tại nàng nhịn không được kêu rên một tiếng, phốc một chút, lúc này phun ra một miệng đỏ thẫm máu nước. Liếc mắt liếc một cái nàng trong nháy mắt kia sắc mặt tái nhợt, lão giả kia không khỏi tà cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói, chúng ta đều là hành tẩu tại hắc đạo nhân vật, muốn cái gì mặt mũi, chẳng lẽ ngươi không thấy được lão phu đã đem mặt mũi che lấp tới sao? Hừ hừ, tiểu nha đầu, thức thời lời nói, giao ra đồ vật, mọi người mỗi người riêng rẽ nói không can thiệp chuyện của nhau. Nếu không, lão phu nhưng là không ngại tại mấy cỗ nữ thi trên thân tìm kiếm một phen. Nghe xong lời ấy, chúng nữ lúc này trong lòng siết chặt, tất cả đều lo sợ nhìn về phía Phương Mẫn chỗ đó, phảng phất tại đợi nàng quyết đoán. Đại sư tỷ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tiền bối. Trầm ngâm một chút, Phương Mẫn con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, lại là bỗng dưng nhếch miệng cười một tiếng, mỉm cười nói, xin lỗi, chỉ sợ ngươi tính toán là đánh sai đi. Thế nào, các ngươi thật làm cho lão phu động thủ, trước làm thịt các ngươi, lại cầm bảo vật sao? Ha ha ha, giết ta nhóm. Khinh thường bĩu môi, Phương Mẫn nhất thời cười to lên, tiền bối có vẻ như hiểu lầm vãn bối nói, vãn bối không phải như vậy ngu dốt ngoan cố chống lại người. Thật sự là bảo vật căn bản không tại trên người chúng ta, ngài coi như giết chúng ta, cũng không làm nên chuyện gì. Mí mắt hơi hơi lắc một cái, lão giả kia thật sâu nhìn các nàng liếc một chút, hồ nghi nói, không trên người các ngươi. Ngươi làm lão phu sẽ tin sao? Không tin mà nói, đều có thể tìm a. Nói, Phương Mẫn khóe miệng vạch lên nụ cười quỷ quyệt, nỗ lực đứng dậy, lúc này đem chính mình chữ vật giới chỉ cởi xuống, liền ném trên mặt đất, cái kia trước theo ta bắt đầu. Đây là ta tất cả gia tài, ngươi có thể tùy tiện nhìn xem. Làm sao, còn chưa tin lời nói, ha ha, soát người cũng không quan trọng. Vừa mới nói xong, Phương Mẫn đã là không thèm đếm xỉa, bắt đầu từng kiện cởi quần áo, lão giả kia thì là ánh mắt suýt híp mắt, nhìn chằm chằm nàng không thả. Mà theo quần áo càng ngày càng đơn bạc, nàng cái kiệu uyển chuyển hương thể cũng là dần dần hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Những người áo đen kia trong mắt, cũng là càng ngày càng tản mát ra rạng rỡ tinh quang. Ừng ực, không ít người đã là nhìn không được nuốt lên ngụm nước, đầu lưỡi liếm hướng khô khốc bờ môi. Tựa hồ giờ khắc này, bảo vật cái gì đều không trọng yếu, mọi người chỉ quan tâm nàng lúc nào có thể đem tất cả chướng ngại vật thoát hết a, thực sự quá chướng mắt. Sư tỷ, còn lại những nữ đệ tử kia, thấy tình cảnh này, cũng là tâm tiếp theo kình gấp lên. Sư tỷ xong, sẽ không phải đến phiên các nàng a. Đây thật là bồi thường thêm, ném bảo vật còn muốn dựng vào trinh tiết mình, cần gì chứ? Thật không biết sư tỷ cái này trong hồ lô, đến tột cùng bán thuốc gì? Tốt! Thế mà, ngay tại Phương Mẫn trên thân chỉ có một kiện có thể hiện ra nơi này tất cả mọi người hai mắt hiếm hồng lúc, lão giả kia lại là vội vã khoát khoát tay, dừng lại. Chúng người áo đen gặp này, nhất thời như nhụt chí bóng cao su giống như, mất mát lắc lắc đầu, trong lòng một trận nói thầm. Gia chủ, ngài lời nói này thực sự quá không phải lúc, còn kém một bước cuối cùng, coi như ngài thời gian đang gấp, không thể để cho các huynh đệ qua xem qua nghiện sao. Thế nhưng là, lão giả kia đâu để ý nhiều như vậy. Gặp bé con này thế mà làm đến nước này, cũng liền tin nàng hơn phân nửa, cũng không có cha nàng cái kia vứt trên mặt đất giới chỉ, liền lạnh quát hỏi, lão phu tạm thời tin tưởng ngươi lời nói, thế nhưng là như bảo vật không trên người các ngươi, lúc đó ở đâu? Sư muội ta chỗ đó. Sư muội của ngươi. Đúng vậy a, sư muội ta thực lực cao cường, bảo vật tự nhiên do nàng tự mình bảo quản, chúng ta chỉ là dụ địch người thôi, coi như ngươi đem chúng ta đều giết, cũng không chiếm được một chút chỗ tốt. Hơi hơi nhấc khiêng xuống ba, Phương Mẫn tiếng cười khẽ nói. Mí mắt hơi rủ xuống, lão giả kia hướng về sau nhìn một chút, tên kia trước kia áo đen đầu lĩnh liền ngay lập tức tiến lên, đại khái nhìn nơi này mọi người liếc một chút. Liền khẳng định gật gật đầu,
gia chủ, cái kia lợi hại nhất tiểu nha đầu, xác thực không có ở nơi này, xem ra các nàng thật chia binh hai đường, từ nàng vận chuyển bảo vật đi. Cái kia sư muội của ngươi lại ở đâu? Hơi hơi gật gật đầu, lão giả kia lần nữa chăm chú nhìn chăm chú về phía Phương Mẫn khuôn mặt, nghiêm túc nói, ngươi nếu là nói ra, lão phu thì thả các ngươi một con đường sống, nếu không mà nói. Suy nghĩ một chút, Phương Mẫn thăm thẳm lên tiếng, ba ngày trước, chúng ta bị tập kích về sau, vì lý do an toàn, thì cùng sư muội nàng mỗi người đi một ngả. Hiện tại nàng ở nơi nào, ta cũng không biết, bất quá các ngươi nếu là dọc theo đường trở về dò xét, có lẽ sẽ có manh mối. Tìm mấy cái giỏi về dò xét hành tung, cho lão phu dọc theo đường trở về tìm. Quay đầu yên lặng phân phó một tiếng, lão giả kia vừa hung ác trừng Phương Mẫn liếc một chút, oán hận nói, nhà đầu, ngươi nếu có nửa câu lời nói dối lừa gạt lão phu tùy thời đều có thể trở lại, muốn các ngươi mệnh, hừ, chúng ta đi. Vừa dứt lời, lão giả kia hung hăng một bước bước chân, đã là siêu một tiếng, phi thượng cửu thiên, không thấy tăm hơi. Bọn người người, hơi hơi nuốt nước miếng, sau cùng nhìn một chút lục nữ cái kia uyển chuyển thân thể về sau, vạn phần không muốn lắc đầu, cũng lập tức theo sau. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người rời đi, chỉ để lại lục đạo cô gái độc thân bóng người, thất lạc ở chỗ này, trong mắt kinh hoàng thượng còn không có thối lui. Đem quần áo từng kiện nhặt lên, xuyên về trên thân, lại đem cái kia giới chỉ mang xoay tay lại bên trong, Phương Mẫn xa xa nhìn sang những người kia biến mất phương hướng, khóe miệng nhất thời vẽ lên một đạo khinh thường đường cong, hừ hừ, lão gia hỏa, người muốn bảo vật, ngay tại bản cô nương trong tay, cùng ta đấu, hừ. Sư tỷ, bọn họ đi à, có thể hay không trở lại? Lúc này, một đạo kinh hoàng thanh âm vang vọng tại nàng bên tai, một tên nữ đệ tử lúc này đi vào bên người nàng lo lắng nói. Trầm ngâm một chút, Phương Mẫn cũng là sắc mặt nghiêm túc, đúng vậy a, hắn nếu là đuổi kịp sư muội, không tìm được cái này tử kim lưu ly chản, khẳng định còn phải lại đuổi trở về a. Bọn tỷ muội, chúng ta cải biến đường đi, đường vòng đi Vân Lam Thành, nhớ đến trên đường quét tới linh áp dấu vết, miễn đến bọn hắn lại đuổi theo. Đúng, đại sư tỷ. Mọi người liền ôm quyền, cùng kêu lên hét lớn, thế nhưng là rất nhanh, lại có nữ tử lo lắng nói, thế nhưng là. Tiểu sư muội làm sao bây giờ, nếu là thật bị bọn họ tìm tới. Ngươi quan tâm nàng đâu, vừa mới nếu là không đem những người kia dẫn tới nàng chỗ đó, chúng ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cảm thấy là nàng chết, vẫn là chúng ta chết. Lạnh lùng liếc nàng một cái, Phương Mẫn nhẹ hừ một tiếng, người kia co rụt lại đầu, giữ im lặng. Khóe miệng xẹt qua tà dị đường cong, Phương Mẫn quay người lại, dẫn đầu bay tới đằng trước, nhưng trong lòng thì quét qua mấy ngày bên trong mù mịt, tràn ngập vui sướng cùng tự đắc. Tiểu nha đầu, vĩnh biệt, hừ hừ. Sau 5 ngày, cùng Phương Mẫn các nàng hoàn toàn khác biệt một con đường phía trên, một đạo đáng yêu bóng người, trên thân lưng cõng một cái gầy gò nam tử, một đường phi hành, thỉnh thoảng còn lo lắng nói, Trác Phàm, Vân Lam Thành là cái phương hướng này à? Làm sao ta còn không có đụng phải sư tỷ các nàng đâu. Yên tâm đi, ta không biết chỉ sai đường. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nhìn phía dưới bóng người kia mặt mũi tràn đầy lo lắng bộ dáng, nhưng trong lòng tràn đầy vui vẻ cùng ngọt ngào. Không biết chỉ sai. Hừ hừ, đúng vậy à, lão tử tại thánh vực vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, làm sao có thể chỉ sai đường. Chỉ bất quá, cố ý đi nhầm đường, liền khó nói chắc. Cùng đuổi kịp đám kia xú nha đầu, không duyên cớ nhiều một đống bóng đèn, như bây giờ hai người thế giới, rất tốt, ha ha. Ôi ôi ôi, đã truy 7-8 ngày, vẫn là không có một chút dấu vết, Sở Khuynh Thành lưng cõng Trác Phàm một đường chạy như bay, thở hồng hộc. Cũng bởi là trong lòng lo lắng, mang mấy ngày liền bôn ba, không có ngừng duyên cớ, Sở Khuynh Thành cái này quy nguyên cao trong tay, đã tràn đầy mồ hôi. Trác Phàm gặp, trong lòng không khỏi đau lòng. Nâng lên tay áo cho nàng xoa lau mồ hôi nói, Khuynh Thành, ta đi đứng đã tốt lưu loát, không bằng chúng ta phía dưới đi nghỉ đi chân đi. Không được, ta còn không có đuổi tới sư tỷ các nàng, sao có thể dừng lại đâu. Đây không phải là lại rơi xuống rất nhiều sao. Trong mắt hiện ra bướng bỉnh, Sở Khuynh Thành hơi hơi lắc lắc đầu. Phương hướng đều sai, ngươi lại đuổi cũng đuổi không đến a. Bất đắc dĩ bĩu môi, Trác Phàm than nhẹ một tiếng, sau đó lại nói. Khuynh Thành, đuổi không đến thì đuổi không đến a, dù sao các nàng cước trình nhanh hơn ngươi, ngươi làm sao truy đều đuổi không đến.
các ngươi không phải tại Vân Lam Thành chạm mặt à? Chờ ngươi tới đó chẳng phải có thể nhìn thấy các nàng à, làm gì gấp gáp như vậy? Thế nhưng là, ta lần thứ nhất đi xa nhà, căn bản không biết Vân Lam Thành ở nơi nào à? Ta làm không phải chuyện lớn, cái này không phải có ta đây sao? Ta dẫn đường cho ngươi không phải là được sao? Ngươi, không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành quay đầu thật sâu liếc hắn một cái, ngươi không phải muốn lên núi hái thuốc sống qua sao? Muốn ngươi một mực chỉ cho ta đường đi Vân Lam Thành, lộ trình xa xôi, không sẽ ảnh hưởng ngươi sao? Bật cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, vậy thì có cái gì? Dù sao ta một đường phiêu bạt, đi đến chỗ nào tính toán chỗ nào, ta cùng đi với ngươi Vân Lam Thành. Chờ ngươi trở về lúc, lại một đường cõng ta trở về là được. Há, cái kia, cảm ơn, hai gò má hơi đỏ lên, Sở Khuynh Thành nghe xong, trở về lúc còn muốn lưng cõng Trác Phàm cùng một chỗ, nhất thời có chút ngượng ngùng lên, bất quá ở sâu trong nội tâm lại là không có gì cự tuyệt. Dường như xem thấu nàng tâm tư giống như, Trác Phàm cười hắc hắc, hướng về phía nàng bên tai thổi lên từng tia nhiệt khí, thế nào, ngươi không muốn cõng ta. Lỗ tai có chút ngứa, Sở Khuynh Thành cổ càng đỏ, nhưng là chậm rãi lắc đầu. Vậy ngươi là nguyện ý cõng ta đi. Không nói gì, tiểu cô nương lưng như thế đùa giỡn, không biết trả lời như thế nào. Cái kia, cõng ta cả một đời, tốt a. Bỗng nhiên, Trác Phàm bỗng dưng phát ra tiếng, trong mắt tản ra nóng rực thâm tình. Không khỏi sững sờ, thân thể hung hăng lắc một cái, Sở Khuynh Thành chợt chuyển qua đầu, lại là đối diện phía trên Trác Phàm cái kia nhu tình như nước hai con ngươi, thoáng chốc ngơ ngẩn, trong mắt một mảnh lỗ trống. Nàng thực sự khó mà tin được, Trác Phàm làm sao lại như thế đột ngột nói với nàng nói đến đây ngữ. Nhìn chằm chằm nàng không thả, Trác Phàm yêu quá tha thiết, lại khó chính mình, nhất thời liền chúi về phía trước một cái, hôn lên Sở Khuynh Thành mềm mại đôi môi. Cong! Trong chốc lát, hết thảy đều đứng im giống như, Sở Khuynh Thành triệt để mộng bỉ, trong đầu phảng phất tại oanh minh đồng dạng. Cảm thụ lấy cái này lạ lẫm mà quen thuộc nam tử khí tức, giật mình lo lắng nửa ngày, mới phản ứng được. Lúc này một cái run rẩy, thân thể hai người liền cùng nhau hướng khắp nơi rơi đi. Phanh phanh hai tiếng, đập ra hai cái lỗ trống tới. Ngay sau đó, Sở Khuynh Thành vội vã theo cái kia địa động bên trong bò ra ngoài, đầy mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn về phía khoan thai theo trong hố bò ra ngoài Trác Phàm, càng là vừa tức vừa xấu hổ, chỉ hắn nói, ngươi, ngươi, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Xin lỗi, ta lại kìm lòng không được, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm gãi đầu một cái, nhưng trên mặt lại nơi nào có nửa phần hối hận, tiếp tục trêu đùa, như vậy đi, vừa mới ta chiếm tiện nghi của ngươi, hiện tại ngươi cũng chiếm trở về, ta để ngươi thân 10 phút đồng hồ thế nào? Ta không ngại, ha ha. Ngươi, vô sỉ. Hung hăng chừng Trác Phàm liếc một chút, Sở Khuynh Thành xoay người rời đi, ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Khuynh Thành, đừng đi a, ngươi không biết đường. Ta dẫn đường cho ngươi. Không dùng ngươi, chính ta tìm người hỏi, hừ. Khóe miệng mang theo tà tiếu, Trác Phàm vẫy tay nói nhưng là Sở Khuynh Thành đã là cũng không bao giờ tin tưởng đồ vô sỉ này. Giận quát một tiếng, liền một bước bước, hướng trời cao bay đi, trên mặt nộ khí thật lâu không rời, lại là không còn có quay đầu liếc hắn một cái. Bất đắc dĩ gãi đầu một cái, Trác Phàm bất giác mỉm cười lắc đầu, tự lẩm bẩm ai, là không phải mình quá mau. Tiến triển có chút quá nhanh a. Ha ha ha, xem ra theo đuổi con gái, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Thật không biết năm đó Khuynh Thành, kiên trì 10 năm đối với ta không rời không bỏ, chịu đựng bao nhiêu chua xót. Lần này ngược lại tốt, đổi ta đổi ngược, thật sự là báo ứng xác đáng a. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy cảm khái. A, đúng, lần này ta cái kia dùng phương pháp gì lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Lần trước để linh thú ngậm bay, đã dùng qua, ta một cái đoán cốt cảnh, làm sao đuổi kịp nàng đây? Bá bá bá. Thế mà, ngay tại lúc này, Trác Phàm chính không làm việc đàng hoàng, suy nghĩ mình tán gái đại kế, từng đạo hắc ảnh lại là trong nháy mắt theo đỉnh đầu hắn lướt qua, một mảnh đen kịt, che đậy nửa cái bầu trời, khí thế cường đại, càng là ngăn không được áp xuống tới. Có lẽ là bởi vì Trác Phàm hiện tại đoán cốt cảnh khí tức quá yếu. Trên trời những cường giả kia nhóm, mảy may không có để hắn vào trong mắt, liền lướt qua. Bất quá, Trác Phàm đối với cái này, lại là sắc mặt thoáng cái nghiêm túc lên,
xa xa xem bọn hắn bay đi phương hướng, trầm mặt nói, bọn họ làm sao nhanh như vậy thì đuổi theo. Con đường này, chỉ có Khuynh Thành một người linh áp quý tích, bọn họ chắc là tìm được trước đám kia đàn bà, cầm đồ vật sau rời đi liền tốt, làm gì lại đuổi theo. Chẳng lẽ nói, kẻ gây tai họa? Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Trác Phàm chậm rãi đứng dậy, một bước bước chân, bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, bên trong còn có cái hoàng giai cao thủ, xem ra không thể lại giấu đầu lộ đuôi. Một phương diện khác, Sở Khuynh Thành một bên phi hành, một bên nổi giận đùng đùng mắng to lấy, chết Trác Phàm, thối Trác Phàm, đăng đồ lãng tử, ba lần bốn lượt chiếm bản cô nương tiện nghi. Thật đúng là bị sư tỷ nàng nói đúng, thối nam nhân lời nói không thể tin, đây chính là cái vô lại. Oanh! Thế mà, ngay tại lúc này, nàng lời còn chưa dứt, nhưng nghe một đạo kinh thiên động địa bạo hưởng phát ra, một cỗ cực kỳ cường hãn chín ngày uy áp, đột ngột đến từ vòng trời này trên đỉnh bỗng nhiên đè xuống, lúc này liền như một cái trọng chùy hung hăng gõ đến nàng trên lưng giống như, trong nháy mắt liền đem nàng nện trên mặt đất. Ầm ầm! Một tiếng càng thêm điếc tai tiếng nổ vang vang lên, mặt đất tứ phân ngũ liệt, bỗng dưng liền hóa thành một cái một dặm phương viên hố to. Khói lửa nổi lên bốn phía, bụi đất tung bay. Sở Khuynh Thành cái kia mảnh mai bóng người, càng là phốc một tiếng, ngăn không được phun ra một miệng đỏ tươi đến, sắc mặt trong nháy mắt thì suy yếu trắng xám đi xuống. Từng đạo người áo đen ảnh, chậm rãi xuống đến trước mặt nàng, người cầm đầu là cái cao tuổi lão giả, lạnh lùng nhìn xuống nàng, lại là hướng về sau đạm mạc lên tiếng, là bé con này sao? Không có gì không nổi a, có thể giết các ngươi hơn 20 cao thủ. Gia chủ, ngài chớ để cho nàng cái này mặt ngoài tu vi mê hoặc, nhà đầu này thế nhưng là quỷ dị rất a. Cái kia áo đen thống lĩnh, đuổi bước lên phía trước một bước, tại lão giả kia bên tai, vội vã lên tiếng. Chậm rãi nâng lên trắng xám hai gò má, Sở Khuynh Thành nhìn không được lại phun ra một miệng đỏ tươi đến, suýt híp mắt nói, lại. Lại là các ngươi. Nhà đầu, tử kim lưu ly chản giao ra, nếu không lão phu để ngươi chết rất khó coi. Tử kim lưu ly chản. Mi mắt hơi hơi run run, Sở Khuynh Thành lộ ra có chút mê mang, chậm rãi dao động cái đầu, không tại trên người của ta, bất quá coi như trong tay ta, đây là chúng ta Đan Hà Tông bảo vật, cũng sẽ không dễ dàng giao cho các ngươi. Khẽ gật đầu, lão giả kia cười lạnh một tiếng, rất tốt. Đụng. Phi lên một chân, chính bên trong Sở Khuynh Thành bụng dưới, lão giả kia lúc này đem nàng đá bay ra ngoài. Sở Khuynh Thành một cái co rút. Lúc này lần nữa phun ra từng ngụm bọt máu đến, thậm chí bên trong đều xen lẫn vỡ vụn nội tạng. Yếu như vậy a, cũng là cái đồng dạng quy nguyên cảnh a. Thấy tình cảnh này, lão giả kia nhướng mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía đầu lĩnh kia, nghi ngờ nói, đây chính là trong miệng các ngươi, đem các ngươi giết đến sợ chết khiếp cao thủ. Ta làm sao không nhìn ra? Da mặt ngăn không được co lại, đầu lĩnh kia nhất thời trong lòng nhất hư, ủy khuất cúi thấp đầu. Run rẩy thanh âm nói, nhà. Gia chủ, có lẽ nàng hôm nay không tại trạng thái, đại di mụ đến cũng khó nói. Ba, lời còn chưa dứt, lão giả kia đã là hơi vung tay, cho hắn một cái vang dội cái tát. Cái này buồn cười sao? Lạnh lùng nhìn lấy hắn, lão giả nhẹ hừ một tiếng. Đầu lĩnh kia thì là run run rẩy rẩy địa cúi đầu, không lên tiếng một câu, trong lòng thì là mau đưa Sở Khuynh Thành rủa chết. Cái kia nha đầu chết tiệt kia, lúc đó biểu hiện được như vậy dũng mãnh, hiện tại làm sao ỉu xìu. Dù là ngươi xuất ra lúc trước 10% uy thế, để chúng ta chủ kiến biết một phen, chứng minh chúng ta nhiệm vụ thất bại là có thể thông cảm được cũng tốt ha. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, chẳng những chứng minh không, vẫn là cái phản chứng. Hiện tại mình coi như nhảy vào đại hải cũng rửa không sạch, chỉ có thể chứng minh chính mình vô năng a. Một hồi lại thu thập ngươi, hừ. Vâng. Chăm chú địa chừng hắn thật lâu, lão giả kia mới giận hừ một tiếng, hướng Sở Khuynh Thành đi đến. Đầu lĩnh kia thì là đầy mặt ủy khuất, co rụt lại đầu, sắp khóc đi ra. Ngay sau đó, lão giả kia đi vào Sở Khuynh Thành trước mặt, chậm rãi nâng lên một chân, lạnh lùng nhìn lấy nàng, nhà đầu, ngươi thương ta nhiều người như vậy, lão phu cũng không thể đem ngươi giống mấy cái khác nữ oa một dạng, nói buông liền buông. Đã ngươi còn như thế mạnh miệng. Vậy lão phu đành phải đạp nát đầu ngươi, lại từ trên người ngươi tìm kiếm bảo vật hạ lạc, không cho ngươi lưu toàn thây. Nói, lão giả kia đã là một chân đạp xuống. Cường hãn uy áp thổi lất phất nàng hai gò má, mãnh liệt cương phong, phá động lên nàng đôi mắt đều không mở ra được tới.
Sở Khuynh Thành cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem, suy yếu thân thể làm đến nàng đôi mắt, dần dần biến nặng, tâm cũng hung hăng chìm xuống dưới. Xong, ta muốn chết sao? Thế nhưng là, ta còn có rất nhiều sự tình không có làm, ta thân thế đến tột cùng vì sao, còn không có điều tra rõ ràng, làm sao có thể? Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nhất thời hết hạn nàng suy nghĩ, ánh mắt của nàng triệt để khép lại, lão giả kia một chân, cũng là lúc này đem trước mặt dẫm ra một cái bán kính hơn một dặm lớn lên hố lớn, sâu không thấy đáy. Thế nhưng là, ngay tại cát bụi tán đi, hết thảy đều kết thúc về sau, lão giả kia thân thể lại là ngăn không được lắc một cái, đầu càng là mãnh liệt địa chuyển hướng một phương hướng khác, trong mắt hơi hơi co rụt lại, hét lớn lên tiếng, thần thánh phương nào, xưng tên ra. Một đám chết người thôi, làm gì biết ta tục danh. Đầy trời cát bụi bay múa, một đạo đen nhánh bóng người, dần dần theo cát vàng bên trong hiển hiện, thanh âm lạnh lùng mà túc sát, cho dù là những thứ này đao kiếm đổ máu hung đồ, nghe đến tên này thanh âm, cũng là không khỏi trong lòng siết chặt, có loại như đọa cửu u cảm giác. Tất cả mọi người nhìn lấy cái kia bão cát quét chỗ, sắc mặt không nói ra khẩn trương. Cho dù là lão giả kia, cũng là thay đổi lúc trước nhàn nhã, mặt sắc ngưng trọng lên, bước ra bàn chân kia, hơi hơi run run, lại rút về. Rốt cục, bão cát tản ra, mọi người cũng nhìn đến bên trong bóng người, chính là một cái thân hình gầy gò nam tử, mà trong ngực hắn ôm lấy, lại là vừa vặn lão giả một chân đạp xuống, lại không giết chết Sở Khuynh Thành. Trong mắt ngăn không được hung hăng co lại, tất cả người áo đen đều là sắc mặt kinh hãi, khó có thể tin. Thế mà có thể theo trong tay gia chủ thần không biết quỷ không hay đem người cứu ra, cái kia người này thực sự là tuyệt đối, chân chính cao thủ. Trong mắt tinh mang lóe lên, lão giả kia thật sâu nhìn lấy chỗ đó, cũng là không còn dám chậm trễ chút nào, thanh âm trầm thấp rất nhiều, nhìn tới. Lão phu lần này cũng không phải là trắng đi một chuyến, còn thật có kẻ khó chơi, cần lão phu xử lý a. Không để ý đến bọn họ, Trác Phàm chỉ là nhẹ nhàng an ủi sờ một chút Sở Khuynh Thành cái kia đã tối tăm khuyết khuôn mặt, sắc mặt âm trầm một mảnh, tiếp lấy liền đem nàng chậm rãi đỡ dậy, xoay người lại, nhìn về phía bọn người người. Nhưng trong mắt lại đều là tĩnh mịch thần quang, lão gia hỏa, các ngươi còn thực có can đảm xuống tay với nàng, xem bộ dáng là không muốn sống. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, có thể theo lão phu trong tay đem người cứu đi, xác thực tính ngươi năng lực. Bất quá có như thế một cái hôn mê bất tỉnh tiểu nha đầu làm vướng víu, động thủ, ngươi chỉ sợ muốn rất nhiều cản tay chỗ, ngươi bất lợi đi. Hiu hiu hiu, lão giả mặt mũi tràn đầy tự ngạo, cười khẽ một tiếng. Thế nhưng là còn không đợi hắn lời nói xong, nhưng nghe từng đạo kiếm mang bay lượn thanh âm xẹt qua, một chuỗi dài xương máu liền bồng 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 địa bạo lên, 10 cái linh vương cảnh cao thủ, đã là tại trong chớp mắt, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đám thịt nát, vĩnh chôn nơi đây. Thật nhanh, trong mắt ngăn không được hung hăng co rụt lại, mọi người cùng nhau quá sợ hãi, cho dù là lão giả kia, cũng là sắc mặt cứng đờ, khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Thiên hạ vì sao lại có nhanh như vậy kiếm khí, liền lão phu đều khó mà phản ứng mảy may. Chỉ sợ nhanh như vậy kiếm, đã muốn vượt qua kiếm hoàng ngạo trường thiên hoàng cực kiếm cương đi. Ngươi, đến tột cùng thần thánh phương nào? Lần này, lão giả kia hỏi lại ra câu nói này, nặng nề bên trong, còn mang theo hơi kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Không có trả lời, Trác Phàm chỉ là nhếch miệng lên, lộ ra quỷ dị đường cong. Cái kia áo đen thống lĩnh thì là trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, chỉ Trác Phàm hồi hộp lên tiếng, ta minh bạch, gia chủ, lúc trước hướng chúng ta xuất thủ là hắn, không phải nha đầu kia, hắn mới là cái kia quái vật đáng sợ. Đụng, trong nháy mắt phung lên, cái kia áo đen đầu lĩnh trong nháy mắt hóa vì làm hai nửa, không có sinh cơ. Trác Phàm cười nhẹ nhìn lấy mọi người, khoan thai lên tiếng, các ngươi là ai phái tới, đến tột cùng ý muốn như thế nào a? Ừng ực. Một chuỗi dài nuốt nước bọt âm thanh, liên tiếp, mọi người chăm chú nhìn Trác Phàm, lòng tràn đầy hãi nhiên, thỉnh thoảng nhìn về phía gia chủ bên kia, chờ hắn phân phó. Trên đầu đồng dạng chảy ra mồ hôi lạnh, lão giả kia con ngươi hai bên loạn chuyển, hành tư lấy đối sách. Trác Phàm nhìn thấy, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, ai, liền hỏi đề đều đáp không rõ ràng, muốn các ngươi làm gì dùng. Phong Thiên Kiếm nói ngưng không. Trong mắt bỗng dưng lóe qua một đạo lãnh quang. Trác Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, toàn bộ không gian liền nhất thời tản mát ra một đạo băng lãnh hàn khí,
chúng người thân thể bỗng nhiên trì trệ, đã là cũng đã không thể động đậy mảy may. Sao, chuyện gì xảy ra, đây là linh vương cảnh. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người một trái tim ngăn không được nhảy lên, mặt mũi tràn đầy bất an cùng kinh dị. Cho dù là lão giả kia, cũng là sắc mặt nặng nề, hơi hơi động nhích người, dù sao cũng là hoàng giai cao thủ, mặc dù không có giống người khác hoàn toàn bị giam cầm, nhưng thân thể cũng có chút cứng ngắc, linh hoạt tính đại giảm, sắc mặt cũng là ngăn không được trầm xuống, trong lòng nói thầm. Không, người này tuyệt không phải phổ sa mần kinh cao thủ, nếu không cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền có thể đem ngang cấp linh vương cùng càng cao hơn một cấp hoàng giả, trong nháy mắt chế trụ. Hắn, đến tột cùng là ai a? Làm sao lão phu tại thánh vực hành tẩu nhiều năm như vậy, đều chưa từng nghe qua nhân vật như vậy đâu. Thật sâu nhìn lấy bọn hắn, Trác Phàm khóe miệng lại là càng liệt càng mở, thế nào, muốn nói sao? Không nói lời nào, ta nhưng là không khách khí, các ngươi cái này có thể coi là toàn quân bị diệt a. Lại nói, vừa mới ai nói ta mang theo một cái nha đầu thì có cản tay. Đối phó các ngươi, ta cần phải toàn lực ứng phó sao? Ha ha ha. Nói, Trác Phàm đã là chậm rãi huy động hai ngón, phía trên cuồn cuộn nóng rực cường hãn ba động, không ngừng phát ra. Chờ một chút. Thế mà, đúng lúc này, lão giả kia lại là quát to một tiếng, vội vàng nói, ta nói, nghĩ đến tiên sinh cũng không phải Đan Hà Tông người, mặc kệ ngài vì sao cuốn vào lần này phân tranh bên trong, coi như ngươi biết, đoán chừng cũng sẽ không ngoại truyền đi. Dù sao, đây chính là có quan hệ tám hoàng ở giữa ân oán, không có ai sẽ hy vọng cuốn vào vòng xoáy này bên trong. Khẽ gật đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Nhìn đến hắn như thế ra hiệu, lão giả kia liền cũng yên tâm. Lớn tiếng nói, chúng ta là ma hoàng đại nhân sở thuộc, lần này chặn giết Đan Hà Tông đệ tử, chính là vì trong tay các nàng bảo vật, tử kim lưu ly tràn. Bởi vì Vân Lam Thành lần này đấu giá bảo vật bên trong, có một chương minh hải địa đồ, người nào đạt được nó, thì có cơ hội tìm được minh đế đạo tràng, có xưng đế khả năng, kém nhất cũng có thể làm chủ thánh giả hàng ngũ. Đem Đan Hà Tông bảo vật cướp đi, nó liền không có bảo vật đấu giá, chúng ta cũng ít một cái đối thủ. Há? Thì ra là thế, cùng ta đoán không sai biệt lắm a. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Trác Phàm mặt không biểu tình, nhẹ nhàng vung tay lên, một mảnh nóng rực khí lãng liền bỗng nhiên huy sái hướng bốn phương tám hướng. Những cái kia vừa mới còn cứng ngắc không cảm động, hoa một chút, liền toàn ở cỗ này sóng nhiệt bên trong, bốc hơi vì hơi nước, triệt để không có sinh cơ. 50 tên cao thủ, trong chớp mắt, toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại. Song đồng bất giác hung hăng ngưng ngưng, lão giả kia lúc này kinh hãi, nộ hống lên tiếng, ngươi. Ngươi làm gì, ta đều đã đem cái gì đều nói cho ngươi, ngươi vì sao còn muốn. Đúng vậy a, ngươi nói cho ta biết, thì nói cho ta biết thôi, ta lại không nói, ngươi nói cho ta biết các ngươi ý đồ, ta liền bỏ qua các ngươi. Khóe miệng bỗng dưng xẹt qua một đạo tà dị tiếu dung, Trác Phàm cười lạnh một tiếng nói, các ngươi thương tổn Khuynh Thành, còn muốn sống. Hừ hừ. Nằm mơ. Rắc rắc. Song quyền chăm chú nắm nắm, lão giả kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, thực sự buồn cười, lão phu không muốn cùng ngươi giao phong, là sợ tổn binh hao tướng, không đáng mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, lão phu đường đường nhất hoàng giai cao thủ, hội không có can đảm theo ngươi cái này linh vương cảnh nhất chiến sao? Oanh! Vừa dứt lời, lão giả kia lúc này thân thể chấn động mạnh một cái. Nhất thời theo Trác Phàm cái kia đóng băng hàn khí trong không gian vỡ tan mà ra, nhất phi trùng thiên. Ngay sau đó, trong tay lúc này kết động ấn quyết, toàn thân nói đạo kim quang cũng là không ngừng theo trong thân thể lộ ra, hét lớn lên tiếng, hoàng cực thiên ấn, quỷ khô lâu. Bạch, ánh vàng đại thịnh, lão giả kia quanh thân, chợt hiện ra một cái dài chừng 10 trượng khô lâu hư ảnh đến, đồng thời toàn bộ không gian một trận áp xúc, nói đạo kim quang cũng tất cả đều bị ép vào bên trong. Chỉ là trong chớp mắt, bầu trời phía trên, liền xuất hiện một cái phát ra ánh vàng tứ phương ấn đài, lão giả kia cùng khô lâu hư ảnh, thì tất cả đều đứng sừng sững ở bên trong, không nhúc nhích. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn tâm lý minh bạch, đây là hoàng giai cao thủ thần thông, lấy chính mình thần hồn tăng thêm không gian áp xúc, hình thành hoàng cực thiên ấn, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, mà lại không nhìn không gian pháp tắc. Nhất ấn nện xuống, long trời lở đất, coi như linh vương cao thủ cũng không có cách nào ngăn cản, mà lại thần hồn thuộc tính, tại hoàng cực thiên ấn bên trong, càng là có thể phát huy địa phát huy vô cùng tinh tế,
Lão giả này hoàng cực thiên ấn bên trong là quỷ diện khô lâu, chính là thuần âm tính, chỉ sợ ngày này ấn đối với đối thủ thần hồn cũng sẽ có ảnh hưởng đi. Quả nhiên, ngay tại cái kia kim sắc ấn đài xuất hiện trong tích tắc, nói nói ánh sáng màu vàng liền giải đầy Trác Phàm toàn thân, mà cũng ngay một khắc này, từng đạo quỷ lệ gào thét, cũng là tại hắn chỗ sâu trong óc, từng trận kêu khẽ, dẫn tới hắn tinh thần trở nên hoảng hốt, thân thể cũng theo lung lay sắp đổ. Hừ hừ hừ, bất quá chỉ là cái linh vương cảnh mà thôi, coi như có thể khống chế không trung chi lực, chẳng lẽ còn có thể làm sao đến lão phu cái này hoàng cực sắc trời sao? Cười lạnh, lão giả kia trong mắt tràn ngập sát ý, hét lớn một tiếng, cái kia kim sắc ấn đài liền siêu một tiếng, hung hăng hướng Trác Phàm đập tới, số tiểu tử, thừa dịp ngươi tâm thần bất định, lão phu không phải đem ngươi nện cái thịt nát xương tan không thể. Diệt thế lôi viêm, đốt. Trong lòng thầm hừ một tiếng, Trác Phàm mắt trái bên trong, màu đen lôi viêm nhất thời phát lên, đồng thời hắn chỗ sâu trong óc, linh hồn không gian, cũng là nhất thời phủ đầy lôi viêm thiêu đốt. Chỉ một thoáng, những cái kia ánh sáng màu vàng, gặp phải cái này một mảnh đen kịt, trong nháy mắt liền toàn cũng hóa thành hư vô, Trác Phàm ánh mắt cũng cuối cùng chợt sáng lên, lần nữa lộ ra từng đạo tinh mang. Ngẩng đầu nhìn một chút cái kia chớp mắt là tới kim sắc ấn đài, Trác Phàm nhếch miệng lên, phải đồng tử bên trong, hai đạo màu vàng vầng sáng nhất thời lóe sáng lên, hừ hừ, hoàng cực thiên ấn tuy nhiên không gì không phá. Nhưng là gặp phải ta cái này lôi viêm chi thế, đoán chừng cũng muốn tránh lui ba phần đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không minh thần đồng tầng thứ hai, lôi viêm phá không. Hưu. Trong lòng một tiếng quát nhẹ, một đạo khủng bố màu đen viêm trụ, đã là trong nháy mắt xẹt qua một đầu đen nhánh thông đạo, thẳng tắp hướng cái kia kim ấn bay đi. Mi mắt ngăn không được lắc một cái, lão giả kia bất giác kinh hãi, đây là cái gì? Oanh! Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng này quỷ dị đồ vật, đến tột cùng là cái quái gì? Cái kia tối đen như mực hỏa diễm, đã là trong nháy mắt nện ở hắn kim ấn phía trên, sau đó dựa vào phá không chi lực, một đường đẩy mạnh, trong nháy mắt thì xuyên qua cái kia toàn bộ kim ấn, ở bên trong mở ra một đầu bán kính 1 mét, dài chừng 10 trượng lỗ tròn. Phốc! Một miệng đỏ thẫm máu nước bỗng nhiên phun ra, lão giả kia sắc mặt lúc này thì trắng bệch hạ xuống. Rất hiển nhiên hắn hoàng cực thiên ấn thụ, dẫn tới hắn bị thương nặng. Bất quá, cái này còn không phải điểm chết người nhất, càng nguy hiểm hơn là, cái này màu đen lôi viêm cũng không phải đem cái này kim ấn đánh xuyên qua thì vạn sự. Nó bám vào tại cái kia kim ấn lên không đoạn thiêu đốt, mới là đáng sợ nhất một việc. A, à, dường như xương phụ giỏi giống như, cái kia hắc viêm tại kim ấn phía trên một trận thiêu đốt, cũng tại thiêu đốt lấy hắn thần hồn, khiến thống khổ không chịu nổi. Kêu thảm liên tục. Loại kia đau tận xương cốt, thiêu đốt linh hồn thống khổ, lại là để cái này 70 lão nhân, đau đến đều nhanh điên mất. Tuy nhiên ở giữa, lão giả này càng không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Trác Phàm vẫn lạnh lùng như cũ nhìn tới, không chút hoang mang, chờ ngày đó ấn hoàn toàn đốt thành cặn bã, lão giả kia cũng đã là tại trong thống khổ, biến mất sau cùng sinh sống, chỉ là cái kia vặn vẹo sắc mặt, lại là để bất kỳ một cái nào nhìn đến người khác. Trong lòng đều là ngăn không được run lên. Cuối cùng là tiếp nhận bao lớn thống khổ, mới có thể bị chết như thế bi tráng a. Ta lúc trước không dùng phần thiên kiếm đạo đưa ngươi cùng nhau giải quyết, chỉ là muốn hỏi ngươi mượn dạng đồ vật mà thôi, muốn hoàn chỉnh. Sau cùng, Trác Phàm đi vào cái kia vặn vẹo lão giả thi thể trước mặt, mỉm cười, ngón tay cong lên, một khỏa đầu lâu, lúc này rơi vào trong tay hắn. Ngượng ngùng, mưa lớn qua đi. Núi rừng bên trong một mảnh vũng bùn, tất cả huyết tinh cùng dơ bẩn, đều bị cọ rửa đến sạch sẽ, không còn chút nào nữa tồn tại. Trong không khí, khắp nơi tản ra bùn đất mùi thơm ngát. Một cái ẩm ướt trong sơn động, giọt nước dọc theo cái kia bén nhọn măng đá không dừng lại, ở một tòa to lớn trước giường đá, một tên đáng yêu nữ tử, khẽ cau mày, phát ra đạo đạo ưng thanh âm, chậm rãi mở ra hai con ngươi, cái này. Đây là nơi nào? A, à, Khuynh Thành, người tỉnh. Lúc này, một bên Trác Phàm hai mắt tỏa sáng, lúc này tiếp cận đi, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới a, cuối cùng vẫn là ta cứu ngươi. Thế nào, có phải hay không cái kia lấy thân báo đáp a, ha ha ha. Ngươi cứu ta. Trong mắt vẫn còn có chút mông lung, Sở Khuynh Thành suýt híp mắt, tỉ mỉ hồi tưởng lúc trước phát sinh đủ loại, mới cuối cùng minh bạch hết thảy, nhưng nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại tràn đầy nghi hoặc không hiểu, ngươi làm sao cứu ta.
đối phương đều là chút hoàng giai cùng linh vương cao thủ a. Hoàng giai, linh vương. Giả bộ sững sờ, Trác Phàm hơi hơi nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy mê mang nói, ta không thấy được a. Ngươi lúc trước bỏ lại ta chính mình bay đi, ta một đường đuổi tới, liền thấy ngươi một người đổ vào sườn đất phía trên, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, ta liền đưa ngươi lưng đến nơi đây tu dưỡng, hắn cái gì đều không có gặp a. Ánh mắt hơi hơi suyệt suyệt, Sở Khuynh Thành cũng là có chút hồ nghi, tự lẩm bẩm, kỳ quái, lúc đó bọn họ hung thần ác sát, rõ ràng là muốn giết ta a. Thậm chí ta té xỉu trước, đã thấy người kia đem chân đạp hướng ta đầu, chẳng lẽ nói. Bọn họ về sau gặp trên người của ta không có bọn họ muốn đổ, vật, thì thẳng rời đi. Nghĩ như vậy, Sở Khuynh Thành vừa nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó, dường như trưng cầu hắn ý kiến. Bất quá, Trác Phàm lại là hơi lỏng vai, từ chối cho ý kiến địa nhếch nhếch miệng, biểu thị sự kiện này hắn cũng không biết, lực bất tòng tâm. Suy nghĩ hồi lâu, nghĩ mãi mà không rõ, Sở Khuynh Thành liền cũng không đi nghĩ, chỉ là may mắn chính mình lần này hữu kinh vô hiểm, có thể tính trở về từ cõi chết. Tiếp đó, liền nên tiếp tục truy tìm sư tỷ các nàng bước chân. A nha! Thế mà, ngay tại nàng muốn lập tức lên đường, rời đi nơi này lúc, lại là bỗng cảm thấy trong bụng một trận đau đớn, thân thể một cái co rút, liền lại ngã trên mặt đất, da mặt co quắp. Trác Phàm gặp này, đuổi bước lên phía trước đỡ lấy, biết mà còn hỏi, thế nào, Khuynh Thành ngươi không sao cả đi. Ta bị thương nặng, nhất thời không động đậy. Trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, Sở Khuynh Thành theo trong giới chỉ lấy ra một cái màu đỏ đan hoàn, ăn vào, mới một mặt ai thán nói, cái này hỏng bét, đừng nói đuổi kịp sư tỷ các nàng, thì liền có thể hay không đúng hạn đến Vân Lam Thành cũng thành vấn đề. Hai con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, nảy ra ý hay, hắc hắc nói, sợ cái gì, cái này không phải có ta đây sao? Lúc trước ngươi cõng ta, lần này ta cõng ngươi. Ngươi? Đúng vậy a, hiện tại ngươi lại không thể lăng không phi hành, coi như ta hai cái đuổi chạy, cũng so ngươi chỉ trệ không tiến mạnh đi. Nói, Trác Phàm đã là không giải thích nhiều, tại Sở Khuynh Thành một đạo tiếng kinh hô bên trong, cưỡng ép đem nàng cõng đến trên lưng. Hít sâu một cái đạm mạc mùi thơm ngát, trêu chọc tiếng nói, ai nha, ta lão bà mùi thơm cơ thể cũng là không giống bình thường. Cái mùi này, ta sẽ nhớ một đời, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, chết đều quên không. Đụng, một đạo nhẹ vang lên phát ra, Sở Khuynh Thành hung hăng gõ gõ đầu hắn, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, cả giận nói mò gì, người nào. Ai là lão bà của ngươi? Ngươi đi, nói bậy, coi như bây giờ không phải là. Sớm muộn cũng thế, ngươi là chạy không ra lòng bàn tay ta, hắc hắc hắc. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm nắm chặt bắt Sở Khuynh Thành cái kia nở nang hai chân, hướng lên nhấc nhấc, nhắm chúng nàng lại là một tiếng duyên dáng gọi to ngâm khẽ, mới dương dương đắc ý đi thẳng về phía trước, rời đi nơi này. Sở Khuynh Thành thì là hung hăng chừng lấy phía trước cái này vô sỉ nam nhân, trên mặt đều là giận dữ, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng hơi khác thường. Thậm chí đối mặt phía trước cái kia rộng lớn lưng, có loại muốn nằm sấp đi lên xúc động. Nhưng cũng còn tốt, nữ tử sau cùng rụt rè để cho nàng nhịn xuống, chỉ là một trái tim lại như hươu con sông loạn giống như, phanh phanh trực nhảy. Kết quả là, cứ như vậy, Trác Phàm lưng có người thương, một đường tiến lên, thỉnh thoảng tìm hiểu lấy nàng một thế này bối cảnh thân thế. Đúng, Khuynh Thành, tên ngươi là ai lên? Lên thật tốt, Khuynh Quốc Khuynh Thành, cha vợ của ta họ Sở sao? Nói bậy, ai là của ngươi cha vợ? Không khỏi khẽ quát một tiếng, Sở Khuynh Thành hai gò má ửng hồng một mảnh, nhưng vẫn là đàng hoàng nói, ta là bị sư phụ kiếm về, tên là sư phụ ban tặng, nghe nói lúc đó khắp nơi sụp đổ, vừa vặn xuất hiện ba chữ này, sư phụ trùng hợp đi ngang qua, liền đem ta thu hồi, dùng cái này ba chữ mệnh danh. Á, thì ra là thế. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Trác Phàm trong lòng rõ ràng, xem ra chính mình sâu trong linh hồn lão nhân kia. Thật sự là vì chính mình suy tính được rất chu đáo, sợ chính mình tìm không thấy Khuynh Thành, liền tại nàng xuất thế lúc thì để lại đầu mối, chỉ là... Đúng, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi sư phụ kia không tìm được cha mẹ ngươi sao? Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành nhất thời thống khổ địa cúi thấp đầu, thở dài nói liên tục ai, sư phụ nói ta không cha không mẹ, lúc đó chỉ phát hiện một mình ta mà thôi. Cho nên, ta một mực đang nghĩ, nếu là có thể có cơ hội rời đi tông môn, nhất định phải đi tra một chút chính mình thân thế. Có manh mối sao? Không có,
lắc lắc đầu, Sở Khuynh Thành một mặt ủ rũ bộ dáng. Trác Phàm nghe xong, trong mắt tinh mang lóe lên, trong lòng đã là có tính toán, khẽ mỉm cười nói, như vậy giao cho ta a, ta thay ngươi tra rõ ràng. Ngươi, thế nào, không tin năng lực ta? Mi mắt hơi nhíu, Trác Phàm khẽ cười một tiếng, đắc ý nói, ta Trác Phàm vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, tuy nhiên thực lực không đủ, nhưng tốt xấu kiến thức phổ biến a, người xưng mật thám là vậy. Cái gì chuyện cũ năm xưa, tin tức ngầm không nghe được. Cái gì ma hoàng khi sư diệt tổ, diễm hoàng mấy ngàn năm chuyện tình gió trăng, ta thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Ba. Thế nhưng là, hắn lời còn chưa dứt, trên đầu lại là lại bị hung hăng chịu một chút. Quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Sở Khuynh Thành đầy mặt nộ khí mà nhìn chằm chằm vào hắn, oán hận nói cái gì phong lưu chuyện văn thơ, không cho phép nói xấu sư phụ ta. Ta nói xấu nàng làm gì, hiện tại tuy nói cái này lão cô bà phong lưu không đứng dậy, nhưng trước kia. Ngươi còn nói, tốt tốt tốt, ta không nói, ai còn không có tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, ta lại không có nói sai. Bất đắc dĩ gật gật đầu, Trác Phàm khinh thường bĩu môi, nhưng trong mắt chỗ sâu, lại là ngăn không được âm trầm. Cái này lão cô bà nào có hảo tâm như vậy qua. Chuyên môn đem Khuynh Thành ôm về tông môn nuôi dưỡng, bên trong nhất định có vấn đề. Xem ra trăm năm trước sự tình, đến làm cho đám người kia thật tốt cha một chút. Trong lòng một mực suy nghĩ sự kiện này, Trác Phàm trên đường biến đến cũng trầm mặc rất nhiều, Sở Khuynh Thành gặp này, nhất thời có chút lo lắng, thế nào, ngươi sinh khí. Há, không có, ta vĩnh viễn sẽ không giận ngươi. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mạc lên tiếng. Trên mặt xẹt qua một đạo vui vẻ, Sở Khuynh Thành trong lòng bất giác có chút ngọt ngào lên, một khỏa mang theo đạm mạc hạnh phúc chi ý đầu, cuối cùng tựa ở cái kia rộng lớn trên sống lưng, thoải mái dễ chịu nhàn hạ. Trác Phàm cũng là quay đầu dùng ánh mắt còn lại liếc một cái nàng, lộ ra vui mừng nụ cười. Cứ như vậy, Trác Phàm lưng cõng nàng một đường đi 7 ngày, Sở Khuynh Thành nội thương cũng cuối cùng gần như khỏi hẳn. Lúc này, Sở Khuynh Thành đã có thể chính mình hành động, cùng Trác Phàm mỗi người đi một ngả, nhưng là 7 ngày tình cảm, đều bị bản này thì số mệnh quấn thân hai người có chút không rời không bỏ cảm giác, lại thêm Trác Phàm dây dưa đến cùng, nhất định phải cho nàng chỉ đường. Sở Khuynh Thành cũng liền thuận theo mà xuống, tùy ý hắn làm chính mình hướng dẫn du lịch. Cứ như vậy, lại đổi lại Sở Khuynh Thành cõng hắn tại lăng không phi hành. Sau 3 tháng, Vân Lam Thành 3 chữ to, rốt cục thu vào hai người tầm mắt. Hai người tay nắm tay, chậm chậm đi vào cái này ồn ào thành trì, Sở Khuynh Thành là lần đầu gặp đến thế giới bên ngoài, đầy mắt đều là hiếu kỳ, Trác Phàm lại là trở lại chốn cũ, trong mắt mang theo từng tia tà dị ánh sáng. Khuynh Thành, cái này Vân Lam Thành là thánh vực nổi danh đổ thành. Phố lớn ngõ nhỏ, các cái địa phương đều là tụ đổ thánh địa. Riêng là thành trì trung tâm nhất chỗ đó tụ bảo vườn ngự uyển, càng là các đại thế lực đại lý đánh bạc vật thiên đường. Các ngươi lần giao dịch này bảo vật, là ở chỗ này tiến hành. À, nơi này là đổ thành. Đây không phải thất bảo tông địa giới sao? Giao dịch mua bán địa phương. Đúng vậy à, thất bảo tông thật là giao dịch mua bán địa phương. Nhưng bọn hắn tông chủ chính là xa gần nghe tiếng dân cờ bạc, người xưng đánh bạc hoàng, giao dịch này chi pháp cũng liền cùng đánh bạc tương tự. Cùng hắn giao dịch, hoặc là người bị hắn hố, hoặc là người hố hắn, lại là không có một lần công bình mua bán sự tình phát sinh. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành một mặt kỳ dị, không có công bình giao dịch, dựa vào đánh bạc đến dễ dàng vật, người nào dám cùng hắn đánh bạc a? Hắn nhưng là tám hoàng một trong, ai dám thắng hắn? Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, tránh thức dân cờ bạc, tuyệt đối là có thể thua được. Nếu là cùng hắn đánh bạc, không có nửa phần phần thắng lời nói, ai còn hội lại cùng hắn đánh bạc đâu. Một cái dân cờ bạc không có bạn đánh bạc, há không tịch mịch chết. Cho nên, tại so vận khí thời điểm, đánh bạc hoàng thật thua qua người, mà lại thua lại lớn, hắn cũng không so đo, sẽ không lại trong âm thầm đoạt lại, đây chính là trên chiếu bạc quy củ. Xấu cái quy củ này. Hắn cái này đổ thành cũng liền lại không có người vào xem. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Sở Khuynh Thành bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại hai mắt tỏa sáng, cười nói, đối Trác Phàm, người cùng hắn đánh bạc qua sao? Ha ha ha, nghĩ đến không có chứ, như vậy cái đại nhân vật, làm sao lại đánh cược với ngươi? Mà lại ngươi có vẻ như cũng không có gì thẻ đánh bạc. Không, ta cùng hắn đánh bạc qua. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm lộ ra kiệt ngao nụ cười. Lúc trước ta lấy một vốn thiên giai công pháp,
cùng hắn đánh bạc một vốn thiên giai vũ kỹ, kết quả ta thắng. Lúc trước hắn nhưng là khóc ba ngày ba đêm, mới bằng lòng đem cái kia vũ kỹ cho ta. Nào nào, Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là rất là kỳ lạ. Hắn một cái đoán cốt cảnh tu giả, từ đâu tới thiên giai công pháp, còn cùng người ta đánh bạc thiên giai vũ kỹ. Khoác lác cũng không có như thế thổi a. Minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng, Trác Phàm cũng là chăm chú nhìn nàng, qua rất lâu, mới bật cười lớn, bất đắc dĩ dao động cái đầu, Khuynh Thành, người cái này cũng tin a. Ta thật lo lắng không có ta tại bên cạnh ngươi, ngươi bị người bán, còn đang giúp người nhà đào linh thạch đây, ha ha ha. Ngươi gạt ta. Không khỏi sững sờ, Sở Khuynh Thành nhất thời đại quính, sau đó liền cười duyên truy đánh Trác Phàm, nháo thành nhất đoàn, Trác Phàm cũng là hiếm có đến cùng nữ tử một trận chơi đùa lên. Thế nhưng là đúng lúc này, một đạo lược hơi mang theo một chút nộ khí lão phụ quát lên, lại là nhất thời vang vọng tại hai người bên tai, Khuynh Thành, người đang làm gì? Mai sư thúc. Thân thể ngăn không được lắc một cái, Sở Khuynh Thành lúc này giật mình, quay đầu nhìn qua về sau, càng là mặt hiện kinh khủng, vừa mới còn hoạt bát hiếu động thân thể, trong nháy mắt liền cứng ngắc, như cùng một cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như, mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa cúi đầu, dọa đến không dám nhúc nhích. Người đến là cái tuổi gần 50 lão phụ, hoàng giai trung kỳ cao thủ, mắt tam giác, toàn thân quần áo trắng, xanh mét khuôn mặt, hung hăng chừng lấy hai người, bước chân càng là như phong lôi tùy thân, bá khí mười phần. Bất quá, nàng phần này bá khí, cũng chỉ có thể trấn nhiếp một chút tiểu cô nương thôi, giống Trác Phàm dạng này lão ma đầu, lại là nửa điểm mặc sắc nàng. Mai tam cô, bà lão này nhóm còn chưa có chết à? Hừ, mất hứng. Liếc mắt liếc một cái nàng, Trác Phàm trong lòng suy cười một tiếng, khinh thường bĩu môi. Cái kia Mai Tam Cô thì là rất mau tới đến hai người trước mặt, chăm chú nhìn Sở Khuynh Thành không thả, sau lưng thì là theo chân Phương Mẫn chúng nữ, còn có một cái công tử văn nhã, nhất chỉ Trác Phàm mặt, mắng to lên tiếng, Khuynh Thành, hắn là ai? Người thân là Đan Hà Tông đệ tử, trước mặt mọi người, cùng một nam tử lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Sư thúc, hắn là, trên mặt một trận run sợ, Sở Khuynh Thành có chút xấu hổ, không biết nên như thế nào giới thiệu. Đúng lúc này, Phương Mẫn lại là cười duyên một tiếng, châm chọc nói, sư thúc, tiểu tử này cũng là cái lên núi hái thuốc lưu vong chi đồ thôi, không có gì quan trọng, mấy tháng trước chúng ta vừa mới gặp qua. Chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử này vẫn rất có năng lực a, vài câu hoa ngôn xảo ngữ liền đem sư muội cấu kết lại, còn một đường cùng đến nơi này tới. Chỉ là sư muội a, người coi như muốn nam nhân, cũng phải chọn cái tốt. Người cùng tiểu tử này pha trộn cùng một chỗ. Đến tột cùng đồ hắn cái gì a, ha ha ha. Lời vừa nói ra, chúng nữ cũng là theo chân sủi cười rộ lên. Sư tỷ, các ngươi đừng hiểu lầm, hắn không phải, trong lòng siết chặt, Sở Khuynh Thành vội vàng giải thích, nhưng là nàng càng khẩn trương, lại càng giải thích không rõ. Cái kia Mai Tam cô gặp, cũng là khẩn trương, Khuynh Thành, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Ngươi cũng biết. Sư phụ ngươi đối ngươi hy vọng bao lớn, cũng đừng ở loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên phạm hồ đồ, lầm tiền đồ. Sư thúc, ta cái gì ta, trực tiếp nói cho bọn hắn là được. Thế mà, Sở Khuynh Thành ấp a ấp úng nửa ngày, chưa nói ra một chữ đến, Trác Phàm đã là mãnh liệt mà tiến lên một bước, trong nháy mắt liền nắm lên nàng cây cỏ mềm mại, tại tất cả mọi người trước mặt đưa mũi lên trời nói, không có ý tứ, nàng hiện tại đã là ta người. Làm phiền các ngươi về sau khách khí với nàng điểm, nếu không. Thân thể bất giác cùng nhau chấn động, tất cả mọi người nhìn lấy đây hết thảy, cũng không khỏi trong lòng kinh hãi. Riêng là cái kia Mai Tam cô, càng là khó có thể tin chỉ Sở Khuynh Thành, ngón tay đều đang phát run, Khuynh Thành, ngươi. Các ngươi đã. Không có, chúng ta không có cái gì. Trên mặt một mảnh đỏ bừng, Sở Khuynh Thành gấp mồm miệng đều đánh tới quyển. Sau đó mới trợn mắt hướng Trác Phàm, mắng, ngươi nói mò gì a, ai là của ngươi người, không muốn tại trước mặt nhiều người như vậy nói xấu ta có được hay không? Ta đến tột cùng lúc nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế làm nhục người ta nữ nhi ra trong sạch. Nhẹ nhàng nhún nhún vai, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ta không có làm nhục ngươi a, ngươi vốn là ta người, bây giờ không phải là, về sau cũng thế, không có người có thể cùng ta đoạt. Mi mắt khẽ nhúc nhích. Sở Khuynh Thành thật sâu nhìn lấy hắn, không nói gì, tuy nhiên trên mặt vẫn như cũ bối rối, đỏ bừng một mảnh,
nhưng đáy lòng cũng là bị Trác Phàm cái này bá đạo kiên trì chấn động, đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Ha ha ha, một cái đoán cốt cảnh tiểu tử nghèo, cũng muốn theo đuổi chúng ta Đan Hà Tông đệ tử. Coi như kém cỏi nhất, cũng không tới phiên ngươi a. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lúc này, Phương Mẫn chợt cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn hắn liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía bên người cái kia anh tuấn công tử, cười nói: "A Sinh a, các ngươi Kiếm Vân cung đệ tử, có thể cho phép cùng loại này con kiến hôi tư thông sao?" Mỉm cười, thanh niên kia liếc mắt liếc một cái hai người, cũng là khinh thường nói: "Ta Kiếm Vân cung trong các đệ tử, cũng không có ngu ngốc, làm ra như thế hoang đường sự tình." Vẫn là nói, làm sư muội tự giác chỉ có thể xứng với tiểu tử này đâu. A, nói đúng a, nói như vậy, sư muội còn tính là có tự mình hiểu lấy, ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, Phương Mẫn nhìn về phía hai người tràn đầy xem thường, một mặt chanh chua. Sở Khuynh Thành thì là ủy khuất đến cúi đầu, nước mắt để trong lòng chảy, không ra một lời. Mai Tam cô gặp này, bất đắc dĩ thở dài, bỗng nhiên kéo một phát Sở Khuynh Thành cánh tay, liền đem nàng lôi đi, nhà đầu chết tiệt kia, đi theo ta, hôm nay còn ngại mất mặt ném đến không đủ à, trở về cho ta diện bích hối lỗi đi. Không có phản kháng, Sở Khuynh Thành cứ như vậy tùy ý nàng lôi đi. Khuynh Thành, người không có việc gì, có chuyện gì tùy thời tới tìm ta, ta tuyệt không để bọn hắn động tới ngươi một cọng tóc gáy. Trác Phàm gặp này, cũng không xuất thủ, chỉ là hướng về phía hai người xa xa đi xa bóng lưng, cao giọng hét lớn. Thấy tình cảnh này, Phương này mẫn càng là giễu cợt liên tục, tiểu tử, ngươi còn thật không có gan a, sau lưng nói suông có gì tài ba. Có loại lời nói, trực tiếp đi lên theo Mai sư thúc trong tay, đem sư muội cướp về a. A, đúng, ngươi nếu thật dám đi lên lời nói, đoán chừng ngươi bây giờ đều không mệnh, sư thúc tính khí cũng không tốt, ha ha ha. Vị huynh đài này, cao tính đại danh, không có đi để ý tới nàng. Trác Phàm trực tiếp nhìn về phía cái kia một mực ở tại Phương Mẫn bên người nam tử. Không khỏi sững sờ, người kia không rõ ý, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng nói, bổn công tử từ trấn Hưng Sinh, không biết ngươi có chuyện gì a? Không có gì, chỉ là có chút lời khuyên muốn thông báo một tiếng. Khóe miệng liệt lên một đạo tà dị đường cong, Trác Phàm sâu xa nói, lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, nàng tâm ở đâu, người mới sẽ ở đâu, người dạng này ngã vào. Là vô dụng, ha ha ha. Nói, Trác Phàm đã là quay người rời đi, chỉ để lại một mặt giật mình lo lắng Phương Mẫn chúng nữ, còn có bỗng nhiên giật mình lo lắng Từ Trấn Hưng Sinh, hơi hơi sững sờ ngay tại chỗ. Qua rất lâu, Phương Mẫn mới nhìn hướng hắn hỏi, tiểu tử kia có ý tứ gì? Ây, không có gì. Ra mặt co lại, Từ Trấn Hưng Sinh tựa hồ có chút mất tự nhiên, qua loa đi qua, trực tiếp từ rời đi, nhưng trong lòng lại là một trận kinh dị. Nhìn không ra a, tên này là tình trường lão thủ. Lòng của nữ nhân ở đâu, người thì ở đâu, thực sự quá có đạo lý. Vừa mới hắn cố ý châm ngòi ly gián, thì ra là muốn để người tiểu sư muội kia xa lánh sư môn, chủ động hướng hắn ôm ấp yêu thương a. Thử hỏi, ai có thể tại mỗi ngày của Trách Âm Thanh bên trong sống qua ngày đâu. Đây rõ ràng cũng là mượn địch chi thủ, đem nữ nhân tự mình cho hắn đưa vào ôm ấp. Đến lúc đó hai người một bỏ trốn. Việc này là được. Cao, thật sự là cao. Chỉ là, coi như hắn có thể đem nha đầu kia đoạt tới tay lại như thế nào. Đối mặt Đan Hà Tông truy sát, bằng cái kia điểm đạo hạnh, có thể ứng phó được đến sao? Thế nhưng là ứng phó không được, hắn lại vì sao ra như thế tổn hại chiêu, ngầm chọn nhóm người ta tông môn quan hệ. Nhìn hắn như vậy loại người khôn ngoan, không giống như là lỗ mãng xúc động thế hệ A. Từ Trấn Hưng Sinh nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng trầm ngâm. Phương Mẫn bọn họ thì là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lấy hắn, không rõ ràng cho lắm. Cái này A Sinh lại thế nào, bị tiểu tử kia dăm ba câu, nói lại nhải, thật sự là gặp quỷ. Một phương diện khác, Mai Tam cô đem Sở Khuynh Thành mang về Vân Lam Thành đặt chân chỗ, hung hăng thẩm vấn một lần, mới cuối cùng minh bạch tiền căn hậu quả. Ngươi nói là, người bị thương nặng, là hắn dẫn đường cho ngươi, một đường đưa tới. Ngươi chỉ là sử dụng hắn dẫn đường, không có cái gì khác quan hệ. Khởi bẩm sư thúc, tạm thời không có. Cái gì gọi là tạm thời, chẳng lẽ ngươi về sau còn muốn? Ách, cái kia liền không có đi. Thân thể đánh cái run rẩy, Sở Khuynh Thành đuổi vội vàng lắc đầu phủ nhận, Mai Tam cô lúc này mới thở dài một hơi,
an tâm, thở dài nói, không có liền tốt, Khuynh Thành, ngươi thế nhưng là trưởng môn sư tỷ Âu Yếm đệ tử, chớ có làm ra cái gì có nhục sư môn sự tình mới tốt. Lần này sự kiện này, đã chỉ là cái hiểu lầm, cái kia coi như a, chỉ là lúc sau, đừng muốn gặp lại nam tử kia, nghe rõ ràng sao. Vâng, trên mặt có chút ủy khuất, Sở Khuynh Thành cơ hồ là nắm bắt cuống họng nói. Hài lòng gật đầu, Mai Tam cô nhẹ nhàng phất phất tay, liền để Sở Khuynh Thành rời đi, ngươi ra ngoài đi, nghỉ ngơi 2 ngày, 3 ngày sau, đổi bảo đại hội liền muốn bắt đầu, cái kia Minh Hải địa đồ, chúng ta nhất định tình thế bắt buộc. Vâng, lại gật đầu một cái, Sở Khuynh Thành mặt ủ mày trao ra ngoài, Mai Tam cô thật sâu nhìn lấy nàng rời đi bóng lưng, cũng là không thể làm gì khác hơn dao động cái đầu ai, thiếu nữ tư xuân, là nên cho hắn kết môn việc hôn nhân thời điểm. Khác bụng đói ăn quàng, bị một số cuồng vọng chi đồ cho lừa gạt mới tốt. Cùng lúc đó, Trác Phàm trong tay cầm một khối xanh biếc ngọc giản, dựa theo bên trong địa đồ chỗ bày ra, đi vào trong thành một khối chiếm diện tích có phần phổ biến viện tử trước, ngoài cửa còn có 2 tên quy nguyên cao thủ trấn giữ canh cổng. Chính là chỗ này. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm lúc này dậm chân muốn đi vào, cũng là bị cái kia 2 cái người giữ cửa, đưa tay cản lại, cản ở bên ngoài, đứng lại. Nơi này là Vân Lam Thành khách quý chỗ ở trọng địa, người không có phận sự, không được đi vào. Tránh ra, ta chính là chỗ này khách quý. Ngươi, trên dưới dò xét hắn rất lâu, 2 người kia lại là cùng nhau sùi cười ra tiếng, quên đi, ngươi một cái đoán cốt nhất trọng đi đi, tính toán cái gì khách quý. Ta là người Lạc Gia, còn chưa tránh ra. Lạc Gia, không khỏi giật mình, 2 người liếc nhìn nhau, nhưng là lại nhìn về phía Trác Phàm chỗ đó. Lại là nhất thời sùi bật cười, tiểu tử, người hù chúng ta chưa thấy qua cao thủ sao? Lạc Gia là gần nhất 1 tháng chúng ta Vân Lam Thành tân quý, trong khoảng thời gian ngắn, thì nện mấy tỷ thánh linh thạch mọi người, cho nên mới do chúng ta thành chủ tự mình an bài tại cái này khách quý khu. Mà lại người ta cao thủ như mây, Quang Linh Vương cao tay liền đến hơn 20 cái, nào có ngươi dạng này đi đi đâu? Sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, Trác Phàm bật cười lắc đầu, vậy thì tốt. Người đem người Lạc Gia mang ra, tự có rõ ràng. Dựa vào cái gì, để như vậy tôn quý khách nhân gặp ngươi một con kiến hôi tồn tại, ngươi cũng xứng. Trác quản gia. Thế mà, ngay tại 2 người kia một mặt mắt chó coi thường người khác mà đối với Trác Phàm phun lớn nước bọt lúc, một tiếng kinh hô lại là đột ngột vang lên. Ngay sau đó, Lệ Kinh Thiên 3 chân 4 cẳng, vội vã đi vào trước cửa, nhìn đến Trác Phàm, tràn đầy vẻ kích động, Trác quản gia, người rốt cục đến. Cái này lại 1 năm nữa không gặp, có thể nghĩ rất lão phu. Ách, thân thể trì trệ, 2 người kia nhất thời mắt trợn tròn, sau đó liền một mặt rực rỡ cười nhìn về phía Lệ Kinh Thiên nói, Lệ tiên sinh, vị này, ngài nhận biết. Đâu chỉ nhận biết, hắn là chúng ta Lạc Gia đại quản gia, các ngươi 2 cái về sau đem bảng hiệu sáng lên điểm. Nếu không đối với chúng ta Trác quản gia khinh miệt, thì là đối ta nhóm toàn bộ Lạc Gia làm nhục. Chúng ta nhất định sẽ tìm các ngươi thành chủ tính sổ sách. Oán hận mắng bọn hắn một trận, Lệ Kinh Thiên mới bao quát Trác Phàm cánh tay, cười nói, Trác quản gia, đều ấn ngươi ngọc giản truyền tin đến một dạng, chúng ta tại nơi này chính là đại vung tiền tài, không có không đau tiếc a, còn kém đem cái này toàn bộ thành mua lại, ha ha ha. Rất tốt, 3 ngày sau đổi bảo đại hội, chúng ta tình thế bắt buộc. Trong mắt tinh mang lóe lên, Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Theo Lệ Kinh Thiên cùng rời đi nơi này. Chỉ để lại cái kia 2 tên canh cổng hộ vệ, ngây ngốc nhìn lấy 2 người rời đi bóng lưng, khóe miệng giật một cái, lại là làm sao cũng nghĩ không thông, trong mắt đều là mê mang. Như thế một cái cường đại gia tộc, làm sao lại để một cái đoán cốt cảnh tiểu lâu la tới làm đại quản gia đâu. Hơn nữa nhìn cái kia Lệ tiên sinh ý tứ, bọn họ tựa hồ vẫn rất chịu phục giống như. Sau 3 ngày, Vân Lam Thành vị trí trung tâm nhất tụ bảo trong vườn ngự uyển, hối hả đám người như nước chảy. Bên trong có người bình thường, cũng có đạt quan hiển quý, tất cả mọi người là hướng về phía lần này đổi bảo đại hội tới. Bất quá, nói là đổi bảo, thực cũng liền cùng đánh bạc một dạng thôi. Bởi vì tất cả bảo vật, cũng sẽ không công khai ghi giá triển lãm cho mọi người, mà chính là trong bóng đêm, chẳng biết vật gì địa đấu giá tranh thủ, người trả giá cao được. Cho nên, có người khả năng hoa rất nhiều linh thạch, lại chỉ cầm lại 1 khối quay đầu. Có khả năng chỉ là không đến 10 khối linh thạch đầu tư, thì thắng hồi 1 khối vô giá chi bảo, từ đó thăng chức rất nhanh. Đây cũng là đánh bạc niềm vui thú, bên trong mạo hiểm kích thích, một đêm chợt giàu sảng khoái,
là bất luận kẻ nào đều vô pháp cự tuyệt. Tất cả mọi người, đều nối đuôi nhau mà vào, tại một ngày này, không phân quý tiện địa đi tới nơi này vàng son lộng lẫy trong đại sảnh, án lấy chính mình số ghế, đi vào chỗ mình ngồi, rất nhanh liền có mấy chục vạn người vào sân. Mà phía dưới vị trí trung tâm nhất một cái triển lãm trên đài, một bộ đồ đen Vân Lam thành thành chủ, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Ngày bình thường, hắn là thành chủ, nhưng lần này, hắn lại là lần này đấu thầu người chủ trì. Dù sao, lần này có kiện đấu thầu đồ vật thực sự quá quý giá, hắn nhất định phải tự mình đến ứng phó những thứ này theo các nơi chạy đến các đại nhân vật. Thật sâu hít một hơi, thành chủ đại nhân dương mắt nhìn xem đại sảnh tối cao vị trí, cái kia 9 cái bao vây lại khách quý các, trong lòng cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên. Dù nói thế nào, ở trong đó ngồi đấy, đều là đại biểu cùng sau lưng mình lão bản đánh bạc hoàng, cùng một đẳng cấp còn lại thất hoàng lai, một cái xử lý không tốt, thế nhưng là tùy thời có thể đem chàng tử nện, cái này khiến hắn bình thường như hồ nước bình tĩnh tâm, nhất thời liền bắt đầu thấp thỏm không yên. Thỉnh thoảng, còn trên đầu chà chà mồ hôi lạnh, bình phục tâm tình. Chúng ta tới chỗ này một tháng, chưa bao giờ thấy qua vị thành chủ này khẩn trương như vậy thời điểm. Một gian khách quý trong các, Lệ Kinh Thiên nhìn xem phía dưới cái kia nôn nóng bóng người liếc một chút, vừa nhìn về phía còn lại mấy cái khách quý các phương hướng, trong mắt bất giác có chút sầu lo, chắc quản gia, hôm nay chúng ta vừa ra tay, nhưng là chẳng khác nào cùng thánh vực tám hoàng chính diện kháng phía trên, nhưng chúng ta chuẩn bị vẫn chưa tới một năm, cần vội vã như vậy sao? Liền cái kia Vân Lam thành thành chủ, lưng tựa đánh bạc hoàng lớn như vậy chỗ dựa, cũng không dám nhẹ nhõm đối diện với mấy cái này người, chúng ta. Thản nhiên cười, Trác Phàm ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu rộng thùng thình trên ghế ngồi, từ chối cho ý kiến, xác thực, hiện tại lộ diện có chút mạo hiểm, nhưng là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Đây là chúng ta có thể thuận lợi đánh vào tám hoàng ở giữa tranh phong một cái cơ hội, nếu là mất đi, liền không biết lại phải đợi đến năm nào tháng nào. Còn có, ta không phải nói lần này để ta tới chủ đạo sao? Đại tiểu thư, Mộ Dung cô nương, các ngươi hai cái lại cùng tới làm gì? Nói, Trác Phàm quay đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía hai nữ. Ta với tư cách là Lạc gia đại tiểu thư, chuyện lớn như vậy, không lộ diện có thể nói còn nghe được sao? Hơi hơi nhún nhún vai, Lạc Vân Thường cũng ngồi tại một trương trên ghế dài, chuyện đương nhiên nói. Mộ Dung Tuyết liếc hắn một cái, đạm mạc lên tiếng, khó được mở mang kiến thức một chút thánh vực đại nhân vật là cái dạng gì, ta thì theo tới. Bây giờ nhìn lại, cùng chúng ta phàm giai không có gì sai biệt a. Đã không khác biệt, vậy ngươi còn cùng tới làm gì? Lúc này, một bên Bách Lý Ngự Vũ bất đắc dĩ trợn mắt một cái, hừ nhẹ lên tiếng, lần này chúng ta muốn hướng thánh vực những đại lão này nhóm, triển lãm là thực lực chúng ta, không phải làm điệu làm bộ công phu, ta đến phụ tá Trác Phàm liền tốt, các ngươi ở chỗ này có làm được cái gì? Ha ha, ngươi cái này làm sao nói đâu, không biết cái nhà này người nào làm chủ đúng hay không? Tốt! Thấy các nàng lại có ầm ý lên mạo hiểm, Trác Phàm vội vàng khoát khoát tay, ngắt lời nói, đã đến, thì cùng một chỗ kiến thức một phen đi. Thực đại tiểu thư nói cũng đúng, đối mặt chuyện lớn như vậy, ta một quản gia xác thực không cách nào hoàn toàn đại biểu chủ gia ý tứ, đại tiểu thư ra mặt cũng xác thực lại có mặt ở đây. Nghe được lời này, Lạc Vân Thường lông mày nhíu lại, đắc ý nhìn xem Bách Lý Ngự Vũ. Cái kia mặt lạnh cô nương lại là nhẹ hừ một tiếng, chuyển qua đầu. Nhìn lấy đây hết thảy, bọn người người đành phải dao động cái đầu, bật cười liên tục. Cạch! Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, một tiếng điếc tai nhức óc chuông lớn gõ vang. Ồn ào trong hội trường nhất thời yên tĩnh, người thành chủ kia liền mặt mỉm cười, nhẹ nhàng như thường đi ra tới, rất hiển nhiên điều chỉnh tốt tâm tình. Các vị quý khách, lần này thứ 1,784 giới đổi bảo đại hội, hiện tại bắt đầu. Không quản các ngươi là eo quấn vạn kim, vẫn là một nghèo hai trắng, lần này đại hội bên trong, đều xem như một lần cải biến nhân sinh vận mệnh cơ hội. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, các ngươi còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian xuất ra các ngươi tất cả, tìm đến phía chúng ta bảo vật đi. Giống. Một tiếng giống to, mọi người quần tình sục sôi. Như vậy hiện tại, đẩy ra chúng ta kiện thứ nhất bảo vật ra sân. Ngay sau đó, người thành chủ kia hét lớn một tiếng. Liền có mấy tên hộ vệ đẩy một chiếc xe nhỏ đi vào trên đài, chỉ là xe kia phía trên che kín miếng vải đen, lại là ai cũng không nhìn thấy bên trong đến tột cùng thả cái gì, chỉ có thành chủ một người,
ở nơi đó sâu kín giới thiệu món bảo vật này tường tình, đây là một kiện khiến nữ nhân mê muội, nam nhân điên cuồng linh binh. Đây là một kiện, làm cho tất cả mọi người nhìn đến, đều sẽ cho người quá sợ hãi bảo vật. Người căn bản là không có cách tưởng tượng, thế gian vì sao lại có dạng này khiến người kinh dị tồn tại. Như vậy, cuối cùng là cái gì đâu? Hai mắt sáng ngời có thần, tất cả mọi người chăm chú nhìn trên đài, suy đoán thành chủ trong miệng sở thuyết bảo bối, đến tột cùng là vật gì, nghe ngược lại là rất không tệ bộ dáng. Khóe miệng xẹt qua một đạo thần bí đường cong, thành chủ đè thấp tiếng nói, thản nhiên nói, vật này, ta không biết, các ngươi cũng không biết. Vẫn quy củ cũ, có thể là một kiện có 102 kỳ chân, khả năng cũng là một kiện phổ thông phàm vật, mù ném bắt đầu, người trả giá cao được. Người sống một đời mấy lần đọ sức, chứ có để cho mình mảy may chần chờ, chậm trễ chính mình cả đời vinh hoa. 10 vạn linh thạch. Vừa dứt lời, lập tức liền có người gào rú lên tiếng. Thế nhưng là, còn không đợi người này lời nói xong, liền lại có người hét lớn, 100 vạn linh thạch, thứ này ta muốn định. Có thể nhường nữ nhân mê muội, nam nhân điên cuồng, nhất định vật phi phàm. 5 triệu. Thế mà rất nhanh, dưới đài liền lại có người đem giá cả nâng lên gấp 5 lần. Nghe được lời này, mọi người không khỏi nhất thời ồn ào một mảnh, sau đó nhìn xem chính mình trong túi quần, phải chăng có thể theo cạnh tranh ném. Có hầu bao phình lên, nhưng cũng có chút do dự, không biết nên không nên theo vào, vạn nhất chỉ là một cái bình thường đồ vật, há không lỗ lớn. Khách quý trong phòng, Trác Phàm nhìn phía dưới mấy cái kia nhấc tay người, không khỏi suy cười một tiếng, nhìn về phía bên cạnh nói, đây chính là đánh bạc hoàng kẻ lừa gạt, cố ý cố tình nâng giá, xem ra món bảo vật này không có gì quan trọng, bằng không hắn cũng sẽ không nhấc cao như vậy. Vì sao? Giá cao mua giá thấp vật tuy nhiên làm cho người tiếc hận, nhưng lại nhưng là hấp dẫn nhãn cầu, giá thấp mua giá cao vật, càng là có thể khiến người ta hưng phấn không hiểu, gây nên người nội tâm tham lam. Qua nhiều năm như vậy, đánh bạc hoàng cũng là dựa vào chiêu này một mực làm cho người nhập hố, tuy nhiên cũ, nhưng hết lần này tới lần khác trên đời thì có rất nhiều người ăn bộ này, không có cách, ha ha ha. Cười nhạo lấy lắc lắc đầu, Trác Phàm từ chối cho ý kiến. Lệ Kinh Thiên thấy một lần, cũng là bình tĩnh gật đầu, cười nói, đúng vậy a, chỉ là không biết, cái nào kẻ ngốc muốn mắc lừa. Đứa ngốc, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là chúng ta. A, không khỏi sững sờ, Lệ Kinh Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trác quản gia, ngài biết rõ đó là cái cục, chúng ta còn muốn nhập sao?